chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Trước nàng bị người đẩy mạnh trong sông, bị bắt gã cho người kia mặc thú tâm nam nhân hôm sau ra nam nương nàng phụ thân lực trở lại trong thành, hai người vượt qua 20 năm vô tính hôn nhân, nàng không muốn trượng phu chạm vào nàng. Bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn có cái không thể nói ra nốt chu sa, sau lại, phụ thân nhân bệnh qua đời, mẫu thân cũng tùy theo ly thế. Nàng bị ra nam tra tấn không thành bộ dáng, cũng biết chính mình phụ thân nguyên lai không phải bệnh chết. Mà là bị ra nam uy mạng tính độc dược độc chết, nàng chết ở trương thời giả trong lòng ngực, nàng vuốt hắn mặt đối hắn nói, nếu năm đó đem ta cứu đi lên người là ngươi nên thật tốt, trương thời giả khóc không thành tiếng, chỉ có thể một câu lại một câu đối nàng nói. Thực xin lỗi ta đã tới chậm, linh hồn của nàng vẫn luôn đi theo trương thời giả, tận mắt nhìn thấy hắn vì nàng báo thù. Trương thời giả giết sở hữu hãm hại quá nàng người, cuối cùng tự sát ở nàng mộ trước, nàng trọng sinh, mang theo không gian về tới 1974 năm. Lúc này đây nàng sẽ không lại giống như kiếp trước như vậy mềm yếu, nàng muốn báo thù, đi báo ân, đuổi theo hồi nàng nốt chu sa. Chương một ra nam tiện nữ, 1995 năm, đêm giao thừa, bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa, lông ngỗng đại tuyết bay lả tả mà bay xuống xuống dưới. Toàn bộ thế giới đều bị màu trắng bao trùm, ngân trang tố khỏa, đẹp không sao tả xiết, nhưng mà... Phòng trong không khí lại cùng ngoại giới hình thành tiên minh đối lập, nằm ở cứng trắng trên giường nữ nhân. Sắc mặt tái nhợt đến giống như một trương giấy trắng, không hề huyết sắc đáng nói, trên người nàng ăn mặc xanh trắng đang xen bệnh nhân phục tựa như một kiện to rộng áo choàng giống nhau bao lại nàng kia nguyên bản liền gầy ốm thân hình giờ phút này nàng đang ánh mắt lỗ trống mà nhìn chầm chầm đứng ở mép giường ba người hạ uyển ương ngươi nhìn xem ngươi a à. đều bệnh thành cái dạng này vẫn là như vậy nhìn thấy mà thương tấm tắc khó trách năm đó như vậy nhiều nam nhân đều vì ngươi hồn khiên mộng nhiễu phương chiêu đệ dựa vào lý văn trác trên người qua lại đánh giá ngồi ở trên giường ốm yếu mỹ nhân, Hạ Uyển Ương không có cho nàng một ánh mắt. Quay đầu đối với bên cạnh nam nhân nói nói, Lý Văn Trác, ngươi đã được đến ngươi tưởng được đến hết thảy, ngươi liền không thể buông tha ta sao? Nhìn nàng kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình ánh mắt, Lý Văn Trác đột nhiên tiến lên nhéo nàng tóc, Hạ Uyển Ương. Cùng ta làm 20 năm phu thê, ngươi trong lòng một chút đều không có ta có phải hay không, Hạ Uyển Ương vũ mị cười, cho dù nàng hiện tại người không giống người quỷ không giống quỷ nhưng nàng cười rộ lên vẫn là như vậy sinh động như vậy đẹp lý văn trác lúc trước ngươi vì trở về thành vẫy đuôi lấy lòng mà cầu ta gả cho ngươi thời điểm ngươi liền biết rõ ta không thích ngươi chúng ta làm hai mươi năm phu thê lại như thế nào ngươi được đến quá ta sao ta người cùng ta tâm trước nay liền không phải ngươi có thể lây dính phương chiêu đệ nhìn chính mình âu yếm nam nhân khí phát trung một cái tác đánh vào kia trương làm nàng ghen ghét non nửa đời trên mặt, Hạ Uyển Ương. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh, là ngươi cầu văn trác, ngươi còn dám như vậy càng rỡ, Hạ Uyển Ương xoa xoa khóe miệng vết máu. Dương mắt nhìn về phía phương chiêu đệ, phương chiêu đệ, năm đó đẩy ta rớt xuống hà người chính là ngươi đi. Sau lại ngươi dẫn ta đi hoài nghi Trần Thục Vân, ta thật là ngốc a, à, ngươi như vậy vụng về kỹ thuật diễn cư nhiên bị ngươi lừa tới rồi. Là ta thì thế nào, ta còn nói cho ngươi, lúc ấy vây xem người cũng là ta kêu đi, nếu không phải như vậy bức ngươi. Ngươi như thế nào sẽ gả cho văn trác đâu, hai chúng ta như thế nào có thể trở về thành đâu, Phương Chiêu Đệ đắc ý nói. Lý văn trác thu hồi bắt lấy hạ uyển ương tay, thân hạ thân thượng sang quý Tây Trang, buông tha ngươi là không có khả năng. Phụ thân ngươi di thư đã bị ca ca ngươi cầm đi, nhà các ngươi tài sản phân cho ngươi một phần ba, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết được, chờ ta bắt được thuộc về ngươi kia phân mới tính xong, Hạ Uyển Ương cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người nghèo xuất thân. Chỉ để ý về điểm này vật ngoài thân, Lý Hiểu Tiên vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ba mẹ, các ngươi đem ta gọi tới làm gì? Cái này chết nữ nhân có cái gì đẹp, tết nhất chúng ta một nhà ba người ở nhà không hảo sao, Lý Văn Trác lấy lại tinh thần. Mới nhớ tới hôm nay tới mục đích, Hạ Uyển Ương, ngươi hiện tại liền viết một phong thơ cho ngươi ca, làm hắn đem ngươi kia phân giao cho ta, hạ uyển ương sửa sang lại một chút chính mình tóc chui vào lạnh băng trong ổ chăn phương chiêu đệ bị nàng thái độ kích thích tới rồi duỗi tay vén lên chăn một phen đem hạ uyển ương túm lên hạ uyển ương làm ngươi viết thư ngươi không nghe được sao cha mẹ ngươi đều không còn nữa ngươi còn có cái gì tư bản cao ngạo hạ uyển ương nhắm mắt lại không nói lời nào phương chiêu đệ khí ngực phập phồng quay đầu đối với cha con hai nói bảo bối nữ nhi ngươi trước cùng ba ba đi ra ngoài chờ mụ 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 có chuyện cùng nàng nói, văn trác. Ngươi trước đi ra ngoài chờ ta, ta có biện pháp làm nàng ngoan ngoãn viết thư, chờ hai người sau khi rời khỏi đây. Phương chiêu đệ âm trắc trắc cười, hạ uyển ương, ngươi còn không biết đi, ngươi hảo phụ thân cũng không phải là bệnh chết. Là lý văn trác hoa gần 10 năm thời gian một chút dùng độc dược dược chết, ngươi thiên tiên mẫu thân biết chân tướng sao. Bị sống sờ sờ tức chết rồi, ngươi nói ngươi còn có cái gì mặt ngồi ở này cao ngạo khẩn cầu văn trác buông tha ngươi nhìn Hạ Uyển Ương khiếp sợ bộ dáng, Phương Chiêu Đệ đắc ý nói tiếp, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh viết đi, bằng không văn trác kiên nhẫn hao hết. Ca ca của ngươi nhóm, Hạ Uyển Ương đột nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười, một tay hảo bài đánh nát như. Hại chính mình phụ thân mẫu thân không nói. Còn làm như vậy một đôi mặt người già dạ thú tra nam tiện nữ hưởng thụ vốn nên thuộc về chính mình cùng hắn hết thảy. Lúc trước chính mình mang theo Lý Văn Trác trở về thành, cha mẹ khuyên nhủ chính mình, hắn không phải cái phu quân ở nông thôn kết quá hôn không quan trọng ly coi như không phát sinh quá chuyện này còn có thể hết thảy đều một lần nữa lại đến là chính mình nhìn lý văn trác vì được đến cha mẹ tán thành ở ngoài cửa quỳ hai ngày chính mình kia chợt lóe mà qua không đành lòng chung quy là hại cha mẹ hại chính mình nhất sinh a à, chính mình tồn tại này vài thập niên hảo buồn cười a à. vì cái gì lúc trước không lớn gan một chút dũng cảm biểu đạt ra bản thân cảm tình vì cái gì không nghe cha mẹ khuyên nhủ? Rõ ràng đối lý Văn Trác không có một chút cảm tình, vẫn là cùng hắn làm nhiều năm như vậy phu thê. Vì cái gì muốn phóng túng Lý Văn Trác nhiều năm như vậy ở bên ngoài dưỡng tiểu gia cũng cầm tù chính mình, làm hắn càng ngày càng tham lam. Cuối cùng hại chết chính mình phụ thân, Hạ Uyển Ương hận, hận không thể lập tức giết bọn họ, chính là nàng làm không được. Bị cầm tù tại đây bệnh viện tâm thần gần 8 năm thời gian, nàng căn bản vô pháp đi ra nơi này. Mỗi cái bác sĩ cùng hộ sĩ đều cầm Lý Văn Trác chỗ tốt, căn bản sẽ không tha nàng rời đi, đột nhiên, Hạ Uyển Ương mở ra ngăn kéo. Lấy ra chính mình trộn tích cốc hạ dược, một ngụm nhét vào trong miệng, bưng lên ly nước uống xong mấy ngụm nước. Chờ Phương Chiêu Đệ phản ứng lại đây thời điểm, đã bị nàng toàn bộ nuốt vào bụng, Phương Chiêu Đệ, ngươi đã chết này phân tâm đi, ta sẽ không viết. Muốn ta tài sản các ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi ăn cái gì, Phương Chiêu Đệ khẩn trương hỏi, các ngươi mỗi ngày làm bác sĩ hộ sĩ bức ta ăn dược a à. các ngươi không phải hy vọng ta từ từ chết sao ha hả như các ngươi mong muốn này đó dược lập tức ăn vào đi ta không cần chậm rãi đã chết ta thực mau liền sẽ đi tìm ta ba mẹ chuộc tội các ngươi về sau ra cửa cẩn thận một chút bởi vì ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi phương chiêu đệ nóng nảy lý văn trác nói qua nàng các ca ca không thấy nàng bản nhân hoặc là tự tay viết tin là sẽ không đem tài sản lấy ra tới Nàng này vừa chết, chẳng phải là vĩnh viễn cũng lấy không được." Phương Chiêu đệ tiến lên một bước, bóp lấy nàng cầm. Ngón tay vói vào hạ Uyển Ương trong miệng, "Ngươi cho ta nhổ ra, ngươi tiện nhân này, ngươi," lời nói còn chưa nói xong. Cửa phòng phanh một tiếng bị mở ra, ngoài cửa vang lên lý hiểu tiên quỷ khóc sói gào động tĩnh. Phương Chiêu đệ nghe thấy tiếng khóc cũng xông ra ngoài, Hạ Uyển Ương nâng lên đôi mắt nhìn về phía môn phương hướng. Tuy nhiên là cái kia chính mình giấu ở đáy lòng mươi năm người trương thời giả ngươi như thế nào hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt màu đỏ tươi đáy mắt như là không cam lòng lại như là tuyệt vọng ngay cả nhất quán lạnh băng kiêu căng thanh âm lúc này đều trở nên có chút khàn khàn hạ uyển ương đây là ngươi lựa chọn sinh hoạt sao ngươi vì cái gì quá không tốt hạ uyển ương rốt cuộc nhịn không được khóc trống lên che trời lấp đất thống khổ dường như đem nàng cả người thổi quét nàng chưa bao giờ có giống giờ phút này như vậy hỏng mất quá nước mắt đại viên đại viên rơi xuống ở lạnh băng trên mặt đất vừa mới ở phương chiêu đệ trước mặt nhịn xuống cảm xúc vào giờ phút này cùng nhau bạo phát ra tới trương thời giả ta hảo hối hận ta sai rối tin rối mù hắn đau lòng giống đau giảo giống nhau nước mắt ngăn không được đi xuống lưu uyển ương ngươi đừng như vậy ta cầu ngươi hạ uyển ương tiến lên nhào vào trong lòng ngực hắn cảm thụ được hắn cường hữu lực tiếng tim đập mới cảm thấy mấy năm nay trong mộng hết thảy chân chân thật thật thực hiện chương hai báo thù bọn họ gắt gao mà ôm ở bên nhau phản phất muốn đem mấy năm nay thiếu hụt ấm áp đều đền bù trở về, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy trào ra, làm ướt lẫn nhau vạt áo. Bọn họ tiếng khóc đang chéo ở bên nhau, tràn ngập vô tận bi thương cùng nguy khuất, qua hồi lâu, trương thời giả nhẹ nhàng bế lên trong lòng ngực người. Gần như si mê nhìn nàng ngủ say khuôn mặt, lúc này hắn cảm thấy chính mình cả nhân sinh mới tính viên mãn. Trương thời giả từng bước một mà đi ra phòng bệnh, trực ban bác sĩ cùng hộ sĩ tránh ở bàn hạ rung bần bật, bọn họ còn nhớ rõ một giờ trước, người nam nhân này đem lý văn trác đánh sống không bằng chết bộ dáng bên ngoài đại tuyết đã đình chỉ trên mặt đất tích đầy thật dày tuyết động hắn bước chân có vẻ có chút trầm trọng tự hồ mỗi một bước đều mang theo vô tận mỏi mệt cùng lo lắng tài xế thấy trương thời giả ra tới sau chạy nhanh mở cửa xe chờ đợi bọn họ lên xe trương thời giả thật cẩn thận mà đem hạ uyển ương ôm vào trong xe nhẹ nhàng mà đặt ở trên chỗ ngồi hắn ánh mắt tràn ngập quan tâm cùng đau lòng sợ chính mình động tác sẽ làm Hạ Uyển Ương cảm thấy không khỏe, sau đó. Trương thời giả cởi chính mình áo khoác, nhẹ nhàng bao trùm ở Hạ Uyển Ương trên người, hắn động tác phi thường mềm nhẹ. Phản phất sợ hãi lực lượng của chính mình sẽ xúc phạm tới nàng, áo khoác thượng còn tàn lưu hắn nhiệt độ cơ thể, ấm áp Hạ Uyển Ương thân thể. Làm xong này đó, trương thời giả mới chậm rãi ngồi vào trong xe, cắt gao mà nắm lấy Hạ Uyển Ương tay. Hắn ánh mắt trước sau không có rời đi quá nàng phản phất muốn đem nàng bộ dáng thật sâu mà khắc ở đáy lòng, ngoài cửa sổ xe, tuyết trắng xóa, một mảnh yên lặng. Bên trong xe không khí lại ngưng trọng mà áp lực, chỉ có trương thời giả tiếng hít thở cùng hạ uyển ương mỏng manh hơi thở đang chéo ở bên nhau. Xe chậm rãi khởi động, sự hướng không biết phía trước, lão bản, đi đâu, tài xế nhìn chính mình lão bản kinh ngạc không thôi, theo hắn mấy năm. Lão bản bên người liền không có xuất hiện quá bất luận cái gì một cái khác phái, vùng ngoại thành biệt thự xe chậm rãi về phía trước chạy rốt cuộc đến mục đích địa trương thời giả mở cửa xe chuẩn bị bế lên hạ uyển ương nhưng mà đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cổ điềm xấu dự cảm nảy lên trong lòng đương hắn thật cẩn thận mà đem tay đặt ở hạ uyển ương hơi thở chỗ lại hoảng sợ phát hiện nàng đã đình chỉ hô hấp kia một khắc thời gian phản phất động lại trương thời giả tâm trầm tới rồi đáy cốc uyển ương uyển ương trương thời giả run rẩy thanh âm hô trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn ôm chặt lấy Hạ Uyển Ương thân thể. Ý đồ làm nàng một lần nữa hô hấp lên, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, mau đi kêu bác sĩ, mau a. À. Trương thời giả thanh âm mang theo khóc nước nở, hắn đôi mắt tràn ngập nước mắt, vô pháp tiếp thu trước mắt phát sinh sự thật. Hắn không ngừng loạn choạng Hạ Uyển Ương thân thể, hy vọng có thể kêu lên nàng một tia sinh cơ, Uyển Ương. Uyển năng nỉ cầu ngươi tỉnh tỉnh được không, ta không thể mất đi ngươi trương thời giả thanh âm càng ngày càng thấp. Tràn ngập bất lực cùng bi thương, hắn không muốn tin tưởng đây là thật sự, 20 phút sau, bác sĩ đi vào phòng ngủ. Trương thời giả giống một tôn tượng Phật giống nhau vẫn không nhúc nhích nắm hạ uyển ương tay, bác sĩ đi qua đi mở ra hạ uyển ương mí mắt. Cầm đèn pin nhìn một hồi, lại xem xét cổ động mạch, thở dài nói, lão bản thỉnh đáng bi thương, vị tiểu thư này đã đi, đi xuống đi. Trương thời giả lặng lặng canh giữ ở Hạ Uyển Ương thi thể bên suốt một ngày một đêm, trong lúc này hắn không có ăn qua một ngụm đồ vật. Cũng không có uống qua một ngụm thủy, hồng nhuận môi nổi lên một tầng da trắng, Hạ Uyển Ương thấy hắn cái dạng này, đau lòng tột đỉnh. Chạy nhanh chạy tới muốn ôm một ôm cái này ngốc nam nhân, chính là đôi tay lại xuyên thấu thân thể hắn, nàng nhìn chính mình đôi tay. Tự không tin lại lặp đi lặp lại thử vài lần, kết quả đều là giống nhau, lúc này nàng mới hiểu được, chính mình đã chết chính mình cả đời này thật sự giống như một hồi vui đùa, vừa mới cùng trong lòng người đoàn tụ liền lại làm hắn đã trải qua một lần tử biệt. Bất quá liền tính nàng không có ăn kia một phen dược, phụ mẫu của chính mình bởi vì chính mình mà chết. Nàng như thế nào có mặt sống tạm ở trên đời này đâu, Hạ Uyển Ương an tĩnh xuống dưới, ngồi ở trương thời giả bên cạnh lặng lặng làm bạn hắn. Ở một ngày sau rạng sáng, trương thời giả đứng lên đánh một chiếc điện thoại, nửa giờ sau biệt thự bên ngoài đứng hai mươi mấy người đại hán mỗi người đều ăn mặc màu đen quần áo, giống như cùng cái này đêm tối hòa hợp nhất thể, trương thời giả công đạo vài câu. Theo sau một mình một người lái xe đi tới một chỗ vứt đi nhà xưởng, sáng sớm thời gian, sắc trời dần dần trở nên trắng. Phản phất là bị một cổ lực lượng thần bí chậm rãi vạch trần khăn che mặt giống nhau, liền ở ngay lúc này. Một trận đinh tai nhất ốc loãng xoảng thanh đột nhiên vang lên, giống như sấm sét cắt qua chung quanh yên tĩnh bầu không khí. Bất thình lình vang lớn làm người kinh hồn tán đảm phản phất toàn bộ thế giới đều vì này run rẩy ngay sau đó mấy cái giá người cường tráng đại hán xuất hiện ở tầm nhìn bên trong trong tay bọn họ gắt gao mà xách theo ba cái căn phòng bao tải không lưu tình chút nào mà đem chúng nó ném tới lạnh băng trên mặt đất bao tải rơi xuống đất khi phát ra nặng nề tiếng vang theo bao tải bị cởi bỏ lý văn trác phương chiêu đệ cùng lý hiểu tiên ba người gia nan mà từ bên trong bò ra tới trương thời giả bước thông thả nện bước một bước tiếp theo một bước về phía trước đi đến hắn ánh mắt lãnh khốc vô tình phản phất đến từ địa ngục sa tan mang theo vô tận hắc ám cùng tà ác đường hắn ánh mắt dừng ở ba người kia trên người khi bọn họ cảm nhận được một cổ sư nay chưa từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng trương thời giả trong ánh mắt để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng khinh thường giống như là đang xem đại ba cái sắp chết đi người giống nhau lý văn trác dọa liền thanh âm đều phát không ra phương chiêu đệ chống đôi tay sau này hoạt động lý hiểu tiên mấy năm nay bị sủng vô pháp vô thiên thét chói tai hô ngươi là ai chạy nhanh thả chúng ta trương thời giả tiếp nhận bên cạnh đưa qua trường đao nhẹ nhàng quăng qua đi lý hiểu tiên nháy mắt chấm dứt sinh mệnh ly gần nhất phương chiêu đệ bị bắn đầy người đầy mặt huyết hơn nửa nước mắt nước mũi không cần tiền giường như đi xuống lư cả người thoạt nhìn dị thường quỷ dị trương thời giả không liên quan chuyện của ta là lý văn trác chủ ý hắn năm đó làm ta đem hạ uyển ương để xuống nước kỳ thật hắn liền tránh ở cách đó không xa thụ sau vây xem người cũng là bị hắn lừa đi lúc sau trong thôn lời đồn đãi cũng là hắn tản lý văn trác xem phương chiêu để đem hắn bán không rảnh lo sợ hãi giữ tận gương mặt hô ngươi cái không biết xấu hổ xú kỹ nữ năm đó là ngươi trước nhìn ra tới hạ uyển ương thích trương thời giả là ngươi làm ta nắm chặt thời gian động thủ lại là ngươi thân thủ đem nàng đẩy mạnh lạnh băng nước sông trương thời giả đào đào lỗ tai người tới đem bọn họ đầu lưỡi thân ra tới xảo ta đau đầu a a đầu lưỡi cùng với máu tươi chảy ra hai người không bao giờ có thể nói lời nói trương thời giả đứng lên trong mắt toát ra vô hạn bi ai cùng tiếc nuối các ngươi làm sao dám nếu tính kế nàng mượn lực về tới trong thành vì cái gì không hảo hảo đối nàng vì cái gì muốn đem nàng giấu đi ta tìm nàng mười mấy năm a à, nhân tâm vì cái gì như vậy tham đâu vì cái gì phải được đến như vậy nhiều vật ngoài thân nhiều năm như vậy chỉ cần ngươi làm ta trông thấy nàng ta hết thảy đều có thể tặng cho ngươi nói xong chém sắc như chém bùn trường đau một đau chặt bỏ lý văn trác đùi lý văn trác đau hôn mê bất tỉnh trương thời giả quay đầu hắn lười đến cùng phương chiêu đệ nói cái gì một đau một đau đâm vào nàng trên người mỗi hạ đều đau đau kiến huyết cũng sẽ không lập tức muốn hắn bệnh bác sĩ đánh thức lý văn trác trương thời giả lại quay đầu bổ về phía lý văn trác lặp đi lặp lại chém mấy chục đau lúc sau bác sĩ cũng không có thể ra sức cuối cùng trương thời giả chặt bỏ hai người đầu đem đầu cất vào bao tải Trương thời giả cùng dẫn đầu người công đạo rất nhiều chuyện, một người sách theo bao tải đi ra ngoài, một ngày sau Hạ Uyển Ương bị tán ở mộ viên. Hạ tán trước trương thời giả đem trương gia truyền cho con dâu tổ truyền ngọc bội mang ở nàng trên cổ, trương thời giả ngồi quỳ ở mộ trước. Đầu gối cùng lạnh băng cứng trắng mặt đất thân mật tiếp xúc, nhưng hắn tự hồ cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, ánh mắt lỗ trống vô thần. Thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm trước mắt mộ bia, phản phất mất đi linh hồn, ở hắn bên người, lẳng lặng mà bày hai viên dữ tợn khủng bố đầu tản ra lệnh người buồn nôn huyết tinh hơi thở mà trương thời giả ánh mắt lại trước sau không có rời đi mộ bia xác thực nói là không có rời đi trên bia có khắc kia ba cái chữ to hạ uyển ương thời gian từng giây từng phút trôi qua trương thời giả liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà quỳ tựa như một tòa điêu khắc chỉ có hốc mắt trung không ngừng có nước mắt trào ra theo gương mặt chảy xuống nhỏ giọt trên mặt đất hình thành một tiểu thang vệt nước nhưng mà theo thời gian chuyển dời hắn trong mắt nước mắt dần dần khô cạn thay thế chính là một mảnh tĩnh mịch cùng tuyệt vọng uyển ương hoàn tuyền trên đường không dễ đi ta tới bồi ngươi hạ uyển ương lòng nóng như lửa đốt linh hồn của nàng liều mạng về phía vọt tới trước đi ý đồ ngăn cản sắp phát sinh bi kịch nhưng mà vô luận nàng như thế nào nỗ lực thân thể của nàng đều không thể sờ đến thực chất chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia ngốc nam nhân chậm rãi ngã xuống nàng mở to hai mắt nhìn Nước mắt mơ hồ tầm mắt, nhưng lại bất lực. Nàng nhìn đến hắn ngã xuống vũng máu bên trong, máu tươi nhiễm hồng hắn quần áo cùng chung quanh mặt đất, nàng tâm phản phất bị xé rách đau đớn. Nàng khóc kêu tên của hắn, hy vọng có thể đánh thức hắn, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, nàng chỉ có thể bất lực mà nhìn này hết thảy phát sinh. Trong lòng tràn ngập hối hận cùng tự trách, Hạ Uyển Ương ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, 10 phút sau linh hồn của nàng chậm rãi tiêu tán khai chỉ để lại mộ trước hai viên đầu người cùng đầy đất máu tươi chương ba trọng sinh thượng hải tê hạ uyển ương là bị đau tỉnh vừa mở mắt nàng chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc chờ đau đớn thoáng giảm bớt đột nhiên mở mắt phản ứng lại đây đau chính mình chỉ là một cái linh hồn như thế nào sẽ cảm giác được đau đâu nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt sau đó dùng tay nhẹ nhàng mà xoa nắng mí mắt ý đồ giảm bớt kia cổ đau đớn cảm Đương nàng lại lần nữa mở to mắt khi, trước mắt cảnh tượng làm nàng cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ, đây là chính mình phòng. Bốn phía bị xoát thành màu trắng, trên vách tường đồ đầy nhàn nhạt lục sơn làm tường vây, có vẻ tươi mát mà lịch sự tao nhã. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi ra khỏi phòng hết thảy chi tiết, nàng ánh mắt theo ánh sáng di động. Cuối cùng dừng ở trên cửa sổ phương treo một chuỗi thủ công chung gió thượng khi xuyến chung gió từ tiểu xảo màu sắc rực rỡ hạt châu cùng tinh xảo lục lạc tạo thành theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm cái này tiểu đồ vật đã từng làm bạn nàng vượt qua vô số yên lặng thời gian hiện tại lại trở thành hồi ức quá khứ một đạo cửa sổ ương ương ngươi thế nào ngươi muốn hù chết mụ mụ sao hạ uyển ương tay bị mụ mụ nắm nàng tham luyến cảm thụ được mụ mụ nhiệt độ cơ thể đây là có chuyện gì nàng nhất định là quá tưởng ba mẹ cho nên lại làm nàng xem một cái sao này như thế nào còn không có phản ứng đâu, có phải hay không thương đến cùng. Đây là nàng ảo giác sao, Hạ Uyển Ương đi tới thần. Phòng ngủ môn bị đẩy ra, đại tẩu đi đến trước giường, buông một chén cháo nói, ương ương tỉnh, mau ăn một chút gì đi. Hạ mẫu cố ninh tay viện hướng nữ nhi kiều mỹ khuôn mặt, vẻ mặt khẩn trương, lại sờ sờ nữ nhi cái tráng, đột nhiên hét lên lên, lão đại. Mau cho người ba gọi điện thoại, lão đại tức phụ đi lấy khăn lông, lão nhị đi đem quân y kế đó, lão nhị tức phụ đi nấu canh gừng, nhanh lên. Cố ninh một tiếng kêu to, cả nhà đều bận rộn lên, không trong chốc lát trong phòng liền chen đầy, Hạ Uyển Ương ngây thơ mờ mịt. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm nàng cùng nhau gặp được nhiều người như vậy, mụ mụ cố ninh, đại ca Hạ Thư Khiêm, đại tẩu Khương Tư Tư. Nhị ca Hạ Thư Hàng, nhị tẩu là nàng phát tiểu lưu nguyệt, Hạ Uyển Ương nước mắt giống vỡ đê giống nhau lăn xuống xuống dưới. Nhìn trước mắt các thân nhân chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, ương ương, ngươi cảm giác thế nào, ngươi nói một câu được không? Nghe mẫu thân kia ôn nhu thanh âm, cảm thụ được mẫu thân độ ấm, nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, liếc mắt trên tường lịch treo tường. 1974 năm tháng 4, nàng về tới 18 tuổi này một năm, còn có không đến 10 ngày liền phải đi xuống nông thôn, mẹ, đại ca đại tẩu. Nhị ca nhị tẩu ta không có việc gì, đã khá hơn nhiều, Hạ Uyển Ương nghẹn ngào thanh âm nói. Cả nhà nghe thấy nàng thanh âm tất cả đều thở dài nhẹ nhỏ một hơi, nhị tẩu kêu kêu quát quát nói, ương ương. Ngươi đi như thế nào lộ còn có thể té ngã đâu, Hạ Uyển ương nỗ lực hồi tưởng. Kiếp trước hôm nay nàng đi tham gia cao trung đồng học vương hoang hôn lễ, nhưng ở hôn lễ thượng vương hoang trượng phu nhìn nhiều chính mình vài lần. Vương hoang muội muội vương tỉnh dùng sức đụng phải nàng một chút, nàng không đứng vững về phía sau đảo đi, cái gáy chấm đất bị khái một chút. Kiếp trước nàng về nhà liền cùng đại ca nhị ca tố cáo trạng, hai vị ca ca đi tìm các nàng tính sổ kết quả bị vương hoang bà bà thiếu chút nữa ngoa thượng hạ uyển ương xoa xoa nước mắt lần sau ta chú ý hôm nay dậy sớm có điểm mơ hồ lần này nàng không chuẩn bị lại làm các ca ca giúp nàng xuất đầu bởi vì nàng biết cùng nhau xuống nông thôn liền có vương tỉnh một cái chờ tới rồi mục đích địa lại trả thù trở về cũng không muộn hạ mẫu thật mạnh thở dài ta khuê nữ a à. ngươi như vậy mơ hồ như thế nào có thể chiếu cố hảo chính mình đâu lập tức liền phải xuống nông thôn. Người cái dạng này như thế nào làm chúng ta yên tâm a? À? đại ca cũng đi theo thở dài, nếu không phải ba bị người nhìn chằm chằm. Như thế nào sẽ đến phiên tiểu muội xuống nông thôn đâu, như vậy nhu nhược nữ hài tử, như thế nào có thể ăn ở nông thôn khổ a? À? Hạ Uyển Ương dơ lên một cái đại đại mỉm cười, làm nũng nói, hôm nay là ngoài ý muốn sao, ta cũng có thể chiếu cố hảo chính mình nha. Thật sự không được mụ mụ nhiều cho ta điểm tiền, ta có thể tiêu tiền thỉnh người giúp ta nấu cơm ăn sao, các ngươi yên tâm lạc. Ta như vậy nhận người thích, đến chỗ nào đều sẽ không có hại, nhị ca nhẹ nhàng điểm nàng đầu, trong mắt đựng đầy quan tâm. Chính là quá nhận người thích, chúng ta mới không yên tâm được không? Chúng ta trong đại viện những cái đó nhảy ranh ở chúng ta mí mắt phía dưới đều mỗi ngày bụng dạ khó lường, ngươi lập tức đi như vậy xa. Chúng ta như thế nào có thể yên tâm, hạ uyển ương ngáp một cái, đại viện nhảy ranh lại không cùng ta cùng nhau xuống nông thôn người một nhà bị nàng bộ dáng đậu cười ha ha hảo ương ương mệt nhọc chúng ta đi ra ngoài đi đem cháu uống lên lại phát điểm hãng ngủ một giấc liền tinh thần hạ mẫu một bên nói một bên ra bên ngoài vội vàng người bọn người đi ra ngoài hạ uyển ương nằm ở trên giường nghỉ trương thời giả nước mắt lại ngăn không được chảy xuống dưới nàng tận mắt nhìn thấy cái kia ngốc nam nhân giúp nàng báo thù lại trơ mắt nhìn hắn tự sát ở nàng mộ trước không biết này một đời hắn còn ở đây không chính mình còn có thể hay không tái ngộ đến hắn, một giọt nước mắt chảy xuống ở trên cổ. Nàng giơ tay xoa xoa, vừa lúc sờ đến một khối ngọc bội, nàng tạch một chút ngồi dậy. Này không phải nàng hạ tán khi trương thời giải gia tổ truyền bảo vật sao, nàng mắt thấy hắn coi như trân bảo đem nó treo ở chính mình trên cổ. Thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cùng nàng cùng nhau trở về, hạ uyển ương đem ngọc bội hái xuống. Quý trọng hộ ở chính mình trước ngực, nếu ngọc bội đi theo nàng cùng nhau đã trở lại như vậy trương thời giả làm chủ nhân có phải hay không cũng cùng nhau đã trở lại đâu. Kiếp trước chính mình đi lưu tỉnh thẩm thị tân huyện thủy dục thôn phương Đông Hồng đại đội, trương thời giả chính là thôn trưởng gia lão nhi tử. Nghĩ nghĩ nàng thật sự mơ mơ màng màng đã ngủ, trong mộng lại xuất hiện trương thời giả tự sát kia một màng, không cần, hạ uyển ương bị bừng tỉnh. Vừa lúc gặp phải nhị tổ lưu nguyệt tiến vào kêu nàng ăn cơm, ương ương, ba đã trở lại, ra tới ăn cơm đi, đã biết, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh thay đổi thân thoải mái quần áo ra phòng, dương mắt liền thấy cái kia kiếp trước vẫn luôn ở vì nàng tính toán phụ thân, ba ba. Hạ Uyển Ương vừa ra thanh, vành mắt liền đỏ, bên tai vang phương chiêu đệ kia đắc ý thanh âm, ngươi còn không biết đi. Ngươi phụ thân không phải bệnh chết, là Lý Văn Trác uy 10 năm độc dược dược chết, này đối cậu nam nữ, kiếp này nếu lại đụng vào thấy bọn họ. Nhất định phải làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, ai, ta lão khuê nữ thân thể thế nào. Nghe ngươi mẹ nói ngươi hôm nay té ngã khái đến cùng lạp, ta không có việc gì ba, ngủ một giấc khá hơn nhiều. Hạ Uyển Ương đem nước mắt nỗ lực nghẹn trở về, nàng không hy vọng trở về ngày đầu tiên khiến cho người nhà thế nàng lo lắng, cơm ăn đến một nửa. Ba ba Hạ Thanh Sơn buông xuống chiếc đũa, nhìn chính mình tiểu nữ nhi, trong mắt tràn đầy không tha, ương ương, ba ba thực xin lỗi ngươi. Nếu không phải ba ba người đối diện nhìn chầm chầm khẩn, thế nào ta và ngươi mẹ cũng sẽ không làm ngươi xuống nông thôn. Hạ Uyển Ương trên mặt tươi cười chưa lui, cấp hạ phụ gấp một chiếc đũa trứng gà, ba ba, ta tử xuống nông thôn đi rèn luyện. Tổng không thể cả đời đều tránh ở ngươi cùng mụ mụ còn có ca ca cánh chim hạ A, hạ mẫu cố ninh sờ sờ nàng tóc, ta như hoa như ngọc tiểu áo bông. Đi ở nông thôn nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo chính mình, đừng làm cho chính mình sinh bệnh, ta và ngươi ba sẽ nỗ lực vì ngươi lót đường. Tranh thủ sớm một chút đêm ngươi triệu hồi thành tới, mẹ, ta quên mất ta đi nơi nào xuống nông thôn A, Hạ Uyển Ương làm bộ trong lúc lơ đảng hỏi. Nhị tẩu ngao một giọng nói dọa mọi người nhảy dựng, ương ương, ngươi sẽ không thật khái hỏng rồi đi. Ta mấy ngày hôm trước bồi ngươi cùng đi báo danh A, lưu tỉnh thẩm thị phương đông hồng đại đội A, hạ uyển ương đôi mắt trừng lưu viên. Mê hoặc một hồi lâu, sau đó bắt đầu ngây ngô cười, hắc 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 hắc, phương đông hồng đại đội hảo A, ha ha ha. Mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đại ca thật cẩn thận nói, nếu không ngày mai làm ngươi đại tổ thỉnh thiên giả bồi ngươi đi xem đi hạ uyển ương thu hồi tươi cười xua xua tay nói ta không có việc gì chính là thích nghe tên này phương đông hồng thái dương thăng sao đúng rồi mụ mụ có thể hay không nhiều cho ta mang điểm tiền cùng phiếu a hạ mẫu gật gật đầu đương nhiên mấy ngày nay đại ca ngươi nhị ca còn có ngươi hai cái tổ tử đem trong tay phiếu đều cho ngươi lưu trữ đâu đến lúc đó mụ mụ cho ngươi nhiều hơn mang tiền đem tiền phân tán ăn mặc Ngươi này thô tâm đại ý cần thiết đến làm nhiều tay chuẩn bị. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt ăn xong, Hạ Uyển Ương về tới phòng, cả người nhảy đến ở trên giường lăn vài lăn, tinh tế tuyết trắng cẳng chân đá chăng. Thật tốt quá, hắc hắc hắc, lúc này Hạ Mẫu đi đến, thấy Hạ Uyển Ương một bộ ngây ngô cười bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, "Ương Ương, ngươi." "A nha ta thiên, mẹ ngươi như thế nào vào được?" Hạ Uyển Ương khiếp sợ, lập tức lên đứng ở trên mặt đất, chương 4 đây là không gian. Hạ mẫu đi tới kéo nàng ngồi ở trên giường, ương ương, ngươi hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái đâu, hảo. Đây là ta và ngươi ba còn có ngươi hai cái ca ca cho ngươi tiền cùng phiếu, ngươi trước thu. Chờ ngươi đi phía trước mẹ giúp ngươi thu thập đồ vật thời điểm lại hảo hảo giúp ngươi phùng tiếng chăn cùng nội y. Nói xong giao cho nàng một cái hộp sắt, mở ra vừa thấy, hạ uyển ương mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn hạ mẫu, mẹ. Này ngươi là đem cả nhà tích tụ đều cho ta đi, Hộp sắt một quyển cuốn đại đoàn kết chỉnh chỉnh tề tề bày, một bó 100 khối. Ước chừng có mấy chục bó, còn có các loại phiếu đặt ở hộp phía dưới, cầm đi. Đây là 5.000 đồng tiền cùng một ít ngươi có thể sử dụng được với phiếu định mức, tới rồi về sau nếu có cơ hội mua chiếc xe đạp. Ngươi đi mua đồ vật cũng phương tiện, ngươi sẽ không làm quần áo, nhưng là bố phiếu cũng cho ngươi chuẩn bị một ít. Ngươi có thể mua bố thỉnh người làm, đường phiếu nhiều nhất, ngươi không có việc gì nhiều bị điểm đường cho đại gia phân phân đại gia cũng sẽ nhiều chiếu cố ngươi một ít nga đúng rồi còn có yên phiếu ngày mai ngươi đi mua điểm hảo yên trang ở tùy thân trong bao tới rồi về sau phân cho thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ mụ mụ hy vọng bọn họ có thể xem ở này đó đồ vật phân thượng có thể cho ngươi phân phối một ít nhẹ nhàng điểm sống nhìn cả nhà toàn tâm toàn ý vì chính mình tưởng nhiều như vậy hạ uyển ương vừa mới vui sướng tâm tình lập tức chạy không có nhào vào mụ mụ trong lòng ngực làm nũng, cảm ơn mụ mụ cùng các ca ca, ta nhất định hảo hảo tham gia lao động, hạ mẫu vỗ nàng gầy yếu bối. Đứa nhỏ ngốc, ai làm ngươi hảo hảo lao động, ngươi từ nhỏ liền không trải qua sống. Mụ mụ cho ngươi chuẩn bị này đó là hy vọng ngươi có thể trộn cái lười, lương thực không đủ ăn liền tiêu tiền mua. Ngàn vạn đừng vì một mụm ăn không muốn sống, nhà ta không thiếu tiền, ngươi hai cái ca ca tẩu tử cùng ngươi ba mỗi tháng mấy trăm khối tiền lương giữ ngươi một cái tiểu nhân nhi còn nuôi không nổi sao, kiếp trước nàng là không nghĩ xuống nông thôn, mang theo oán khí lúc đi. Liền trong nhà cho nàng chuẩn bị đồ vật đều giận dỗi không có mang lên, chỉ dẫn theo chính mình tiểu kim khố 300 đồng tiền. Thậm chí liền hộp cũng chưa mở ra quá, lúc này đây nàng là cam tâm tình nguyện đi, vì trương thời giả, cũng vì ba ba, hảo, mụ mụ ta đã biết. Ta sẽ cho các ngươi viết thư, ngươi cũng muốn cho ta viết, hai mẹ con lại nói sẽ tri tâm lời nói thẳng đến hạ mẫu vây được lập tức muốn không mở ra được mắt mới lưu luyến không rời trở về phòng hạ uyển ương đem hộp đặt ở trên tủ đầu giường lại lấy ra kia cái ngọc bội cẩn thận nhìn đây là nàng trộm đặt ở trong lòng 20 năm nam nhân đưa cho nàng a đột nhiên một đạo bạch quan hiện lên hạ uyển ương bị thứ đôi mắt nhắm chặt chờ nỗ lực mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương hạ uyển ương đứng lên sợ hãi vành mắt ửng đỏ nước mắt muốn rớt không xong khuôn mặt nhỏ dọa tái nhợt đây là nơi nào a à, có hay không người a à, mẹ ngươi ở đâu lúc này một đạo máy móc thanh âm vang lên ta không gọi mẹ ta là không gian hệ thống quản gia 007, nơi này là ngọc bội không gian ngươi hiện tại liền có thể cùng ngọc bội trói định nó liền hoàn toàn thuộc về ngươi a à, lớn như vậy địa phương là của ta trói định như thế nào trói định đem máu dung tiếng ngọc bội cái này không gian liền thuộc về ngươi một người máu hạ uyển ương nhìn chính mình ngón tay mày khẩn ninh có thể hay không rất đau a, à, tự hỏi gần 5 phút, cuối cùng vẫn là giảo phá ngón tay. Không rảnh lo đau đớn chạy nhanh đem huyết tích ở ngọc bội thượng. Hảo, không gian đã nhận ngươi là chủ. Ngươi có thể tùy ý dùng ý thức chi phối toàn bộ không gian, tỉ như trồng trọc hoặc là thu hoạch, hoặc là lấy lấy đồ vật. Nơi này chỉ thuộc về ngươi một người, không có ngươi cho phép bất luận kẻ nào cũng vào không được. Nơi này tốc độ chảy cùng bên ngoài thời gian giống nhau, ngươi tưởng tiến vào thời điểm dùng ý thức tiến liền có thể, đi ra ngoài cũng giống nhau. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất là tìm cái cổng người địa phương, đây là cái nghịch thiên địa phương. Không tính nhiệm người tốt nhất không cần nói cho, nga đúng rồi, ngươi đem đồ vật bỏ vào tới khi cái dạng gì, lấy ra đi thời điểm liền cái dạng gì. Sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, hảo, ngươi có cái gì yêu cầu ngươi có thể kêu 007 đại nhân, ta liền sẽ ra tới. Hạ Uyển Ương đi ở trong không gian, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một căn biệt thự, hoặc nhìn có điểm quen mắt. Đột nhiên nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, này biệt thự này không phải trương thời giả mang chính mình đi cái kia biệt thự sao? Biệt thự cửa dừng lại một chiếc vông ga xe hơi. Hạ Uyển Ương lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là lúc ấy trương thời giả tiếp chính mình hồi biệt thự kia một chiếc. Đi vào biệt thự, cửa tủ giày là mười mấy song nữ sĩ giày da cùng giày cao gót nam sĩ dày da cũng đều sát bóng lưỡng. Lầu một là một cái rộng mở phòng khách, có thể cùng nhau ngồi xuống 10 người đại sofa đặt ở trung gian. Sofa phía trước bãi một cái đá cẩm thạch bàn trà, trên bàn trà bãi trái cây bàn cùng đồ ăn vặt bàn, tivi trên tủ phóng một đài tivi. Bên cạnh còn có một cái quạt điện, mặt trái là một cái phòng bếp, phòng bếp cửa lập một đài hàng thiên bài tủ lạnh. Tủ lạnh có các loại rau dưa cùng trái cây còn có thịt loại, đông lạnh thất còn phóng các loại hải sản. Trong phòng bếp nấu cơm gia hỏa cái đầy đủ mọi thứ, ái đức nồi cơm điện, còn có một đài nhập khẩu rửa chén cơ. Hạ Uyển Ương thử đem nồi cơm điện mở điện, không nghĩ tới không gian biệt thự cư nhiên có điện, lên lầu 2, bên tay phải là một cái đại phòng ngủ. Thấy bên trong giường lớn, Hạ Uyển Ương nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Hồi tưởng khởi cái kia ngốc nam nhân ngồi ở mép giường nhìn chính mình thi thể kia một ngày một đêm thần sắc, nàng tâm đều phải nát. Đã khóc lúc sau, Hạ Uyển Ương mở ra bên cạnh bốn cái tủ quần áo, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày có mấy trăm bộ váy liền áo cùng áo khoác. Cuối cùng một cái mới là Trương Thời Giả tủ quần áo, bên trong có mấy bộ màu đen tây trang. Còn có vài món màu đen áo lông vũ cùng vài món màu đen vải nỉ áo khoác, áo sơ mi nhưng thật ra có bạch có hắc, bằng không cơ hồ tất cả đều là màu đen. Hạ Uyển Ương lúc này mới hiểu được, Trương Thời Giả là đem nơi này trở thành hai người gặp lại sau nơi ở chuẩn bị. Bên trong quần áo dày đều là chính mình số đo nhan sắc cũng đều là kiếp trước chính mình thường xuyên xuyên sắc thái. Này đó quần áo có rất nhiều thập niên 90 sau, hoặc nhìn thời thượng một ít, có rất nhiều cuối thập niên 80 kiểu dáng. Nghĩ đến hắn là vẫn luôn ở vì tìm được chính mình làm chuẩn bị đi, Hạ Uyển Ương càng xem càng khó chịu, đi ra biệt thự hướng nơi xa nhìn lại. Mấy chục mẫu ruộng tốt, vì nhiêu thổ địa, mặt sau núi lớn mi nga tráng lệ, mặt trên trồng đầy thụ, nơi này ánh sáng mặt trời sung túc. Đầy khắp núi đồi tiểu hoa nở khắp triền núi, Giữa sườn núi còn có một chỗ tiểu thác nước, trụng tốt bên này là một mảnh mặt cỏ. Mặt cỏ trung gian có một cái dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ thủy thanh triệt thấy đáy, chảy ao ao, hướng biệt thự bên trái nhìn lại. Bên trái có hai cái kho hàng lớn, có điểm cùng loại với nội mông nhà bạc hình dạng, hạ uyển ương tò mò đi qua. Bên trong cư nhiên liếc mắt một cái vọng không đến đầu, từng hàng chỉnh tề kệ để hàng bãi ở bên trong, trên kệ để hàng phóng các loại thương phẩm. Có điểm cùng loại với cửa hàng bách hóa có ăn uống dùng, còn có nhập khẩu thực phẩm, trừ bỏ không có người bán hàng. Quả thực là cái gì cần có đều có, Hạ Uyển Ương đi dạo một hồi có điểm mệt mỏi. Cùng trương thời giả sinh ly tử biệt cùng cùng người nhà gặp lại vui sướng, đối với nàng tới nói giống như đều phát sinh ở một ngày. Nàng đi đến bên dòng suối nhỏ, tả hữu nhìn nhìn, ma xui quỷ khiến cởi ra quần áo đi vào. Dòng suối nhỏ thủy cũng không có trong tưởng tượng như vậy lạnh, phản chi lại rất ấm áp. Hạ Uyển Ương mệt mỏi thân thể lập tức phải tới rồi phóng thích, vì thế hoàn toàn thả bay tự mình, ở bên trong không ngừng bát thủy. Chơi vui vẻ vô cùng, chỉ chốc lát Hạ Uyển Ương trên người liền hiện ra một tầng màu đen du, dọa nàng trái tim bang bang thẳng nhảy. Đôi tay run rẩy xoa tẩy, còn hảo rửa sạch sẽ, bất quá cả người giống như một con tôm lục giống nhau toàn thân che kín vệt đỏ. Hạ Uyển Ương dẫu cái miệng nhỏ đi ra, nhanh chóng bộ hảo quần áo, nhu kỹ kỹ hô một tiếng đi ra ngoài, nháy mắt cả người rớt trên giường chương năm mua sắm trở lại trên giường hạ uyển ương một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ đương nàng xoa đôi mắt đi rửa mặt thời điểm thấy trong gương chính mình khi kinh ngạc vẫn không nhúc nhích trong gương nữ hài khuôn mặt dịu dàng khả nhân giữa mày toát ra một cổ nhà nhạt nhu tình phản phất có thể hòa tan hết thể lạnh băng nội tâm đôi mắt mượt mà đôi mắt thượng chọn tựa miêu tự hồ lộ ra một cổ lười ý lông mi nồng đậm mũi tinh tế nhỏ xinh miệng đô đô như là ở làm nũng giống nhau hai má hơi hơi cố lấy như là hàm chứa đường tiểu hài tử, làm người nhịn không được muốn miết một chút. Hạ Uyển Ương vẫn luôn đều rõ ràng mà biết chính mình lớn lên còn rất xinh đẹp. Rốt cuộc nàng từ nhỏ đã bị trong đại viện thúc thúc thím nhóm khen đến đại, nhưng mà, giờ phút này đương nàng nhìn trong gương chính mình khi lại phát hiện cứ việc khuôn mặt như cũ, nhưng luôn có một loại khó có thể miêu tả xa lạ cảm, trước kia làn da liền rất bạch. Hiện tại càng là trắng nõn không tì vết, như là tinh tế đồ sứ, phím nhà nhạc đỏ ửng có vẻ đáng yêu động lòng người. Hạ Uyển Ương cúi đầu nhìn thoáng qua, tức khắc mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, kiếp trước nàng không có xuống nông thôn phía trước. Luôn là trộm mà ghét bỏ chính mình lớn lên quá mức nhỏ gầy, đặc biệt là nhìn đến chung quanh nữ sinh trước ngực kia cao ngất hai luồng thịt khi. Nàng trong lòng liền tràn ngập hâm mộ chi tình, thậm chí thiếu chút nữa bởi vậy mà lâm vào tự bế trạng thái, nhưng mà hiện tại. Đương nàng cảm nhận được trước ngực truyền đến sóng gió mãnh liệt cảm giác khi, không cấm kích động đến nhảy dựng lên. Thân thể đông đưa làm bộ ngực cũng đi theo rung động lên, ha 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 ma tính tiếng cười từ vê đúp vang lên, rửa mặt qua đi. Chạy đến phòng bếp lấy ra mụ mụ lưu đồ ăn, cả nhà đều đi làm, chỉ có thể nàng một người ăn cơm. Ăn uống no đủ sau mang lên chính mình tiểu kim khố cùng hạ mẫu cấp hộp sắt liền ra cửa, nghĩ không không bảy cùng chính mình nói. Đồ vật đặt ở trong không gian có thể giữ tươi, Hạ Uyển Ương trực tiếp chạy đến tiệm cơm quốc doanh đem sở hữu đồ ăn đều đóng gói một lần lại mua 50 cái bánh bao thịt. Ngươi mua nhiều như vậy bánh bao làm gì? Người phục vụ nghi hoặc hỏi. Hạ Uyển Ương đôi mắt xoay chuyển. Nhà ta muốn làm hỷ sự, đã sớm nghe nói các ngươi trong tiệm đầu bếp tay nghề đỉnh đỉnh hảo. Này không bị ta mụ mụ phái tới mua một ít cấp đường xa mà đến thân thích nếm thử sao? Ở phía sau cùng mặt sư phó nghe lời này. Lập tức chạy đến cửa sổ đem người phục vụ tể đến một bên, đầy mặt hưng phấn nói, mụ mụ ngươi thực sự có ánh mắt không nói gạt người ta này điều nhân tay nghề chính là tổ truyền, người bình thường ăn qua một lần còn sẽ muốn ăn lần thứ hai. Hạ Uyển Ương phối hợp cười nói, không sai, ta cũng là ăn qua một lần tưởng lần thứ hai, kia sư phó ta có thể nhiều mua điểm sao. Ngươi không biết nhà ta thân thích đặc biệt nhiều, vạn nhất nhân gia một cái không đủ ăn, muốn ăn cái thứ hai thời điểm phát hiện đã không có. Nhiều tiếc núi A, vốn dĩ liền xinh đẹp tiểu cô nương hơn nữa một trương tiểu ngọt miệng, cấp sư phó hổ sửng sốt sửng sốt, ngươi tùy tiện mua ta làm chủ ngươi tưởng mua nhiều ít mua nhiều ít, cảm ơn sư phó của ngươi, một hồi ta liền đi nhắn lại bộ thượng cho ngươi nhắn lại. Như vậy vĩ đại đầu bếp thật là khả ngộ bất khả cầu, sư phó mặt già đỏ lên, cũng không như ngươi nói như vậy được rồi. Hạ Uyển Ương nhìn bên cạnh người phục vụ, sở hữu đều cho ta đóng gói, người phục vụ, sư phó. Cuối cùng đầu bếp lại ở nàng cầu vòng thí hạ tặng nàng một cái đại cái rương, bánh bao tam mau tiền một cái, tổng cộng 145 cái. 6 cái thịt đồ ăn 7 cái thức ăn chay, tổng cộng 61 đồng tiền, phó hảo tiền giấy sau thở hỗn hển thở hỗn hển ôm đi, tuy rằng có điểm thịt đau. Nhưng là cũng may lượng đủ đại, nàng mỗi đốn ăn một chút sau đó chứa đựng lên, ít nhất có thể ăn 2 tháng. Một hơi đi đến một cái không ai địa phương, tả hữu nhìn nhìn, hạ uyển ương cao mày nói câu, thu hồi tới, 007. Tiếp theo trạm hạ uyển ương đi cửa hàng bách hóa, nghĩ không gian cái kia kho hàng lớn liếc mắt một cái vọng không đến đầu bộ dáng. Cũng không biết còn khuyết thiếu cái gì, giống như cái gì cũng không thiếu bộ dáng, đi ngang qua đồng hồ quầy, Hạ Uyển Ương dừng bước, đồng chí. Phiền toái ngươi đêm này hai khối đồng hồ lấy ra tới cho ta xem, người bán hàng nhìn trước mắt nữ hài ăn mặc trắng tinh áo sơ mi. Mới tinh màu đen quần, trên chân đặng một đôi tiểu giày da cũng là chính thành tân, lập tức tươi cười thân thiết đem biểu đem ra, đồng chí. Người ánh mắt cũng thật hảo, này hai khối đồng hồ chính là khó gặp tình lữ khoản, chính là này giá có điểm quý, mới vẫn luôn đặt ở nơi này. Hạ Uyển Ương từ nhỏ liền sinh hoạt ở một cái giàu có gia đình, đương nàng nhìn đến kia hai khối đồng hồ khi. Nàng lập tức ý thức được chúng nó đều là đỉnh cấp phẩm chất vật phẩm, nàng cẩn thận mà quan sát đến mỗi một cái chi tiết. Từ tinh xảo mặt đồng hồ thiết kế đến dây đồng hồ tài chất lựa chọn, không một không bày ra ra này rác tuyệt công nghệ cùng phẩm chất cho ta bao lên, Hạ Uyển Ương không chút do dự hạ quyết định, người phục vụ cười mặt đều biến hình, hảo lạc. Tổng cộng 460 đồng tiền cộng thêm hai trương đồng hồ phiếu, phó hảo tiền giấy lại làm người bán hàng đóng gói hảo, lúc này mới bỏ vào ba lô. Sau đó lại chạy đến một khác chỗ, đồng chí, này xe đạp là bán thế nào, người bán hàng đồng dạng đánh giá một lần Hạ Uyển Ương, nam sĩ 221 chiếc, nữ sĩ 191 chiếc, hảo, đều phải. Hạ Uyển Ương tài đại khí thô nói, tổng cộng 410 khối thêm hai trương xe đạp phiếu, tuy rằng tâm đang nhỏ máu. Nhưng là vẫn là mua, kiếp trước nàng nhớ rõ nàng xuống nông thôn nơi đó cung tiêu xã tưởng mua chiếc xe đạp quả thực so lên trời đều khó. Tuy rằng tạm thời không thể lấy ra tới, nhưng là đặt ở trong không gian chính mình cũng tâm an a, à, đến lúc đó lại đưa trương thời giả một chiếc. Hắc hắc, tưởng tượng đến trương thời giả, Hạ Uyển Ương tức khắc cảm thấy này tiền tiêu cũng thật đáng giá a, à, lại tới một lần nàng nhất định phải mang theo hắn đưa cho chính mình không gian hảo hảo sinh hoạt, một chiếc một chiếc đem xe đẩy ra đi. Sau đó tìm được cổng người chỗ thu vào không gian, Hạ Uyển ương tâm thỏa mãn cực kỳ, chỉ là mỗi lần đều mềm như bông keo một câu, thu vào đi. Đem 007 lôi chính là ngoại tiêu lý nộn, lại đi dạo, mua chút bố cùng bảo hiểm lao động bao tay, lại mua mấy xong giải phóng giày cùng tiểu giày vải. Nhìn thời gian, mới giơ chân hướng ra chạy, về đến nhà, Hạ Mẫu đã ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hạ Uyển Ương đứng ở phòng bếp cửa nhìn mụ mụ bận rộn thân ảnh, trong lòng nghĩ, thật tốt, còn có thể sống lại một đời, Hạ Mẫu quay đầu. Tức khách dọa má ơi một tiếng, ngươi cái con khỉ quậy, trở về cũng không biết nói một câu, hù chết ta lạp, Hạ Uyển Ương nghĩ nghĩ. Lôi kéo Hạ Mẫu tay nói, mụ mụ, ngươi cùng ta về phòng, ta có việc cùng ngươi nói, hai mẹ con đi vào phòng, Hạ Uyển Ương đem cửa đóng lại. Lại đem bức màn liêu hạ, quay đầu đối Hạ Mẫu nói, mụ mụ ngươi nhắm mắt, ta có chút việc cùng ngươi nói. Hạ mẫu tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Hạ uyển ương kéo mụ mụ tay, nói câu đi vào. Hai mẹ con cùng nhau xuất hiện ở trong không gian. Hạ mẫu chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt cảnh sắc đầy mặt không thể tưởng tượng đây là nào a à? chúng ta không phải ở nhà sao? Hạ uyển ương mang theo Hạ mẫu đi vào biệt thự phòng khách, hai người ngồi ở trên sofa, nàng một năm một mười cùng mụ mụ nói toàn bộ sự tình giảng đến trương thời giả thời điểm, khóc thở hỗn hển, hạ mẫu cũng đi theo khóc. Tuy rằng nàng không nhớ rõ chính mình bảo bối nữ nhi cùng người một nhà kiếp trước, nhưng là quan là nghe đều đau lòng không được, cho nên. Đây là đứa bé kia cuối cùng đưa cho ngươi ngọc bội thế giới, hạ uyển ương gật gật đầu, xoa xoa trên mặt nước mắt. Lại cùng hạ mẫu nói giảng cái này không gian quy tắc, hạ mẫu thực kinh hỷ, nữ nhi có cái này bảo bối địa phương. Xuống nông thôn vô luận là an toàn vẫn là sinh hoạt nàng đều có thể yên tâm, ương ương, nơi này ai cũng không thể nói cho có biết hay không? Làm người biết ngươi sẽ có nguy hiểm, mụ mụ, ta lại không ngốc, ta như thế nào sẽ cùng người khác nói đi, kiếp trước ta cũng là sống 40 tuổi người. Tuy rằng ta năm nay tuổi tác mới 18 tuổi, nhưng là trong lòng ta tuổi tác chính là thực lão thành nha, chính là ta biết. Trên thế giới này so với ta còn yêu ta chính bình chính là mụ mụ cho nên ta sẽ không giấu giếm mụ mụ, hạ mẫu nghe thấy lời này vành mắt lại đỏ. Ương ương, ta bảo bối nữ nhi, ngươi mới sống 40 tuổi liền đi rồi, mụ mụ đời này hy vọng ngươi có thể sống đến 100 tuổi. Hạ uyển ương cảm xúc đã ổn định, vì phân tán mụ mụ cảm xúc, lôi kéo hạ mẫu đứng lên, mụ mụ, ta mang ngươi tham quan một chút. Hai mẹ con đi vào bên ngoài, ước chừng đi dạo hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hai người mới ra không gian, hạ mẫu vỗ vỗ nữ nhi tay mụ mụ ngày mai liền xin nghỉ, mang ngươi đi mua sắm đồ vật, có cái này địa phương, mụ mụ cũng biết nên cho ngươi chuẩn bị cái gì. Chương 6 Hạ Mẫu Ái, buổi chiều Hạ Mẫu đi làm sao, Hạ Uyển Ương cảm thấy hảo hảo đi kiểm kê một chút kia hai cái kho hàng, đi vào. Dây tiếp theo liền xuất hiện ở trong không gian, lúc này bảy ma tính thanh âm lại vang lên, ngươi không cần mỗi lần tiến vào đều hô lên tới. Ở trong lòng nói là được, thu đồ vật dùng ý thức liền có thể, đồ nhà quê, Hạ Uyển Ương quay hàm phình phình, hừ, ngươi mới là đồ nhà quê. Ngươi không nói ta thượng nào biết đi, ngươi dám cười nhạo ta, ngươi tin hay không ta khiếu nại ngươi, không không bảy ha hả nở nụ cười, khiếu nại ta. Ngươi đi đâu khiếu nại, Hạ Uyển Ương mắt trợn trắng không lý nó, nàng là thật sự không biết đi đâu khiếu nại, cả buổi chiều. Hạ Uyển Ương đi trên núi, trên núi có rất nhiều tiểu động vật cùng giả thú, nhưng là nhìn thấy nàng đều trốn rất xa, vốn dĩ nàng còn rất sợ sau lại chậm rãi phát hiện này đó giả thú thấy nàng lúc sau đều là một bộ thân cận lại sợ hãi bộ dáng tức khắc lá gan liền lớn lên lại đi kho hàng tối hôm qua nàng chỉ có tiếng đi cái thứ nhất giữa trưa mang theo mụ mụ cùng nhau mở ra cái thứ hai mới phát hiện cái thứ hai bên trong là đầy ấp gạo cùng bạch diện còn có dầu nành liền gia vị đều có mười mấy loại còn có đại lượng trái cây cùng rau dưa chủng loại tuy rằng không nhiều lắm nhưng là số lượng lớn đủ đại Buổi tối người một nhà tan tầm về đến nhà, người một nhà cơm nước xong, Hạ Mẫu thần bí hề hề đem Hạ Uyển Ương mang về phòng. Sau đó ở tủ quần áo ôm ra một cái rương, đây là cái gì nha Mụ Mụ, Hạ Mẫu nhỏ giọng nói. Phía trước sợ ngươi đánh mất cũng không dám nhiều cho ngươi mang, hiện tại ngươi có địa phương thả, Mụ Mụ đối với ngươi cũng yên tâm. Đương nhiên thừa dịp ngươi đi phía trước muốn nhiều cho ngươi mang một ít, nói xong mở ra cái nắp, lại là tràn đầy tiền, ta thiên hạ uyển ương dọa kinh hô ra tới mẹ ngươi từ đâu ra này đó tiền a à? nhà ta như vậy có tiền sao hạ mẫu một bộ ngươi không kiến thức biểu tình đương nhiên là tổ truyền a à, ta sau nãy nãy chính là thanh mạc khanh khách xuất thân năm đó chịu hãm hại thời điểm bị thương thân mình gả cho ông nội của ta sau không có chính mình hài tử đem ngươi ông ngoại trở thành thân nhi tử đối đãi nàng qua đời thời điểm cho ngươi ông ngoại lưu lại hơn một trăm cái rương ngươi ông ngoại qua đời thời điểm lại truyền cho ta Việc này trừ bỏ ngươi ba liền ngươi ca cũng không biết, Hạ Uyển Ương Nga một tiếng. Chính là ngươi gả cho ta ba thời điểm là như thế nào quá thẩm tra chính trị A, ta sau nãy nãy gả cho ta gia đã hơn một năm liền không có. Lão gia tử sau lại lại cưới một cái tức phụ, nàng mặt trên chính là tam đại bần nông. Lại nói ông nội của ta cưới sau nãy thời điểm căn bản không lãnh giấy kết hôn, ta gia không chê nàng còn đã cứu nàng. Cho nên mới như vậy khăng khăng một mực đối ta ba hảo nha, đúng rồi, những cái đó cái rương đều giấu ở ngươi ông ngoại phế tòa nhà hậu viện. Ngươi ngày mai cùng ta đi một chuyến, đều thả ngươi cái kia bí mật trong hoa viên, nơi nào đều không bằng kia an toàn. Mấy năm nay ngươi ba người đối diện nhìn chầm chầm nhà của chúng ta nhìn chầm chầm khẩn. Nói không chừng ngày nào đó vài thứ kia liền sẽ đưa tới họa sát thân, ta cùng ngươi ba đều là sau nửa đêm lặng lẽ đi mang về tới một ít. Nơi này là năm nay lấy về tới toàn bộ, Hạ Uyển Ương đem cái rương đắp lên lại thả lại tủ quần áo, thuận tiện đem tủ khóa lên, mẹ. Này đó ngươi lưu trữ gia dụng, chờ sau nửa đêm hai ta đi lặng lẽ đi một chuyến, sau đó lại ở trong nhà tàn một ít, dư lại gửi lại ở ta này. Hạ mẫu xem nữ nhi nghiêm túc thần sắc, cực cực đầu đồng ý, buổi tối, hạ mẫu lấy nữ nhi muốn xuống nông thôn vì từ đưa ra muốn bồi nữ nhi ngủ. Sau nửa đêm, hai mẹ con cưỡi xe đạp đi vào ông ngoại trong nhà, đào nửa giờ mới lộ ra một cái rương, hạ mẫu lau mồ hôi, nhỏ giọng nói. Người ba sức lực đại, 10 phút là có thể đào khai, hai ta nếu muốn đều mang đi này đến đào tới khi nào a à, hạ uyển ương nghĩ nghĩ nhảy vào hố sau đó bắt tay đặt ở trên mặt đất nghĩ không không bảy cười nhạo trong lòng nói câu thu sau đó khóe miệng gợi lên hạ mẫu đem nàng kéo lên hai mẹ con cùng nhau xuất hiện ở trong không gian nhìn trên mặt đất bãi hơn một trăm đại cái rương hạ mẫu cười ngửa tới ngửa lui sớm biết rằng liền không đào nhưng mệt chết ta hai người kiểm kê một lần trang sức châu báu hơn ba mươi rương lớn nhỏ cá hoa vàng năm mươi rương đồ cổ tranh chữ 20 rương, nhân dân tệ 28 rương, một rương nhân dân tệ 300 cuốn, một quyển 100 khối, một rương chính là tam vạn khối. 28 rương chính là 84 vạn, mẹ con ước chừng sợ ngây người 10 phút, ở cái này một cái bánh bao thịt ta mau tiền thời điểm. 84 vạn là cái gì khái niệm, mẹ, này châu báu hoàng kim ta lý giải, ngươi sao nãy một cái thanh mạc thanh khách đâu ra nhiều như vậy đại đoàn kết A. Hạ mẫu phục một tiếng nở nụ cười, nha đầu ngốc, này tiền là sao lại ngươi ông ngoại cùng một cái nhà tư bản bán đồ vật kiếm cái kia nhà tư bản ở phía trước chút năm liền chạy đến hải ngoại đi mang không đi nhiều như vậy tiền trời xuôi đất khiến tìm được ngươi ông ngoại mua chút tranh chữ mang đi hạ uyển ương tiếc núi chật một tiếng kia nhiều như vậy bảo bối đều chảy ra đi nha hảo này không phải ngươi nên nhọc lòng sự ta nhưng cùng ngươi nói a à. này tiền ngươi cũng không thể lộ ra tới để cho người khác biết ta cả nhà đều đến hạ phóng đi theo ngươi đi làm bạn biết không gian chỉ có thể chính mình khuê nữ tiếng hạ mẫu nói chuyện cũng không cất giấu sách ngươi sẽ không sợ ta tham không cho ngươi đi mụ mụ cuối cùng một chữ thanh âm kéo lão trường hạ mẫu chiếu nàng mông liền chụp một chút ngươi cái không lương tâm tiểu bạch nhãn lan ngươi chính là ta mệnh ta thả ngươi nơi này chính là cho ngươi nghe thấy lời này hạ uyển ương nước mắt lúc ấy liền hạ xuống mẹ đời trước thực xin lỗi là ta không nghe ngươi cùng ba nói mới cho các ngươi cuối cùng là như vậy hạ mẫu cho nàng lau lau nước mắt hảo hài tử không cần phải nói thực xin lỗi mụ mụ không nhớ rõ cái gì đời trước sự đời này ngươi nghe lời là được hạ uyển ương ngẩn người nếu ta lần này xuống nông thôn thật sự gặp phải trương thời giả ngươi sẽ đồng ý chúng ta ở bên nhau sao hắn là thôn trưởng gia tiểu nhi tử nhưng là mặc kệ nói như thế nào hắn đều là một cái nông dân các ngươi có thể tiếp thu hắn sao? Có thể vì ngươi đi tìm chết nam nhân ta đều không tiếp thu, ta còn tưởng tiếp thu cái cái dạng gì, khuê nữ. Gặp được một cái cùng chung chí hướng bạn lữ vốn dĩ chính là kiện rất khó sự tình. Bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết mà bỏ lỡ lẫn nhau nên có bao nhiêu đáng tiếc, ngươi nói đời trước, các ngươi cuối cùng bỏ lỡ, 20 năm thời gian. Ngươi mỗi ngày đều nghĩ đến hắn, thật là nhiều thống khổ, ta sẽ không làm ta bảo bối khuê nữ hai đời đều sống ở hối hận chung. Nếu đời này ngươi còn có thể gặp được hắn, mụ mụ nhất định sẽ chúc phúc các ngươi, Hạ Uyển Ương một lòng buông đồng thời. Cũng bị mụ mụ một phen lời nói cảm động nước mắt chảy ròng, Hạ Mẫu An ủi một hồi lâu, Hạ Uyển Ương mới nín khóc mỉm cười, hảo. Hai ta chạy nhanh trở về đi, ta đều phải vây chết lạp, mẹ con hai người về đến nhà thời điểm, đã là sau nửa đêm hai điểm. Mẹ con hai người mệt trực tiếp nằm xuống liền ngủ rồi, Ngày hôm sau, Hạ Uyển Ương tỉnh thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm. Ra khỏi phòng thời điểm Hạ Mẫu ở phòng bếp nấu ăn, một chậu một chậu bãi đầy một phòng bếp, có thịt heo dưa chua phấn, xào khoai tây ti. Giấm lưu cải trắng, còn có tròn xoe sủi cảo, Hạ Mẫu tay không ngừng, nha, tiểu lười heo tỉnh lạc. Ngươi kho hàng có phải hay không có rất nhiều hộp cơm, chạy nhanh lấy ra tới trang đồ ăn sau đó thu vào đi. Mấy ngày nay ta chuẩn bị nhiều cho ngươi làm chút, chính là thịt hạng mua không hảo mua, ngươi lấy chút ra tới. Mang theo thịt tươi ngươi cũng sẽ không làm, mời người khác làm nói tổng ăn thịt cũng không an toàn, ngươi đến lúc đó liền đi theo ăn chung nồi. Đói thời điểm tìm cơ hội tiến bí mật hoa viên ăn liền hảo, Hạ Uyển Ương từ phía sau ôm lấy Hạ Mẫu, mụ mụ, ngươi đối ta thật tốt. Ta cũng thật hạnh phúc, ai nha, đừng lừa tình, chạy nhanh lấy thịt, giữa trưa ta nói muốn mang ngươi đi ra ngoài mua đồ vật. Là ngươi đại tẩu nhị tẩu ở đơn vị thực đường ăn, còn có không đến 7 tiếng đồng hồ bọn họ buổi tối tan tầm, ta có thể lại là 10 tô đồ ăn. Hạ Uyển Ương hảo hối hận, nàng như thế nào không nghĩ tới là mụ mụ nhiều làm điểm đồ vật chính mình mang theo. Ngày hôm qua nàng cư nhiên hoa 60 nhiều đồng tiền mua ăn, tâm hảo đau, buổi chiều, hạ mẫu lại làm gà con hầm nấm, thịt kho tàu, tạc viên. Tạc đại tôm, cá hương thịt ti, một chậu đồ ăn có thể trang 8 hộp cơm, còn đều là đầy ắp, hạ mẫu lại làm mấy ngày phỏng chừng nàng một năm đều đủ ăn. Chương 7 làm phiếu đại cấp 3 hết giận, hạ mẫu đồ ăn vẫn luôn làm được nàng xuất phát trước hai ngày. Biết chính mình nữ nhi cái gì trình độ, ba ngày ở bên ngoài một bên xào rau một bên giáo nàng, trong không gian nấu cơm chưng bánh bao. Liền buổi tối đều sẽ lôi kéo nàng cùng đi không gian tiếp tục chưng màn thầu làm vàng thắng, thẳng đến vây không mở ra được đôi mắt. Hạ uyển ương không gian biệt thự, hạ mẫu cố ý thu thập ra một cái nhà ở phóng thức ăn chính, một cái trương một cái trương phóng hảo, còn ở cái trương thượng viết bên trong chính là cái gì, khác không nói, mấy thứ này nếu là Hạ Uyển Ương một người ăn nói. Ăn thượng ba năm một chút vấn đề đều không có, xuất phát trước một ngày, Hạ Mẫu tìm người thu hạt giống toàn bộ bưu tới rồi. Hạ Uyển Ương lại lần nữa bị mụ mụ thao tác kinh ngạc đến trong miệng có thể nhét vào một cái trứng gà, Hạ Mẫu nâng nàng cầm đem nàng miệng khép lại. Đồ nhà quê, có như vậy kinh ngạc sao, mẹ ngươi hơn 40 tuổi nhận thức người không có hơn một ngàn cũng có mấy trăm, nhà ai không mấy cái nông thôn thân thích, thu chút hạt giống có gì đại kinh tiểu quái. Hạ Uyển Ương trong vòng vài ngày lại nghe thấy đồ nhà quê những lời này, khóe miệng triều trều mẹ. Người trước kia tổng nói ta giống tinh xảo tiểu oa nhi, hiện tại ta thật sự thực thổ sao, ta nói ngươi không kiến thức. Không phải ngươi bề ngoài thổ, sách, ngươi này đầu óc như thế nào liền không tùy ta như vậy thông minh đâu. Khả năng toàn cho ngươi này bề ngoài thượng, nói xong một bên lắc đầu một bên đi phía trước đi, Hạ Uyển Ương buổi tối hai mẹ con cùng nhau tiến vào không gian, Hạ Uyển Ương dùng ý thức đem hạt giống đều loại tiến trong đất. Sau đó dùng dòng suối nhỏ thủy rót một lần mà, Hạ Mẫu lại bắt đầu bận việc làm mì trộn tương đi, mới vừa đem mặt thiết hảo. Hạ Uyển Ương liền đem nàng lôi ra phòng bếp, được rồi, mụ mụ ngươi làm đã đủ nhiều, mấy ngày nay vất vả ngươi. Đi ta mang ngươi đi dòng suối nhỏ phao phao, ngươi sẽ có không giống nhau cảm giác, ngay từ đầu ra bùng đen thời điểm đem hạ mẫu dọa đều nhảy đi lên sau lại mới biết được đây là trong thân thể bài xuất ra hoàn toàn rửa sạch sẽ lúc sau mấy ngày này tinh thần căng chặt cánh tay đau nhức còn có giấc ngủ không đủ đều đảo qua mà quang liền eo đau này bệnh cũ đều cảm giác đã hảo hoàn toàn ai này nếu có thể cho ngươi ba cũng phao phao thì tốt rồi ngươi ba trên người ám thương quá nhiều hắn có khi ngủ đều cau mày hạ uyển ương lập tức tìm ra mấy khẩu đại lưu tưới nước sau đó dùng ý niệm bỏ vào trong phòng của mình như vậy không phải hảo chờ ta sau khi đi ngươi tìm một cơ hội làm ba cũng phao phao, ngươi cùng ba nói thật cũng hảo, lừa gạt hắn cũng hảo, toàn xem mụ mụ ý tứ. Hạ mẫu gật gật đầu, vẫn là muốn cùng ngươi ba nói thật, nhưng là đến chờ đến quá đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này tên kia mỗi ngày nhìn chầm chầm ngươi ba, làm ngươi ba tâm tình rất kém cỏi. Nói xong chuyện này hắn lại phân tâm liền không hảo. Hạ uyển ương đôi mắt chớp chớp, ta đều xuống nông thôn, như thế nào còn có người nhìn chầm chầm ba a? Người này như thế nào như vậy chán ghét, cùng ngươi ba tranh vị trí bái. Đem ngươi ba dẫm đi xuống hắn không phải có cơ hội, Hạ Mẫu thở dài nói, Hạ Uyển Ương ghé vào mụ mụ bên lỗ tai nói nói mấy câu, Hạ Mẫu lắc đầu. Không được, quá nguy hiểm. Hạ Uyển Ương tùy tay nhặt lên trên cỏ cục đá nhẹ nhàng nhéo, cục đá liền thành cặn bã, Hạ Mẫu. Ta mỗi ngày phao cái này, cũng không biết sao lại thế này sức lực liền biến rất lớn, Hạ Mẫu lại rất cao hứng, sức lực biến đại. Nữ nhi trừ bỏ bí mật hoa viên bên ngoài liền lại nhiều một cái bảo đảm, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được chính mình khuê nữ. Hai mẹ con thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi vào rời nhà không xa từ gia, hạ mẫu đứng ở cách đó không xa thông khí. Trong đại viện phòng ở đều là giống nhau kết cấu, hạ uyển ương lấy ra công cụ thần không biết quỷ không hay giữ cửa cậy ra. Mới vừa vào nhà đóng cửa cho kỹ liền nghe thấy một đạo nghiêm khắc thanh âm, ai, hạ uyển ương chạy nhanh vào không gian từ chính quốc đem đèn mở ra kết quả cái gì đều không có kiểm tra rồi một chút đại môn liền trở về ngủ hạ uyển ương từ không gian ra tới trực tiếp đi vào thư phòng mới vừa đóng cửa cho kỹ chuẩn bị đại triển thân thủ từ chính quốc lại đi ra hạ uyển ương đành phải lại trốn vào trong không gian nhưng là lúc này lại nhìn đến từ chính quốc lấy ra một cái rương nhỏ mở ra nhìn xem sau lại tiểu tâm cẩn thận thả lại chỗ cũ mới trở về ngủ hạ uyển ương tức khắc liền minh bạch có thể làm hắn nửa đêm không ngủ được đều kinh hồn tán đảm đồ vật nhất định là quan trọng nhất lâu ai nha ta khuê nữ a à, ngươi nhưng ra tới hạ uyển ương che lại hạ mẫu miệng chạy chậm chạy về gia, trở lại phòng ở hạ uyển ương đem rương nhỏ đặt ở trên giường dương mi vẽ mặt cầu khen ngợi biểu tình hạ mẫu sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ ai u ta bảo bối khuê nữ trưởng thành có thể vì ba mẹ bài ưu giải nạn dưỡng nhi tử cái gì dùng chính là tới đòi nợ khen một hồi hai mẹ con mở ra cái rương nguyên lai là từng phong tinh mở ra đệ nhất phong thời điểm hạ mẫu liền khí thẳng rung rung từ chính quốc cái này cẩu đồ vật vì thăng quan hắn cái gì đều làm được cương nhiên dám cấu kết đặc vụ cho ngươi ba đào hố mẹ không khí này không phải chứng cứ liền đến tay lạp lúc này này đó ở ba trong tay còn không phải tưởng như thế nào thu thập hắn liền như thế nào thu thập hắn nói cho ba trước chờ hai ngày lại giao đi lên làm hắn trảo tâm mấy ngày lại nói như vậy quan trọng đồ vật ném, phỏng chừng hắn liền giác đều ngủ không được. Hạ Uyển Ương một bên cấp Hạ Mẫu theo khí một bên nói, Hạ Mẫu hoảng hoảng, đúng vậy, làm ngươi ba hảo hảo nghiên cứu một chút này đó tin. Sau đó lại thường thường kích thích hắn vài lần, làm hắn cũng nếm thử chịu tội tư vị, lúc này mới đối sao. Ngày hôm sau Hạ Uyển Ương cùng Hạ Mẫu sớm liền dậy, hôm nay là nàng xuống nông thôn Nhật Tử, xe lửa là buổi chiều. Hạ Phụ cố ý cho nàng đem phiếu đổi thành giường nằm, hai ngày xe lửa khẳng định nhàm chán vô cùng cho nên nàng cố ý dậy sớm tốt hơn xe lại ngủ bù hạ uyển ương lấy ra một cái rương đại đoàn kết mẹ này đó ngươi lưu trữ khẩn cấp ta biết các ngươi tiền lương đủ hoa nhưng là vạn nhất có cái gì cần dùng gấp thiếu tiền ta còn cũng chưa về đừng lại chôn phía trước địa phương liền phân tán ở trong nhà đi ta đi thời điểm sẽ đem phòng khóa lại ngươi lấy chìa khóa sau đó cần dùng gấp thời điểm cầm cũng phương tiện hạ mẫu gật gật đầu đồng ý mẹ con hai người ở đáy giường hạ, tủ quần áo, còn có án thư trong ngăn kéo đều ẩn giấu không ít, cuối cùng còn dư lại một ít đặt ở một bên. Dư lại này đó ta có thời gian đem trong nhà hậu chăn hủy đi phùng tiếng trong chăn, đông bắc nông thôn lãnh đáng sợ, hậu chăn ngươi phóng lên. Chờ bắt đầu mùa đông trước tìm một cơ hội lấy ra tới dùng, ngươi một người đánh xe cầm không có phương tiện, quần áo nhẹ đi tới. Đem cần thiết phẩm mang theo là được, đệm giường ta mấy ngày hôm trước liền bưu đi qua, ngươi đến thời điểm phỏng chừng là có thể trực tiếp đi lấy chờ thu thập xong, Hạ Uyển Ương trợn tròn mắt, nói tốt quần áo nhẹ đi tới đâu, này ba cái bao lớn cùng một cái đại cái rương là cái quỷ gì. Hạ Mẫu sờ sờ cái mũi, nếu không ngươi đem quần áo gì đó trước thu hồi tới, sách theo không cái rương được, dù sao cũng không ai mở ra xem. Đến lúc đó còn không phải ngươi tưởng lấy ra cái gì liền lấy cái gì, bao vây lấy một cái bên trong phóng một ít nhẹ đồ vật. Người một nhà cùng nhau ăn cơm sáng, Hạ Phụ cũng xin nghỉ nửa ngày, khuê nữ, ba ba buổi chiều lái xe đưa ngươi hảo hảo kiểm tra một chút thiếu đồ vật, thiếu cái gì chạy nhanh đi mua, đừng sợ tiêu tiền, ba dưỡng khởi ngươi. Ta đã cùng thẩm thị chiến hữu đánh quá điện thoại, ngươi có thời gian đi bái phỏng một chút, hắn sẽ nhiều chiếu cố ngươi. Đây là địa chỉ cùng điện thoại ngươi thu hảo, nói xong đưa cho Hạ Uyển Ương một trương giấy, đại ca Hạ Thư Kim nhẹ nhàng ôm một chút Hạ Uyển Ương. Tiểu muội, đại ca thỉnh không xuống dưới giả, buổi chiều liền không tiễn ngươi, ngươi đại tẩu đi đưa ngươi, ngươi muốn thường viết thư về nhà đại ca văn phòng điện thoại ngươi nhớ hảo, có việc trực tiếp gọi điện thoại, ai nha, đưa cái gì nha, xin nghĩ không cần trừ tiền lương nha. Ta lại không phải không trở lại, ta nghe nói đông bắc mùa đông đều miêu đông. Có lẽ ta biểu hiện hảo năm nay về nhà ăn Tết cũng nói không chừng Nga, đại tẩu không được thỉnh, nhị ca nhị tẩu cũng không cho. Ba mẹ đưa ta liền hảo, ai muốn cùng các ngươi ở ga tàu hỏa lừa tình, Hạ Uyển Ương ghét bỏ nói, nhị ca hạ thư hàng điểm điểm nàng cái mũi nhỏ xem ngươi này gầy cùng hầu dường như, còn biểu hiện hảo có thể về nhà ăn Tết đâu, không ngã khấu ngươi công điểm đều không tồi. Hai cái tẩu tử mỗi người đưa cho nàng một cái phong thư, nhị tẩu lưu nguyệt nói, ương ương. Ta cùng đại tẩu mấy ngày nay cho ngươi thấu không ít phiếu, ngươi thu hảo, nếu không phải ta kết hôn. Bằng hai ta từ nhỏ quan hệ lần này ta nhất định sẽ bồi ngươi đi xuống nông thôn. Ngươi đến bên kia một người nhất định phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Hạ Uyển Ương cười cười, nguyệt nguyệt nhị tẩu, gả cho ta nhị ca không phải ngươi từ nhỏ nguyện vọng sao, liền tính là hiện tại không gả cho hắn, ngươi yên tâm cùng ta cùng nhau đi. Hạ phụ hạ mẫu đại ca đại tẩu cùng nhị ca đều bị chọc cười, Lưu Nguyệt một khuôn mặt đỏ lên, ngươi cái tiểu phôi đảng, ngươi dở cực ta, hừ. Không để ý tới ngươi, đem phong thư trả ta, Hạ Uyển Ương trực tiếp bắt tay bối đến mặt sau, cái gì phong thư, không nhìn thấy. Hảo lại không đi làm tiểu tâm bị trừ tiền lương, chạy nhanh đều đi thôi, chân tám xuống nông thôn lạp cả nhà đi rồi lúc sau hạ mẫu lôi kéo nàng lại đi cửa hàng bách hóa hoa quế yên một cái đại trước mua năm hộp mỹ đăng bài thuốc lá một cái Hỷ ngân xuân rượu trắng tam bình mao đài hai bình lô châu lão hầm đặt khúc tam bình đem trong tay toàn bộ yên phiếu rượu phiếu đều tiêu hết không nói liền hai cái tổ tử buổi sáng đưa phong thư đều hoa phân mau không dư thừa hai mẹ con một bên hướng ra đi hạ mẫu một bên toái toái niệm ương ương a này đó thuốc lá và rượu ngươi lấy hảo nếu là có cơ hội cấp trong thôn quản sự đưa tặng lễ, sẽ cho ngươi phân công điểm nhẹ nhàng sống, miệng nhất định phải điểm tâm ngọt. Số tuổi đại liền keo đại gia đại nương, cùng ba mẹ số tuổi không sai biệt lắm liền keo thúc thúc thím, sau ngươi lớn một chút liền keo đại ca đại tẩu. Ngàn vạn không cần cao cao tại thượng A, Hạ Uyển Ương tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng ở một bên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết đây đều là mụ mụ đối nàng lo lắng, Hạ Phụ giữa trưa trở về, lại giao cho Hạ Uyển Ương một cái đại phong thư. Đây là ba ba buổi sáng cùng bộ đội người đổi, người lấy hảo, mua đồ vật có tiền vô dụng, phiếu mới là quan trọng nhất, cảm ơn ba ba. Tam khẩu người cơm nước xong, Lương Nguyệt vẫn là hấp tấp đuổi trở về, ương ương, còn hảo ta đuổi kịp, cho ngươi cái này mang lên. Ta giữa trưa đi mua, đều là một ít đồ ăn vặt, nếu là cơm ăn không đủ no, liền ăn chút cái này, chờ ta quá mấy ngày lại mua. Sau đó cho ngươi bưu qua đi, ai nha, mệt chết ta, hạ mẫu lấy quá khăn lông cấp lưu nguyệt lau một chút hãng ngươi chạy gì a à? nhìn nhìn này đầy mặt hãng đều thành hoa miêu tuy rằng là trách cứ nói nhưng là ngữ khí lại là thực sủng nịch nhị tẩu lưu nguyệt từ nhỏ liền cùng hạ uyển ương cùng nhau chơi là hạ mẫu nhìn lớn lên buổi chiều hai điểm ga tàu hỏa khuê nữ ba thêm tiền cho ngươi thay đổi giường nằm ghế ngồi cứng người nhiều vừa lúc có cái đi công tác tiểu hỏa đơn vị cấp giường nằm phiếu ta liền đem mười phiếu cùng hắn thay đổi ngươi không cần có tâm lý gánh nặng hạ phụ cảm giác là chính mình liên lụy khuê nữ nếu không phải từ chính quốc nhìn trầm trầm hắn hắn cũng sẽ không làm duy nhất khuê nữ xuống nông thôn đi hạ uyển ương tiếp nhận vé xe ôm ôm hạ phụ ghé vào trên lỗ tai lặng lẽ nói ba ba ta cùng mụ mụ cho ngươi chuẩn bị phân lễ vật ngươi nhất định sẽ thích hạ mẫu vỗ vỗ nàng đầu nhỏ hảo lên xe đi chuẩn bị đầy đủ hết ba mẹ yên tâm lương nguyệt vành mắt hồng hồng ương ương ta tuy rằng hiện tại là ngươi nhị tẩu, cũng là ngươi hảo bằng hữu, ngươi phải cho ta viết tin A, trừ bỏ cấp trong nhà, còn muốn đơn độc cho ta viết. Được rồi, khóc cái gì khóc, ở nhà muốn thay ta chiếu cố hảo ba mẹ. Chờ ta trở lại thời điểm cho ta thêm cái cháu trai cháu gái cho ta chơi đã biết sao, Lương Nguyệt phá lệ không có thẹn thùng, dùng sức cực cực đầu. Ân, ừ, chờ ta sinh hài tử ngươi liền phải trở về A, đô 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 xe lửa tiếng sáo vang lên, hạ uyển ương lên xe lửa xe lửa từng điểm từng điểm mà đi xa, trạm đài thượng nơi nơi đều là đưa trạm người, có người phất tay đưa tiễn thân nhân bằng hữu. Có người yên lặng mà nhìn xe lửa rời đi, trên mặt lộ ra không tha thần sắc, hạ phụ, hạ mẫu cùng Lưu Nguyệt cũng đi theo xe lửa chạy động lên. Bọn họ nỗ lực mà vương tay muốn bắt lấy cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xe lửa càng lúc càng xa, ba mẹ nhị tẩu, trở về đi. Ta tới rồi sẽ cho các ngươi viết thư, hạ uyển ương ở cửa sổ xe trước dùng sức mà huy xuống tay lớn tiếng kêu gọi nàng biết cha mẹ cùng tổ tử đều thực lo lắng cho mình cho nên nàng muốn cho bọn họ yên tâm hạ phụ hạ mẫu cùng lưu nguyệt dừng lại bước chân nhìn dần dần biến mất ở trong tầm nhìn xe lửa trong lòng tràn ngập vô tận tưởng niệm cùng lo lắng hạ uyển ương xoa xoa nước mắt đi tới giường nằm thùng xe tìm được chính mình chỗ nằm sau đem bao vây đặt ở giường đệm thượng chỗ nằm vẫn là hạ phô Hạ Uyển Ương thực vui vẻ. Mới vừa đem cái trương dơ lên trên kệ để hành lý, liền vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, "Uy, ai trụ cái này địa phương, cùng ta đổi một chút." Ta số tuổi lớn bò lên trên đi không có phương tiện." Hạ Uyển Ương quay đầu lại nhìn nhìn, không có lý nàng trực tiếp một mông ngồi ở chỗ nằm thượng. Lấy ra một quyển sách liền nhìn lên, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy có phải hay không? Ngươi ba mẹ không dạy qua ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao?" Hạ Uyển Ương nâng lên mắt thấy cái này lão thái thái, mỏ chuột tai khỉ. Một bộ khắc nghiệt tướng, trưởng bối, ngươi là sinh ta vẫn là dưỡng ta, thượng ta này sung cái gì trưởng bối, ngươi tính nào cái đĩa đồ ăn. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi đổi, bằng trên người của ngươi một cổ vị không tắm rửa vẫn là bằng ngươi mặc đại gia mặt dày, a da, miệng lưỡi sắc bén. Ngươi biết ta là ai không, ta nhi tử chính là ở thành phố lớn tham gia quân ngũ, ta chính là gia đình quân nhân ngươi liền như vậy đối đãi gia đình quân nhân hạ uyển ương cười lạnh một tiếng ngươi là gia đình quân nhân làm sao vậy ngươi là gia đình quân nhân liền có thể ỷ vào cái này thân phận khi dễ người ngươi nhi tử cái nào bộ đội ta muốn đi hỏi thăm hỏi thăm bọn họ bộ đội có biết hay không bọn họ chiến sĩ thân thuộc ở bên ngoài là như vậy ý thế hiếp người liền hiểu chuyện hài tử đều biết mỗi cái chỗ nằm giá là không giống nhau ngươi dứt khoát nói đổi liền đổi cho ngươi uy phong hỏng rồi a à. Tiền Quế Lan vừa nghe nàng muốn đi hỏi thăm nàng Nhi Tử, lập tức rụt rụt cổ, Nhi Tử là nàng đời này kiêu ngạo. Tuy rằng lần này là Nhi Tử con dâu làm nàng về quê, nhưng là cũng đủ trong thôn già trẻ đàn ông hâm mộ, nếu là thật cấp Nhi Tử gặp phải điểm sự. Nàng thật đúng là sợ con của hắn về sau đều không trở về nhà, tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là ngoài miệng cũng không buông tha người. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, khi bộ đội là ngươi muốn nghe được liền hỏi thăm sao, chưa đủ lông đủ cánh, liền tại đây nói mạnh miệng, hừ ta không cùng ngươi chấp nhặt né tránh ta muốn đi lên hạ uyển ương xem nàng muốn cởi giày lập tức nói bên cạnh có cây thang qua bên kia đi lên ta thân mình không tốt ngươi nếu là dám dẫm ta phô xú chân hương đến ta ngươi đến cho ta đào tiền thuốc men tiền quế lan xẻo liếc mắt một cái hạ uyển ương ngoan ngoãn từ cây thang lên rồi này không thân thủ rất linh hoạt có chút người nột thật đúng là thấy tiện nghi không chiếm liền cả người khó chịu hạ uyển ương một bên phiên thư một bên nói tiền quế lan khí không nhẹ nhưng lại không dám nói cái gì nữa, xem này nha đầu chết tiệt kia xuyên tốt như vậy, thật đúng là nói không rõ là cái nào đại quan gia hài tử. Vạn nhất thật làm nhi tử đã biết, nhưng khó lường, dư lại trải lên chính là một đôi 30 tuổi tả hữu phu thê mang theo một nữ hài tử. Còn có một đôi đầu tóc hoa râm lão phu thê, đầu tóc hoa râm lão phu thê nhìn Hạ Uyển Ương dỗi người bộ dáng, đáy mắt ngậm cười, cô nương. Ngươi đi đâu a? À? Hạ Uyển Ương bung thư, ngọt ngào cười, đại gia ngươi hảo. Ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức, đi lưu tỉnh cắm đội. Ta thân thể không tốt, người trong nhà liền cho ta thay đổi giường nằm phiếu, không ngồi thanh niên trí thức thùng xe, lão gia tử hiền từ cười. Cô nương ngươi hảo, ta cùng ta bạn già là tới Thượng Hải xem tôn tử, Hạ Uyển Ương lại cùng một đôi lão phu thê trò chuyện sẽ. Thời gian bất tri bất giác liền đến 5 điểm, lão phu thê ăn chính là tôn tử tôn tức chuẩn bị bạch diện sủi cảo. Một nhà ba người mua xe lửa thượng cơm hộp, hạ uyển ương lấy ra hạ mẫu giữa trưa đơn độc cho nàng làm thịt ti xào đậu nành cùng xào đậu giá còn có hai cái bạch diện màng thầu tiền quế lan tắt móc ra mấy cái bắp bánh bột ngô đại gia đại nương các ngươi nếm thử đây là ta mụ mụ cho ta làm mang nhiều ta ăn không hết thời tiết càng ngày càng nhiệt phóng tới ngày mai liền hỏng rồi lãng phí lương thực đáng xấu hổ hạ uyển ương đem hộp cơm đưa qua đi không dung cự tuyệt nói lão phu thê đem sủi cảo cũng đưa qua đi Ba người Mỹ Mỹ ăn một đốn, sủi cảo cùng thịt ti mùi hương phiêu mãn chỗ nằm đều là, tiền Quế Lan bực bội cắn bắp bánh bột ngô. Giống như cắn chính là Hạ Uyển Ương thịt giống nhau, chương chính tiền Quế Lan, cơm nước xong ngày mới hắt thời điểm, Hạ Uyển Ương liền rửa mặt ngủ. Buổi sáng khởi quá sớm, này sẽ vây thư đã tạp vài lần mặt, một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm. Hạ Uyển Ương là ở một trận tiếng ồn ào trung tỉnh, là tiền Quế Lan cùng một nhà ba người người đã xảy ra khóe miệng, ta mặc kệ. Cái này nha đầu vừa mới dẫm đến ta dày, ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi tưởng không thừa nhận không thể được, bồi ta một đôi tân. Tiểu cô nương dọa oa oa khóc, nàng mụ mụ đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ hống, nàng ba ba ở cùng tiền Quế Lan giảng đạo lý, vị này đại nương. Ngươi nói một chút đạo lý được chưa, ngươi đem giày đặt ở lối đi nhỏ thượng, nữ nhi của ta cũng là không cẩn thận, hơn nữa nàng mới vừa dẫm lên liền đem chân lấy ra, tiền quế lan phiên tam giác mắt, ta buông tha trên đường làm sao vậy, lối đi nhỏ nhà ngươi. Ta giày ta vui đặt ở nơi nào liền đặt ở nơi nào, thiếu cùng ta nói này đó có không, ta giày một đôi tám đồng tiền, ta xuyên mấy tháng. Tính các ngươi bảy đồng tiền được, chạy nhanh bỏ tiền, hạ uyển ương, phục một tiếng vui vẻ ra tới, tiền quế lan nhìn nàng cười. Ngày hôm qua chịu khí lại nghĩ tới, ngươi cười cái gì, nha đầu chết tiệt kia, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, tam giác đại nương. Miệng lớn lên ở ta trên mặt, ta muốn cười liền cười, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, qua ngươi chuyện gì, ta cười làm sao vậy? Ta trời sinh liền ái cười không được sao, ha 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 ha, ngươi ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, hạ uyển ương đứng lên. Từng bước một đi hướng nàng, ta không biết xấu hổ, ta nào có ngươi không biết xấu hổ, xem ngươi này một thân đều không đáng giá 8 đồng tiền đi một đôi lộ ngón chân đầu dày ngươi ngoa nhân gia bảy khối, ngươi cũng thật muốn mặt, tiền Quế Lan bị nói có chút không nhịn được mặt. Tức khắc ngồi ở trên mặt đất, đôi tay chụp trên mặt đất gào nói, có hay không người quản quản a? À? Ba ngày ban mặt hạ cái này nha đầu chết tiệt kia muốn khi dễ chết ta lão thái thái, đáng thương con ta ở bộ đội bảo vệ quốc gia. Hắn lão nương ở bên ngoài bị người như vậy khi dễ a, nữ hài ba ba xem chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Che ở Hạ Uyển Ương phía trước nói, cảm ơn ngươi đồng chí, không cần thay chúng ta xuất đầu, ta chịu đền là được. Coi như quyên cho nhân dân đội quân con em, Hạ Uyển Ương lướt qua nữ hài ba ba, một mông cũng ngồi ở trên mặt đất. Hoa lê dính hạt mưa khóc lóc kể lễ nói, không có thiên lý, nhân dân đội quân con em người nhà ỷ vào thân phận hoa người lạp. Đem tổ quốc đóa hoa sợ tới mức hoa hoa khóc lớn A, một đôi củ dày liền hoa nhân gia bảy đồng tiền A, ta muốn đi cử báo khiếu nại. Đại gia nhưng cho ta làm chứng kiến a, à, này thật quá đáng, này lão thái thái trên chân giày một mau tiền đều không đáng giá. Cư nhiên muốn 7 đồng tiền, chính là a, à, 7 đồng tiền có thể mua 10 song tân giày, này rõ ràng chính là ngoa người a. À. Này gia đình quân nhân tố chất còn còn chờ đề cao a, à, quân nhân nhiều đáng giá chúng ta kính nể a, cư nhiên có như vậy lão nương. Chu vi người mồm năm miệng 10 nghị luận, tiền Quế Lan đã không biết nói cái gì này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết khái sầm sao. Nàng một cái thượng số tuổi ngồi dưới đất khóc liền khóc, này nha đầu chết tiệt kia xuyên như vậy nghiêm như thế nào cùng nàng cùng nhau ngồi xuống. Tiền Quế Lan chậm rì rì đứng lên, tính, ta làm gia đình quân nhân có tố chất, không cùng các ngươi chấp nhặt tính ta xui xẻo. Hạ Uyển Ương cũng đứng lên, xoa xoa không tồn tại nước mắt nói, tính khó mà làm được, ngươi xem cho nhân gia hài tử dọa, mặt mũi trắng bệch xuống xe nhưng đến đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra, vạn nhất dọa bị bệnh ngươi đến phụ trách, tiền quế lan ngạnh cổ, ta như thế nào phụ trách? Đơn giản A, à, ngươi cùng bọn họ tam khẩu người cùng nhau xuống xe đi bệnh viện bái, từ đầu đến chân hảo hảo kiểm tra một chút. Ngươi đào tiền thuốc men là được, ngươi muốn không có thời gian cũng đúng, trực tiếp bỏ tiền là được, Hạ Viễn Ương cười nói. Tiền Quế Lan liếc mắt một cái tiểu nữ hài, nha đầu kiểm tra cái gì kiểm tra, chính là quán, hạ uyển ương ra vẽ giật mình che miệng lại a gia ngươi trường khẩu nha đầu câm miệng nha đầu như thế nào ngươi không phải nữ nhân chủ tịch đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời ngươi đây là cùng quốc gia công nhiên đối nghịch a không được ta xuống xe phải đi cử báo ngươi thuận tiện tra tra ngươi nhi tử ở đâu cái bộ đội một cái quân nhân người nhà như thế nào có thể có như vậy tư tưởng đâu tiền quế lan răng hàm sau đều phải cắn ngươi nói bao nhiêu tiền thích hợp Hạ Uyển Ương một ngón tay đặt ở bên miệng điểm, thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, năm đồng tiền đi. Nếu là thật sợ hãi ít nhất được mấy ngày viện quan sát quan sát không phải, tiền Quế Lan đem quần áo vén lên. Chung quanh xem náo nhiệt cùng nữ hài ba ba đều chạy nhanh cúi đầu, liền sợ dây tiếp theo bị nàng hoa thượng cho ngươi. Năm đồng tiền cũng không biết xem bệnh gì, tiền Quế Lan đau lòng tay đều run rẩy, Hạ Uyển Ương tiếp nhận tiền, vài bước đi đến hai mẹ con bên người, đem tiền đưa cho nữ hài mụ mụ, đại tỷ, cầm, nói xong còn chớp chớp mắt, nữ hài mụ mụ cảm kích nhìn Hạ Uyển Ương, cảm ơn ngươi đồng chí. Cảm ơn ngươi, ta cũng là thanh niên trí thức, gã đến trong thôn, lần này là mang hài tử cùng trượng phu về nhà mẹ đẻ, ta kêu vương tú tú. Ở tại thẩm thị tân huyện Thanh Sơn đại đội, nếu về sau có duyên phận, nhất định tới trong nhà làm khách, Hạ Uyển Ương gật gật đầu. Từ trong túi lấy ra tam khối đại bạch thỏ đưa cho tiểu nữ hài, chớ sợ chớ sợ a à, gì cho ngươi đường ăn ăn sẽ không sợ tiểu nữ hài nhìn xem mụ mụ thấy mụ mụ gật gật đầu mới nhận lấy cảm ơn gì nữ hài ba ba cũng đã đi tới cảm ơn ngươi đồng chí hôm nay không có ngươi chúng ta đã bị ngoa thượng cảm tạ hàng huyên sau khi hạ uyển ương ngồi trở lại chỗ nằm thượng cười lạnh một chút tiền quế lan lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu nguyên lai like cái này tiền quế lan là phương đông hồng đại đội nổi danh không nói lý kiếp trước Hạ Uyển Ương rơi xuống nước lúc sau, trong thôn lời đồn đại đại bộ phận đều là nàng truyền. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Uyển Ương đều sẽ phi nàng, còn sẽ lớn tiếng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, kiếp trước Hạ Uyển Ương bất đắc dĩ gả cho Lý Văn Trác. Cái này tiền Quế Lan chính là đẩy nàng nhập vực sâu đao phủ, chỉ chốc lát lão phu thê đã trở lại, tiểu hạ, ngươi lên lạp. Ta cùng ngươi đại gia đi toa ăn ăn cơm sáng lạp, nhìn xem đây là cho ngươi mang, còn nhiệt đâu, nhanh ăn đi. Hạ Uyển Ương lập tức từ trong bao lấy ra một khối tiền đưa qua, không cần, không cần, ngày hôm qua ăn ngươi như vậy nhiều thịt. Điểm này cơm sáng mới bao nhiêu tiền a? À, Hạ Uyển Ương đem tiền nhét vào đại nương trong tay, ngài không cần ta sẽ không ăn lạp, đứa nhỏ này. Ăn xong bữa sáng đều mau 12 giờ, Hạ Uyển Ương lại lấy ra thư nhìn lên, nhìn một buổi trưa thư, Hạ Uyển Ương đôi mắt ê ẩm. Nhắm mắt lại nằm ở chỗ nằm thượng chập mắt, trong lòng bách chuyển thiên hồi, trương thời giả tiền quế lan ta đều gặp có phải hay không cũng sẽ giống kiếp trước giống nhau gặp được ngươi đâu buổi tối một nhà ba người mang về tới bốn hộp cơm hộp nữ hài mụ mụ đưa cho hạ uyển ương một hộp mụi tử ngươi nhất định đến nhận lấy không thể đưa tiền đây là chúng ta cảm tạ ngươi chúng ta không có gì thứ tốt thỉnh ngươi nhất định phải tiếp thu hạ uyển ương cười cười hảo ta tiếp thu cảm ơn tiền quế lan ở mặt trên khí sinh lý tính nước mắt đều rơi xuống đều là nàng tiền A, đều là hoa nàng tiền, các nàng cơm ngon rượu say. Nàng lại gặm này ngạnh bang bang bánh bột ngô, tức chết rồi, ăn xong cơm chiều, Hạ Uyển Ương liền ngủ, xe lửa ngày mai buổi sáng 5 điểm đến. Nàng đến đi ngủ sớm một chút, vạn nhất ngày mai có thể gặp được trương thời giả, đỉnh cái quần thâm mắt liền xong rồi. Ngày hôm sau buổi sáng 4 điểm, Hạ Uyển Ương liền dậy, nàng lên thời điểm, giường nằm thượng người còn đều ngủ nàng tay chân nhẹ nhàng lấy ra rửa mặt đồ vật đi v đúc c mới vừa đi đến hành lang liền thấy tiền quế lan cặp kia giày còn đặt ở lối đi nhỏ thường hạ uyển ương ha hả cười vừa đi một bên đi phía trước đá giày chờ đi đến v đúc c cửa thời điểm từ trong bao lấy ra giấy vệ sinh nhéo giày liền vào v đúc c mở ra cửa sổ vẹo một chút liền đem giày ném đi ra ngoài sau đó vào không gian hạ uyển ương hiện tại sử dụng không gian sử dụng càng ngày càng thuận tay cũng sẽ không giống đồ nhà quê giống nhau nhắc mãi đi vào. Đi vào biệt thự nhanh chóng tắm rồi lại giặt sạch đầu, đem đầu tóc dùng sức vắt khô, trói lại cái cao đuôi ngựa, chiếu gương nhìn nhìn. Vốn dĩ tưởng hóa cái trang, nhưng là lại sợ quá thấy được cuối cùng chỉ lau điểm hộ da, đem dơ quần áo ném vào máy giặt. Mở ra kiếp trước trương thời giả cho nàng chuẩn bị tủ quần áo, sách đều không thể xuyên, vừa thấy lúc này liền không có. Cuối cùng mặc một cái hoa oa lãnh màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, trên chân đặng song hắc sắc dày da. Cái này trang điểm xem như hiện tại bình thường nhất, ăn hai cái bánh bao thịt xứng với hạ mẫu im củ cải dưa muối. Lại uống lên một chén gạo kê cháo, cả người đều tinh thần, hạ uyển ương thỏa mãn bật cười, chương mười phương đông hồng đại đội. Cùng vương tú tú một nhà cùng lão phu thê một nhà cáo biệt xong sau, hạ uyển ương lưu lại địa chỉ, liền ôm bao lớn cùng cái rương xuống xe. Lúc này nhà ga dòng người chen chút xô đẩy, lên xe khi ý chí chiến đấu sụt sôi sớm đã biến mất không thấy. Thay thế chính là mỗi người trên mặt mỏi mệt cùng mê man. mọi người đều có vẻ mặt xám mày ro, nhà ga ngoại càng náo nhiệt, có xe bò, máy kéo. Cư nhiên còn có một chiếc con la xe nghiêng lệch vạn vẹo ngừng ở nơi đó, thấy có đám người ra tới, từng cái đều gân cổ lên bắt đầu kêu. Chỗ dựa đại đội, chỗ dựa đại đội, hồng kỳ đội sản xuất, phương đông hồng đại đội tới nơi này, hướng dương đại đội tại đây ngực đáp đâu. Hạ Uyển Ương bị đám người vọt ra, ôm bao lớn chặn đại bộ phận tầm mắt, nhưng là nàng vóc dáng không lùng, miễn cưỡng còn có thể xem thanh lộ. Đi vào phương Đông Hồng đại đội máy kéo phía trước, đem bao vây đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía tiếp trạm người, Chu Túc. Trương thời giả hảo huynh đệ, Chu Túc nhìn trước mắt nữ đồng chí mặt bá một chút liền đỏ, cùng đồng chí. Hoa Ngân đi vào phương Đông Hồng đại đội, ta ta kêu Chu Túc, là 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 tới đón của các ngươi, Hạ Uyển Ương cười cười, ngươi hảo ta kêu hạ uyển ương là tới các ngươi đại đội cắm đội thanh niên trí thức chu túc lúc này cổ đều hồng thấu nắm lên hạ uyển ương đặt ở trên mặt đất hành lý liền phóng tới trên xe nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình của mình nói ách vất vả ngươi chạy nhanh lên xe ngồi một hồi đi người còn chưa tới tề lần này tổng cộng tới 10 cái người ngươi là cái thứ nhất đến hảo nói xong hạ uyển ương liền lên xe lấy ra một cái tiểu cái đệm liền ngồi đi xuống chỉ chốc lát cùng nhau đi tới bốn trai hai gái thẩm tra đối chiếu hảo danh sách sau, cũng đều thượng máy kéo. Đại gia lại đợi mười mấy phút, cuối cùng ba người mới khoan thai tới muộn. Người còn chưa tới, thanh âm trước truyền tới, lý tưởng, người như thế nào một chút cũng không biết thương hương tiết ngọc. Giúp ta lấy một chút hành lý làm sao vậy, người còn xem như cái nam nhân sao, lý tưởng hừ một tiếng. Ta có tính không nam nhân ta về sau tức phụ tự nhiên biết, dùng ngươi tại đây bá bá, từ kiều kiều mắt trợn trắng liếc mắt một cái thấy đứng ở cách đó không xa cầm danh sách chu túc, ai, cái kia ai, ngươi chạy nhanh lại đây tiếp một phen A. Các ngươi đại đội chính là như vậy hoan nghênh chúng ta thanh niên trí thức sao, chu túc đi qua đi tiếp nhận từ kiều kiều trong tay hành lý. Này còn kém không nhiều lắm, tính ngươi có nhãn lực, chu túc nhàn nhạt nói, các ngươi chính là cuối cùng ba người đi, từ kiều kiều, lý tưởng. Vương tỉnh, Hạ Uyển Ương quay đầu lại, nha A đều là người quen A, thật đúng là có duyên. Cư nhiên đều ở một cái đại đội xem ra sinh hoạt sẽ không nhàm chán ương tỷ ương tỷ thật đúng là ngươi a à, lý tưởng khoa trương hô to hạ uyển ương cũng hướng hắn vẫy tay không đợi tay buông từ kiều kiều nhìn ăn mặc không chút cẩu thả hạ uyển ương mấy tháng không thấy kia càng ngày càng tinh xảo khuôn mặt nhỏ liền nhịn không được ghen ghét phát cuồng tiện đà châm chọc mỉa mai nói nha này không phải hạ gia thiên kim sao như thế nào không có giường nằm cho ngươi ngồi cũng đến cùng chúng ta cùng nhau ngồi máy kéo lạp. Hạ Uyển Ương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, miệng nhàn liền đi liếm vê đúc c đừng ở chỗ này cùng ta bá bá. Ta nguyện ý ngồi cái gì liền ngồi cái gì, ngươi hâm mộ cứ việc nói thẳng, lớn lên xấu không phải ngươi sai. Chính là ra tới mất mặt chính là ngươi không đúng rồi, từ kiều kiều bị nói ném mặt mũi, hảo ngươi cái Hạ Uyển Ương. Đừng tưởng rằng ngươi ngồi cái giường nằm ngươi liền so với ta ngưu, ta đó là không muốn cùng ngươi so nếu là ta nguyện ý ta ba đều có thể bao tiết thùng xe đưa ta tới lý tưởng bị nàng này lớn bật lên tiếng dọa sắc mặt trắng nhật từ kiều kiều ngươi điên rồi đi nhiều người như vậy ngươi nói cái gì đều dám nói a à, hạ uyển ương cười nước mắt đều ra tới từ kiều kiều ngươi trên cổ kia đồ vật là vì thấu thân cao sao tấm tắc thật là ngu xuẩn ngươi yên tâm ta một hồi liền cho ta ba viết thư nói cho hắn từ chính quốc đồng chí là thực sự có tiền đều có thể xe tải sương tới đưa khuê nữ hảo, đừng xảo, người đều đến đông đủ không? Trương Hòa Bình lúc này đã đi tới, chào mọi người, ta là Phương Đông Hồng đại đội đại đội trưởng Trương Hòa Bình. Hoa Ngân đi vào đại gia Phương Đông Hồng đại đội, người đều đến đông đủ chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Từ kiều kiều đôi mắt giống tẩm độc giống nhau nhìn Hạ Uyển Ương, chậm rì rì lên xe, trong mắt không nghĩ muốn cứ việc nói thẳng. Ta có thể giúp ngươi khấu hạ đi, còn dám dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, tiểu tâm ta tấu ngươi. Hạ Uyển Ương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ kiều kiều nói, Chu Túc mở ra máy kéo thực mau liền xuất phát. Hạ Uyển Ương lên xe thượng sớm ngồi ở tận cùng bên trong, Trương Hòa Bình cũng cùng thanh niên trí thức nhóm ngồi ở cùng nhau, gân cổ lên hô. Chúng ta đội rời thành khai máy kéo 40 phút, xe bò đại khái là hai cái giờ, nếu là kỵ xe đạp đến 1 giờ, đi đường liền xa hơn, đến 4 cái giờ. Nhưng là chúng ta công xã liền có cung tiêu xã, cơ bản có thể thỏa mãn đại gia sinh hoạt yêu cầu giống nhau đồ vật tìm chúng ta đội viên liền có thể đổi thành từ kiều kiều a một tiếng xa như vậy a kia gửi thư gửi đồ vật làm sao bây giờ hạ uyển ương trong lòng hừ lạnh cha ngươi lập tức liền phải ăn đậu phộng ngươi còn gửi thư gửi bao vây cấp quỹ gửi đi thôi đi công xã liền có hòm thư bao vây nói chúng ta trong đội mỗi nửa tháng đi một lần các ngươi tưởng gửi qua bưu điện hoặc là thu có thể đi theo cùng đi mỗi người thu năm mao tiền trợ cấp trong đội sinh sản là được mặt khác thanh niên trí thức đều gật gật đầu, điều kiện còn nói quá khứ, ít nhất so tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, 40 phút. Cho dù Hạ Uyển Ương lót cái tiểu cái đệm, nàng mông cũng đã tê rần, này lộ thật sự là quá khó đi, gồ ghề lồi lõm. Trực tiếp đem hai cái nữ thanh niên trí thức cấp điên phun ra, tới rồi mục đích địa sau, Hạ Uyển Ương ngước mắt nhìn lại. Đập vào mắt đó là một vòng dùng nhánh cây vây lên tiểu rào tre sân, nhìn qua thập phần đơn sơ, khi phiến tiểu cửa gỗ gần vừa đến nàng đùi vị trí có vẻ phá lệ thấp bé, trong viện đất trồng rau bị thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, bên trong loại vài loại thường thấy rau dưa. Sinh cơ bừng bừng mà sinh trưởng, cấp cái này tiểu viện tăng thêm vài phần sinh cơ cùng sức sống, mà ở đất trồng rau mặt sau. Tắt sừng sững một tòa gạch xanh phòng, cứ việc thoạt nhìn có chút cũ kỹ rách nát, nhưng tương so với trong thôn mặt khác thổ phòng ở tới nói. Nó hiển nhiên muốn hảo đến nhiều, này tòa gạch xanh phòng phản phất chịu tải năm tháng dấu vết, chứng kiến đã từng chuyện xưa cùng biến thiên xuống xe sau hạ uyển ương ngăn trở đại gia tầm mắt lặng lẽ hướng trương hòa bình trong tay tắt một hộp đại trước môn lặng lẽ nói trương thúc đây là ta mụ mụ làm ta cho ngươi mang đừng cự tuyệt ta nói xong cùng không có việc gì người dường như nơi nơi nhìn đông nhìn tây trương hòa bình đem yên nhét vào trong túi trong lòng cũng rất cao hứng ít nhất nhân gia tiểu cô nương ba mẹ còn rất coi trọng đại đội trưởng này phòng ở không tồi a à, lý tưởng keo keo quát quát nói trương hòa bình thấy đại gia vừa lòng hoàn cảnh hơi hơi mỉm cười. Các ngươi như vậy tiểu nhân tuổi rời đi trong nhà tới chi viện nông thôn xây dựng. Trong đội khẳng định đem tốt nhất hoàn cảnh đều để lại cho các ngươi, này phòng ở lúc trước là một cái địa chủ tòa nhà. Sau lại kê biên tài sản sau về đơn vị sở hữu, bên trong thực rộng mở, bốn gian đại phòng đâu. Hiện tại bên trong chỉ ở sáu cái nam thanh niên trí thức cùng bốn cái nữ thanh niên trí thức, hơn nữa các ngươi tổng cộng 20 cá nhân. Không phải ta nói mạnh miệng, lại đến 20 cái cũng hoàn toàn trụ hạ đại gia đi vào đi, quả nhiên bên trong rộng mở vô cùng. Chính là gia cụ tương đối thiếu, chỉ có trên giường đất hai cái cái rương cùng một cái tiểu giường đất bàn, trên bàn phóng hai bổn hồng sách quý. Giường đất chất đống này mấy phô mang mụn vá hành lý, trừ bỏ này mấy gian phòng ở, còn có một cái trữ vật phòng, so cái này tiểu rất nhiều. Các ngươi nếu ai không thích tập thể sinh hoạt hoặc là có cái gì không có phương tiện, có thể một cái trụ. Nhưng là mỗi tháng muốn giao hai khối tiền đến trong đội, vừa dứt lời hạ uyển ương lập tức nói ta bỏ tiền trụ từ kiều kiều ngay sau đó ta cũng muốn một người trụ ta muốn nói xong liền phải từ trong bao ra bên ngoài bỏ tiền nhưng là hạ uyển ương đã trước nàng một bước lấy ra một trương đại đoàn kết nhét vào đại đội trưởng trong tay trương thúc ta trước giao năm tháng sau đó hướng về phía từ kiều kiều khiêu khích nhướng mày đại đội trưởng đem tiền đặt ở ngực trong túi hành chờ một lát lấy lương thời điểm nhớ rõ tìm kế toán lấy bằng chứng này tiền một hồi ta giúp ngươi giao cho khi giả. Chương 11 thanh niên trí thức điểm, Hạ Uyển Ương trong lòng lột bột một chút, đời trước trương thời giả cũng không phải là kế toán. Đời này đây là có chuyện gì, bởi vì nàng nghịch thiên trọng sinh, mà thay đổi cái gì, nhìn Hạ Uyển Ương mặt đột nhiên trắng, Trương Hòa Bình nói. Hạ thanh niên trí thức, ngươi làm sao vậy, ta không có việc gì, chính là vừa mới ngồi xong máy kéo dạ dày có điểm không thoải mái. Trương Hòa Bình chặn lại nói, xem ta, các ngươi xuống xe hạ sớm như vậy, đại gia còn không có ăn cơm sáng đi. Chạy nhanh đều sửa sang lại hành lý nghỉ ngơi đi, cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đi lãnh lương thực. Này lương thực là chúng ta trong đội mượn cho đại gia, cuối năm chờ thu hoạch vụ thu xong trả lại cấp trong đội là được. Nếu là có không nghĩ thiếu trướng cũng có thể tiêu tiền mua, đêm nay mọi người đều tới nhà của ta ăn cơm, ngày mai lại cho các ngươi một ngày giả. Hậu thiên buổi sáng cùng đại gia cùng nhau làm công, nói xong Trương Hòa Bình liền đi rồi, đại gia đem đôi ở trong sân hành lý dọn tiến vào. Hạ Uyển Ương cầm phòng cất chứa chìa khóa ôm chính mình bao lớn cùng cái rương đi hướng bên trong phòng, mở cửa đi vào đi. Cũng không có trong tưởng tượng dơ loạn kém, này gia nhà ở kiếp trước thời điểm chính là Hạ Uyển Ương ở trụ. Bằng không cũng sẽ không bị Lý Văn Trác theo dõi, đời này Hạ Uyển Ương có bị mà đến, cũng không sợ hắn theo dõi chính mình. Phòng đại khái có hơn 20 cái bình phương đại, có cái tiểu giường đất đại khái có thể ở lại tam đến 4 người, trên mặt đất là gạch mà. Còn soát bạch tường, nhưng là không có bất luận cái gì gia cụ. Hạ Uyển Ương biết phía trước ở tại này trong phòng chính là một cái nữ thanh niên trí thức, trong nhà điều kiện cũng thực hảo. Nghĩ cách cho nàng lộng cái đại học công nông binh tư cách, trở về thành. Nàng đi phía trước đem đính làm gia cụ đều giảm giá bán cho mặt khác ở nhà lớn thanh niên trí thức nhóm. Đại trong phòng trên giường đất kia hai cái đại cái rương nguyên lai chính là này phòng, Hạ Uyển Ương đem cửa đóng lại, đơn giản xoa xoa giường đất. Lấy ra một trương tân giường chiếu trải lên, sau đó bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật, đại hậu đệm giường, mới tinh toái hoa khăn trải giường. Nàng ngủ quán gối đầu, hơi mỏng tiểu thảm, bồn tráng men, xà phòng thơm hộp cùng xà phòng thơm, nha ly, hai điều tân khăn lông, dép lê, bức màn. Rèm cửa, còn có một phen tân khóa đầu, lấy xong lúc sau đôi ở trên giường đất liền ra cửa. Kiếp trước hạ uyển ương đối thôn này cũng tương đối quen thuộc, nàng biết trong đội thợ một họ cao cũng biết nhà hắn đang ở nơi nào nhưng là ra cửa vẫn là làm bộ không biết bộ dáng đại nương ta là mới tới thanh niên trí thức muốn đánh mấy cái gia cụ chúng ta đội thượng ai sẽ làm thợ một sống a à, nói hạ uyển ương móc ra mấy viên trái cây đường nhét vào đại nương trong tay ai da chỉ cái lỗ khách khí gì cô nương này lớn lên cũng thật thủy linh a à, không hổ là thành phố lớn tới liền ở đông đầu số đệ tam giang phòng lão thượng cấp cùng hắn mấy cái nghi tử đều có thể làm, nói không cần, nhưng là hướng trong túi phóng tốc độ lại rất mau. Đến quá tạ hạ uyển ương trực tiếp đi vào cao gia, cao lớn gia ở sau, ta tới đổi điểm gia cụ, thực mau lão thượng cấp liền ra tới. Hạ uyển ương hoa 10 đồng tiền mua hai cái tủ quần áo, một cái rửa mặt giá, một cái chén giá. Hai cái giường đất trương còn có một trương bàn lớn tử hai trương ghế, đều là thường thấy gia cụ, lão thượng cấp liền có trữ hàng cao gia nhi tử nhiều đều là tráng lao động trực tiếp cho nàng đều đưa đến thanh niên trí thức điểm hạ uyển ương phó xong tiền trả lại cho cao gia đại nhi tử một phen trái cây đường cảm ơn bọn họ đều cấp bày biện vào nhà này muốn đổi thành nhà người khác cho người đặt ở trong viện đều không tồi mới vừa tiễn đi vài người thượng sớm công lão thanh niên trí thức nhóm liền đã trở lại trong đó liền bao gồm lý văn trác cùng phương chiêu đệ lý văn trác cùng phương chiêu đệ là một đám xuống nông thôn đã tới hai năm. Hai năm thời gian đem bọn họ tàn phá đã cùng dân quê không có gì hai dạng, hắc hoàng làn da, tràn đầy cái kén tay. Đánh mụn vá quần áo cùng giày nhựa, phương chiêu đệ đánh dúng tóc thoạt nhìn giống như ít nhất năm sáu thiên không tẩy bộ dáng. Cùng kiếp trước ở bệnh viện tâm thần mép giường đánh nàng cái tác cái kia tinh xảo nữ nhân giống như hoàn toàn là hai người. Hạ Uyển Ương chỉ là quét bọn họ liếc mắt một cái, liền về phòng, chậm rãi chơi mới có ý tứ trực tiếp lộng chết có cái gì lạc thú. Trở lại trong phòng đem quần áo bỏ vào trong ngăn tủ, bức màn quải hảo, đem trên giường đất đồ vật phóng chỉnh tề. Lại lấy ra một trương giường chiếu phô ở trên mặt đất, không phải nàng lãng phí, mà là nàng thích bằng phẳng cảm giác. Xuất phát trước nhị tẩu lưu nguyệt cho nàng trong bao quần áo trang các loại điểm tâm, gạo nếp điều, đại bạch thỏ kẹo sữa, trứng gà bánh. Còn có mấy bình trái cây đồ hộp cùng hai vại sữa mạch nha, hạ uyển ương đơn giản ăn điểm, liền thượng giường đất nghỉ ngơi. Ngủ ba cái giờ sau cả người đều tinh thần không được, thay đổi thân váy liền áo cùng tiểu bạch giày liền ra khỏi phòng. Này sẽ lão thanh niên trí thức cũng đều hoàn thành buổi sáng nhiệm vụ, này sẽ hai cái nữ thanh niên trí thức ở nấu cơm. Hạ Uyển Ương đi qua đi chủ động đánh lên tiếp đón, các ngươi hảo, ta là mới tới thanh niên trí thức Hạ Uyển Ương. Hai người đứng dậy nhìn Hạ Uyển Ương, đều không hẹn mà cùng lộ ra một mặt kinh diễm chi sắc, ngươi hảo, ta là Vương Diễm nàng kêu Lý Tĩnh. Hai chúng ta là một đám xuống nông thôn, đã tới một năm, ngươi thật xinh đẹp a, à, tên cũng dễ nghe, Hạ Uyển Ương nhớ rõ hai người kia. Vương Diễm khá lớn đỉnh đạt, không có gì nội tâm, có cái gì nói cái gì, Lý Tĩnh cũng còn hành, chỉ là có điểm keo kiệt, thích ghi thù, cảm ơn. Các ngươi kỳ thật cũng rất đẹp, chỉ là ở chỗ này khó tránh khỏi giải nắng dầm mưa, nhưng là đây đều là quan vinh tượng trưng. Lý Tĩnh tương đối thích nghe nói như vậy, Tuy rằng nàng trong lòng cũng rất khó chịu chính mình thay đổi. Chính là có người khen nàng vẫn là rất vui vẻ. Chỉ chốc lát sở hữu tân lão thanh niên trí thức đều ra tới ngồi vây quanh ở cái bàn biên. Chào mọi người, ta kêu Lý Hoa Quang, là chúng ta lão thanh niên trí thức nam thanh niên trí thức người phụ trách, năm nay 24 tuổi. Xuống nông thôn 5 năm, chào mọi người, ta kêu tang Thanh, năm nay 23 tuổi, xuống nông thôn 5 năm. Là lão thanh niên trí thức nữ thanh niên trí thức người phụ trách, ta kêu Vương Diễm, năm nay 21 tuổi, xuống nông thôn 1 năm, ta kêu Lý Tĩnh. Năm nay 22 tuổi, xuống nông thôn 1 năm, ta kêu Phương Chiêu Đệ, năm nay 22 tuổi, xuống nông thôn 2 năm, ta kêu Lý Văn Trác, năm nay 23 tuổi. Xuống nông thôn 2 năm, ta kêu Mao Tiểu Quân, năm nay 23 tuổi, xuống nông thôn 3 năm, ta kêu Lưu Quân, năm nay 23 tuổi, xuống nông thôn 3 năm. Ta kêu Lý Nhị Mao, năm nay 23 tuổi, xuống nông thôn 3 năm. Ta kêu Lý Đại Mao, năm nay 24 tuổi, xuống nông thôn 3 năm, qua. Wow. Các ngươi là huynh đệ đi, Lý muốn hỏi nói. Lý Đại Mao vui tươi hớn hở gật gật đầu, đúng vậy, nhà của chúng ta huynh đệ nhiều, cha mẹ áp lực đại. Chúng ta huynh đệ liền cùng nhau xuống nông thôn tới xây dựng nông thôn, cũng là giảm bớt trong nhà áp lực sao. Lý Hoa Quang đứng lên, tới. Làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh tân thanh niên trí thức, phía dưới thỉnh tân thanh niên trí thức cũng giới thiệu một chút chính mình đi. Hạ Uyển Ương, năm nay 18 tuổi, Từ Kiều Kiều, năm nay 18 tuổi, Vương Tĩnh, năm nay 17 tuổi, Đoạn Tiểu Ngư, năm nay 19 tuổi, Vương Nham, năm nay 19 tuổi, Lý Tưởng, năm nay 17 tuổi, Trần Kỳ, năm nay 19 tuổi, Hoàng Thần, năm nay 18 tuổi, Trịnh Vũ, năm nay 19 tuổi, Cố Tu Sa, 19 tuổi. Hạ Uyển Ương giới thiệu xong liền cảm giác một đạo mãnh liệt tầm mắt dừng ở trên người mình. Ngước mắt vọng qua đi, quả nhiên là Lý Văn Trác, thằng nhãi này là một chút cũng không biết thu liễm a à. Quả nhiên cùng đời trước giống nhau không biết xấu hổ, kiếp trước chính mình tuy rằng chán ghét như vậy ánh mắt. Lại cũng ngựa ngùng trước mặt mọi người nói cái gì, nếu trở về chính là vì thu thập bọn họ, cũng đừng quái miệng nàng độc, ngươi nhìn cái gì. Ta trên mặt có cơm sao, đại gia theo hạ uyển ương ánh mắt xem qua đi, Lý Văn Trác tầm mắt còn không có tới kịp thu hồi tới. Hạ uyển ương như vậy vừa nói, Lý Văn Trác cảm giác trên mặt nóng rác, không ngựa ngùng, Hạ Uyển Ương cái mũi hừ lạnh một tiếng. Quản hảo ngươi trong mắt, ngươi không thích ta cũng có thể giúp ngươi moi ra tới, vừa lúc cùng người nào đó làm bạn, còn dám xem ta. Ta đánh mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Phương Chiêu Đệ nghe thấy Hạ Uyển Ương làm trò đại gia mặt nói như vậy, lập tức đứng lên nói. Vị này hạ đồng chí, văn trác cũng là tưởng nhận thức một chút đại gia, ngươi đến nổi như vậy hùng hổ dọa người sao, một cái nữ đồng chí. Như thế nào liền không thể thiện giải nhân ý một ít đâu. Hạ Uyển Ương đứng lên, thiện giải nhân ý, ngươi nhận thức này bốn chữ sao? vị khuất ta chính mình cho các ngươi vui vẻ, con dơi trên người cắm lông gà, ngươi tính cái gì điểu? ngươi là mẹ nó vẫn là hắn cha a? quản còn rất khoan, từ kiều kiều cũng nhảy ra tới. cha nói mặt ngoài là giữ gìn hạ uyển ương, kỳ thật là tự cấp nàng mách lẻo, phương đồng chí, ngươi vẫn là câm miệng đi, nhân gia hạ uyển ương chính là đường đường thượng hải bộ đội vũ trang sư trưởng thiên kim, đắc tội nàng. Ngươi có mấy cái đầu đủ nhân gia phát tiết, đại gia sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Liền Cố Tu Sa cùng Trịnh Vũ hai cái kinh thị quân khu đại viện ra tới con cháu đều thực khiếp sợ, Hạ Uyển Ương khinh thường nhìn lại. Nàng vốn dĩ cũng không tính toán đời này cùng những người này đi có bao nhiêu gần, từ kiều kiều, trường điểm đầu óc đi. Ta đều thế ngươi ba mẹ thượng hỏa, như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái đồ vật, chương 12 nhìn thấy trương thời giả. Lý Văn Trác từ đầu tới đuôi cũng chưa dám nói nữa đặc biệt nghe thấy Hạ Uyển Ương thân phận lúc sau, nhưng trong lòng lại có không ít tiểu tâm tư. Cuối cùng là Lý Hoa Quang đứng lên đánh giảng hòa, hảo. Mặc kệ là tân thanh niên trí thức vẫn là lão thanh niên trí thức chúng ta về sau đều là một cái bệ bếp ăn cơm, vẫn là muốn đoàn kết một chút. Nếu các ngươi không ý kiến, ta cùng tan thanh hai người về sau còn tiếp tục là người phụ trách. Sinh hoạt thượng có chuyện gì đều có thể tìm chúng ta, tan thanh cũng đứng lên, chúng ta về sau người liền nhiều trước kia chúng ta là hai người cùng nhau nấu cơm về sau liền ba người đi đại gia có thể tự do tổ đội thật sự tìm không thấy người tổ đội ta có thể giúp các ngươi tìm từ kiều kiều hỏi sẽ không nấu cơm làm sao bây giờ lý tưởng mắt trợn trắng sẽ không làm ngươi bị đói bái liền ngươi sẽ không a à, sẽ không học bái còn không biết xấu hổ nói ta ương tỷ đâu ngươi này đại tiểu thư diễn xuất càng nghiêm trọng đi ngươi này bữa cơm ăn tân thanh niên trí thức mỗi người đều là nhạt như nước ốc. Một chậu bắp bánh, rau trộn dưa leo, xào cải thìa, xào trứng gà, còn có một tô bự dưa chua hầm miếng, lão thanh niên trí thức ăn lại rất thỏa mãn. Ngày thường bọn họ nhưng luyến tiếp nhiều như vậy trứng gà, cơm nước xong lý tỉnh vương nham chủ động đi giặt sạch chén. Hôm nay là các nàng hai phụ trách nấu cơm, chén cũng về các nàng tẩy, Hạ Uyển Ương chủ động lưu lại giúp đỡ giặt sạch chén, tỉnh tỷ, tỉ. Diễm tỷ ta về sau tưởng cùng các ngươi một tổ nấu cơm nhưng không sao, Vương Diễm không giống Lý Tĩnh tưởng nhiều như vậy, tùy tiện nói. Đương nhiên có thể a, à, này có gì đó, Lý Tĩnh ánh mắt ám ám, hạ thanh niên trí thức, vậy ngươi sẽ nấu cơm sao? Ta cùng Vương Diễm đều là một người làm một lần, không có làm người kia giúp đỡ trợ thủ là được, Hạ Uyển Ương cười cười. Trước kia nàng thật đúng là sẽ không, nhưng là đi theo hạ mẫu học mấy ngày, ăn ngon không dám nói, có thể làm thuộc vẫn là có thể bảo đảm biết một chút, yên tâm, ăn cơm xong mọi người đều kết bạn đi đại đội bộ đi lãnh lương thực. Hạ Uyển Ương ở trong phòng khẩn trương đôi tay đều ở rung nhẹ nhẹ, lập tức liền phải nhìn thấy trương thời giả. Không biết đời này hắn còn có thể hay không đối chính mình động tâm đâu, thay đổi một bộ lại một bộ quần áo. Cuối cùng Hạ Uyển Ương tuyển một bộ và nhạc sắc váy liền áo mặc vào, vốn dĩ liền bạch sáng lên làn da, có vẻ càng thêm tinh xảo. Véo eo thiết kế sấn đến nàng eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, làng váy theo nàng động tác nhẹ nhàng đông đưa. Giống như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm nguyễn chuyển nhẹ nhàng, chờ nàng ra khỏi phòng thời điểm thấy trịnh vũ cùng cố tu sa đang đợi nàng. Nàng thực kinh ngạc, hai người kia như thế nào sẽ chờ nàng, trịnh vũ nhìn ra nàng nghi hoặc, bất động thanh sắc nhìn mắt cố tu sa. Thấy hắn nghĩ tim ửng đỏ, nhịn cười ý nói, hạ đồng chí, hai chúng ta này không phải sợ ngươi nữ đồng chí lấy không được sao. Nghĩ cũng không phải thực cấp, cho nên liền từ từ ngươi bái, cảm ơn các ngươi, nhưng là đi chúng ta đi cùng một chỗ nói trong thôn đại gia còn không nhất định sẽ nói như thế nào ta không nghĩ có không cần thiết phiền toái cho nên các ngươi đi trước đi hạ uyển ương đương nhiên cũng thấy cố tu sa biến hóa vẫn là bảo trì điểm khoảng cách hảo trịnh vũ lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình dùng dư quan nhìn nhìn cố tu sa sau đó lắc đầu lôi kéo hắn đi rồi sa ca ngươi đây là động tâm trịnh vũ chế nhạo hỏi cố tu sa nhĩ tim lại đỏ nói bừa cái gì đâu Ta này không phải xem nàng một cái nữ đồng chí nhu nhu nhược nhược nghĩ có thể giúp một phen là một phen sao. Chờ hai người đi xa, Hạ Uyển Ương mới ra cửa, đại đội bộ ở đâu nàng biết, cũng không cố ý hỏi, trong lòng bất ổn. Không biết một hồi nhìn thấy trương thời giả nên nói điểm cái gì, tân thanh niên trí thức nhóm đại bộ phận đều lấy xong rời đi. Hạ Uyển Ương không nóng nảy lấy, đi vào đại đội bộ văn phòng gõ môn, tiếng, chính là này một chữ, Hạ Uyển Ương vành mắt liền đỏ, là trương thời giả cái kia ngốc nam nhân hạ uyển ương chạy nhanh hút mấy hơi thở nỗ lực đem nước mắt nhẹn trở về mở cửa đi vào trương thời giả hẳn là mới từ bên ngoài trở về thái dương tự hồ đem hắn anh tuấn khuôn mặt hơi hơi nhiễm hồng một ít hắn thân xuyên một kiện màu lam nhạc sợi tổng hợp áo sơ mi cùng một cái màu đen quần dài có vẻ đã lạnh lùng lại đỉnh bạc khi kiện hơi thấu áo sơ mi kề sát hắn bình thẳng bụng mơ hồ phát họa ra rắn chắc mà tinh xảo cơ bụng đường cong hắn màu da cũng không trắng nõn nhưng cùng nông thôn nam tử cái loại này ngâm đen thô ráp màu da có rõ ràng khác nhau, giờ phút này, trương thời giả thần thái có chút lười biến. Hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra một tia khôn khéo quan mang. Loại này quan mang làm người không cấm cảm thấy hắn đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, tại đây một khắc. Hắn như là một cái bất cần đời tiểu lưu manh, mang theo một chút xấu xa cảm giác, nhưng mà... Hắn trong mắt kia trong lúc lơ đảng toát ra tinh quang lại làm người vô pháp coi kinh hắn, Hạ Uyển Ương tầm mắt quá mức cực nóng. Giống như là một đoàn hỏa, thiêu đến trương thời giả có chút không biết làm sao, hắn không tự chủ được mà ngẩng đầu. Ánh mắt vừa lúc cùng đi vào tới nữ nhân này tương đối, giờ khắc này, thời gian phản phất động lại, trương thời giả ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả cảm giác, nàng chính là cái kia vô số lần xuất hiện ở chính mình trong mộng cô nương. Ở những cái đó cảnh trong mơ, nàng bị ra tấn đến gầy trơ xương, làm người đau lòng không thôi, mà hắn tắt gắt gao mà ôm nàng. Khóc đến tê tâm liệt phế, vô pháp tự ức, mỗi một lần tỉnh lại, trương thời giả đều sẽ cảm thấy một loại mạc danh mất mát cùng đau lòng. Hắn vạn lần không ngờ, cái này chỉ tồn tại với ở cảnh trong mơ cô nương thế nhưng chân thật mà xuất hiện ở hắn trước mặt, nàng xuất hiện. Phản phất là vận mệnh đối hắn một cái vui đùa, hay là trời cao ban cho hắn một phần trân quý lễ vật, hắn hơi hơi nghiêng đầu một đôi mắt đen liền như vậy thẳng tắp cùng nàng đối diện, mũi phong thẳng thắn hình dáng đau tước, môi nhấp chặt. Cuối cùng vẫn là Hạ Uyển Ương đã mở miệng, ngươi hảo, là trương đội trưởng để cho ta tới tìm ngươi khai bằng chứng, bởi vì khẩn trương. Hạ Uyển Ương nói ra những lời này thời điểm còn mang theo rung nhẹ nhẹ, nàng nói chuyện thanh âm rất thấp thực nhẹ, đồng thời. Nàng thanh âm cũng mang theo gian nam nữ tử đặc có mềm mại cùng ngọt miên, cho người ta một loại ôn nhu uyển chuyển cảm giác, như vậy thanh âm. Xứng với nàng kia mỹ lệ dung mạo cùng ưu nhã khí chất, quả thực chính là một loại cực hạn dụ hoặc, làm người vô pháp ngăn cản, hảo. Trương thời giả thực mau viết hảo, giao cho Hạ Uyển Ương, thấy hắn đưa qua thời điểm, ngón tay cũng cùng nàng giống nhau đang run rẩy. Hạ Uyển Ương cười, cùng chỉ trộn tanh tiểu hồ ly giống nhau, trương thời giả cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, này cười. Hạ Uyển Ương không cảm thấy có cái gì, đối trương thời giả lực sát thương cũng không nhỏ đẹp người cười rộ lên liền càng đẹp mắt trách không được chu túc trở về nhảy nhót lung tung hưng phấn cùng ngốc hưu bào giống nhau cùng hắn khoa tay múa chân hình dung hắn hiện tại cảm thấy chu túc vẫn là hình dung bảo thủ ngươi là hôm nay mới tới hay sao có phải hay không muốn đi lãnh lương thực trương thời giả đè nén xuống chính mình cảm xúc hỏi hạ uyển ương liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu mới nói nói đúng vậy chính là ta lấy bất động, ngươi muốn giúp giúp ta sao, nói giỡn, thật vất vả gặp được. Đương nhiên nếu không tích dư lực sáng tạo ở chung điều kiện, trương thời giả gật gật đầu, hảo. Hai người một trước một sau đi vào lãnh lương thực địa phương, Trương Hòa Bình thấy đi tới Hạ Uyển Ương âm thầm thở dài một hơi. Vừa mới khắc thanh niên trí thức nói chuyện hắn đều nghe thấy được, vốn dĩ nghĩ chính mình lão nhi tử tuổi không nhỏ. Có thể giới thiệu cho chính mình lão nhi tử, chính là nhân gia cô nương thân phận như vậy cao, nơi nào là bọn họ chân đất có thể phàn thượng. Càng xem càng cảm thấy đáng tiếc, kia tiểu tử thúi ánh mắt như vậy cao, làng trên sóng dưới đều không có hắn có thể coi trọng. Thật vất vả tới cái xinh đẹp, ai, hạ thanh niên trí thức A, ngươi muốn thô lương vẫn là lương thực tinh, mua vẫn là mượn, Trương Hòa Bình hỏi. Mua, 15 cân gạo 5 cân bạch diện, hành, lương thực tinh 6 mau một cân, 20 cân 12 đồng tiền, Hạ Uyển Ương giao tiền. Xoay người nhìn về phía phía sau Trương Thời Giả, lúc này Trương Hòa Bình mới nhìn đến chính mình nhi tử, khẽ cau mày, ngươi như thế nào tại đây? Trương Thời Giả không nói chuyện, chỉ là xách lên lương thực hướng thanh niên trí thức điểm đi đến, "Trương Thúc, ta lấy bất động." Vừa mới đi tìm Trương đồng chí viết thuê nhà bằng chứng, cầu hắn giúp ta một chút." Hạ Uyển Ương nói nhẹ nhàng. Chính là đại đội trưởng cùng mấy cái trưởng đội sản xuất còn có phó đội trưởng lại không bình tĩnh trương thời giả là người nào. Tâm tình tốt thời điểm có thể cho ngươi cái ánh mắt, tâm tình không tốt thời điểm thôn đầu chó hoang đều có thể cấp hai chân. Hắn khi nào lòng tốt như vậy, có thể giúp nhân gia sách đồ vật, chương 13 thúy hoa cùng đại tráng. Nói xong Hạ Uyển Ương cũng đuổi theo trương thời giả chạy tới, trưởng đội sản xuất lý trụ nhìn về phía trương hòa bình, trương thúc. Nhà ngươi con út đây là đổi tính, trương hòa bình có điểm minh bạch, này cẩu đồ vật sợ là coi trọng nhân gia, ai biết phỏng chừng là hôm nay tâm tình hảo đi, Hạ Uyển Ương đuổi theo trương thời giả, người đi chậm một chút bái, ta đuổi theo có điểm mệt. Trương thời giả thân cao ít nhất đến 1M85, cho dù Hạ Uyển Ương ở nữ nhân tính cao có 1m65, cũng theo không kịp hắn này song chân dài A. À. Dây tiếp theo trương thời giả quả nhiên nghe lời chậm lại, nhưng là cũng không dám cùng nàng ly thân cận quá. Trong thôn nhà ngôn toái ngữ kia cũng không phải là nói giỡn, ta kêu Hạ Uyển Ương, Thượng Hải tới, năm nay 18, ngươi đâu gọi là gì? Nghe Trương Thúc nói ngươi kêu khi giả, vậy ngươi họ gì? Đại đội trưởng là cha ta, ta kêu Trương Thời Giả, năm nay 20, Nga. Vậy ngươi như vậy tuổi còn trẻ coi như thượng đại đội kế toán rất lợi hại ha, Trương Thời Giả công công khóe miệng. Trong đội tổng cộng không đến 200 người, thượng quá cao trung không mấy cái, Hạ Uyển Ương vẫn là thực nghi hoặc. Đời trước nàng xuống nông thôn thời điểm, Trương Thời Giả cũng là cái lão cao nhị, nhưng là khi đó hắn quá hồn. Trong trí nhớ hắn liền không phải có thể ngồi trụ người, đời này rốt cuộc phát sinh chuyện gì có thể làm hắn đương kế toán đâu. Thanh niên trí thức điểm không xa, thực mau hai người liền đi tới, trương thời giả rất tưởng cho nàng đưa vào đi. Nhưng là lại sợ ảnh hưởng nàng thanh danh, chỉ đặt ở cửa, ta liền không đi vào, ngươi kêu hai cái nữ thanh niên trí thức giúp ngươi nâng vào đi thôi. Hạ Uyển Ương từ trong túi lấy ra hai viên trái cây đường, một viên màu đỏ một viên màu vàng. Ánh mặt trời chiếu ra giấy gói kẹo phản xạ ra quang mang, thật là đẹp, nộp, đưa cho ngươi. Bỏ vào trong tay hắn thời điểm còn cố ý chạm chạm hắn đại trưởng, trương thời giả chỉ cảm thấy đầu ông một chút. Tay nàng hảo tiểu hảo hoặc hảo bạch ca, thẳng đến trương thời giả đi xa hạ uyển ương mới lấy lại tinh thần. Không chút nào cố sức sách khởi trên mặt đất lương thực, xoay người trở về thanh niên trí thức điểm. Trương thời giả về nhà trên đường đều vựng đào đào, đầu cũng một một, nửa đường thượng gặp được hắn cha đều không có chú ý tới. Ngươi cho ta trạm kia, ngươi cái chết hài tử, tưởng gì đâu, đi cái lộ đều nghiêng lệch vạn vẹo. Trương Hòa Bình chính là cố ý ở nửa đường thượng đẳng trương thời giả, đã có manh mối, đến chạy nhanh gõ gõ, cha. Trương thời giả ánh mắt mơ hồ không chừng, một hồi quay đầu lại nhìn xem, một hồi hướng nơi xa nhìn xem, như thế nào, động tâm. Trương Hòa Bình thử hỏi, trương thời giả tâm lột bột một chút, dễ dàng như vậy liền đã nhìn ra, hắn cha gì thời điểm như vậy thông minh. Cái gì động tâm, ngươi đang nói gì đâu, Trương Hòa Bình hiểu rõ cười cười, ngươi biết ta đang nói gì, mặc kệ ngươi động không nhúc nhích. Chạy nhanh đem ngươi tiểu ngọn lửa cho ta diệt, biết nhân gia cái gì thân phận sao? Trương Thời Giả vội vàng hỏi, cái gì thân phận? Trương Hòa Bình không nói lời nào liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, một bộ ngươi không phải không thừa nhận sao biểu tình. Trương Thời Giả nhất thời không phản ứng lại đây, còn đang chờ hắn cha trả lời. Nàng là Thượng Hải Bộ đội vũ trang thời hạn nghĩa vụ quân sự sư trưởng Thiên Kim, Nhi A, nàng là những đám mây trên trời. Ta là trên mặt đất nước bùn, với không tới, cha biết ngươi lòng dạ nhi cao, chính là lòng dạ nhi lại cao ta cũng đến lượng sức mà đi a. À. Trương Hòa Bình khó được lời nói thấm thí đối trương thời giả nói chuyện, trương thời giả không lên tiếng, trực tiếp đi rồi. Trương Hòa Bình lắc đầu, còn hảo, còn kịp, Hạ Uyển Ương trở lại trong phòng, Lý Văn Trác lập tức đón đi lên. Giống như giữa trưa sự tình không phát sinh giống nhau, vẻ mặt nịnh nọc nói, Hạ Thanh Niên trí thức, ngươi như thế nào không tiếp đón một tiếng đâu. Ta tới giúp ngươi lấy đi, Hạ Uyển Ương tránh thoát hắn vương móng vuốt, xem hắn cười vẻ mặt cúc hoa bộ dáng, sọ não đều đau, không cần. Lý Văn Trác trong lòng đã đem Hạ Uyển Ương mắng 18 biến, nhưng là trên mặt không hiện. Như vậy trọng ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào có thể lấy động đâu, vẫn là ta đến đây đi, ta nói ngươi người này đầu có bệnh đi. Con mắt nào của ngươi thấy ta sách bất động, ngươi chạm vào xong ta còn ăn không ăn, không biết xấu hổ cốc ghẻ một cái, lăn một bên nhi đi. Phương Chiêu đệ tránh ở chỗ tối vốn dĩ nhìn Lý Văn Trác đối Hạ Uyển Ương xung xoe đã rất bất mãn. Không nghĩ tới Hạ Uyển Ương lại là cái không biết tốt xấu, Văn Trác khi nào chủ động trợ giúp quá người khác. Ta nói ngươi không cần nghĩ vào chính mình thân phận muốn mắng ai liền mắng ai được chưa, Văn Trác hảo ý giúp ngươi, ngươi không cảm kích liền tính. Vì cái gì muốn mắng hắn, Hạ Uyển Ương liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, bởi vì ta ngại hắn ghê tởm, ngại hắn da mặt dày lúc này buổi chiều làm công linh vang lên, Phương Chiêu đệ đành phải lôi kéo vẻ mặt âm phẫn Lý Văn Trác đi rồi. Hạ Uyển Ương trở lại chính mình phòng nhỏ, đem lương thực chất đóng ở tủ bát, cởi giày liền thượng giường đất, từ tả lăng đến hữu. Lại từ hữu lăng đến tả, khóe miệng đều phải liệt đến bên tai sau, ghé vào trên giường đất đáng khinh cười, hắc hắc hắc, rốt cuộc nhìn thấy hắn. Xem hắn vừa rồi phản ứng là không bài xích chính mình nha, ha 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 cuối cùng dứt khoát cười lên tiếng nhi hiện tại hạ uyển ương cảm giác cả người sức lực mười phần nàng đột nhiên rất tưởng đi ra ngoài chạy vài vòng chính là bên ngoài ánh mặt trời quá phơi đột nhiên linh cơ vừa động nhanh chóng kéo hảo bức màn liền vào không gian nơi xa núi non bị sương mù bao phủ giống huyền phù ở giữa không trung giống nhau hạ uyển ương về một chút hướng trên núi chạy tới một bên chạy một bên cười cùng cái nhị ngốc tử giống nhau tới rồi đỉnh núi đột nhiên thấy hai chỉ lão hổ chân chính đại lão hổ ngẩng đầu hạ uyển ương rõ ràng thấy được nó hồng đầu lưỡi tốt đẹp tâm tình lập tức tất cả đều chạy không có mồ hôi lạnh đều dọa ra tới dây tiếp theo a à. vừa định xoay người trở về chạy liền thấy trong đó một con lão hổ cư nhiên nằm ở trên mặt đất lộ ra bạch nhung nhung cái bụng đối không sai chính là nằm xuống không phải nằm sấp xuống hạ uyển ương một cử động nhỏ cũng không dám lúc này không không bảy thanh âm vang lên ngươi có thể hay không không cần giống cái đồ nhà quê giống nhau ngươi là cái này không gian chủ nhân là nơi này hết thảy chủ nhân. Ngươi sợ cái cầu, Hạ Uyển Ương phồng lên quay hàm, nhu kỹ kỹ hô, ngươi mới là đồ nhà quê, ngươi là đồ nhà quê, ngươi lại nói ta là đồ nhà quê. Ta liền xa thải ngươi, không không bảy quả nhiên câm miệng, Hạ Uyển Ương đi đến hai chỉ lão hổ bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm xuống đi. Thử tính sờ soạn một chút, lại chạy nhanh thu hồi tay, lão hổ một chút phản ứng đều không có, nàng lá gan lại lớn một chút, lại đi lên sờ sờ, qua. Ngươi xúc cảm hảo hảo a, qua ngươi còn sẽ đánh hô a à. qua ngươi hảo đáng yêu a à. một khác chỉ lão hổ cũng nghi người ngã xuống hạ uyển ương vừa định chiếu bụng sờ qua đi đã bị một viên lông xù xù đầu to đem tay nàng đỉnh khai hạ uyển ương lúc này mới chú ý tới một khác chỉ lão hổ bụng không giống nhau hình như là hình như là mang thai ngươi có hổ bảo bảo phải không dây tiếp theo lão hổ cư nhiên gật gật đầu hạ uyển ương ngồi dưới đất tay trái một con tay phải một con đem hai viên đại đầu hổ kẹp ở dưới nách rất xa thoạt nhìn đặc biệt buồn cười, bảy cái kia ngốc mũ bảy nói ta là các ngươi chủ nhân. Khi ta cho các ngươi khởi cái ngoại hiệu được không nha, ngươi kêu thúy hoa đi, ngươi liền kêu đại tráng. Về sau các ngươi bảo bảo liền kêu đầu hổ được rồi, Hạ Uyển Ương vui vẻ nói, chơi nửa ngày lão hổ, Hạ Uyển Ương mới chậm rì rì hạ sơn. Lại không nghĩ ở giữa sườn núi một viên trên đại thụ gặp phải mấy con khỉ, lớn lên thập phần xinh đẹp, chính ngồi sổn ở trên cây ăn quả tử nghĩ chính mình là chủ nhân, lập tức phân phó đến, cho ta ăn một cái. Ngay sau đó, con kỹ thật đúng là hái được một cái ném cho nàng. Hạ Uyển ương Mỹ tư tư ăn quả tử xuống núi, buổi tối muốn đi trương thời giải gia ăn cơm. Hạ Uyển ương chạy đến biệt thự tìm ra ra cửa trước ba ba đưa cho nàng phong thư, lấy ra mấy trương phiếu thịt cùng mấy trương bố phiếu. Lại trang nửa cân đường đỏ cầm 5 viên trứng gà, chương 14 đi trương thời giải gia ăn cơm, chơi hổ chơi một thân mau. Hạ Uyển ương lại tắm rửa một cái, hay một kiện cổ lật vé eo toái váy hoa, đến mắt cá chân hướng lên trên một chút. Đem đầu tóc rác cái sườn bánh quai chèo biện, xứng song màu trắng thủy tinh dày xăng đan, một đôi trắng nõn chân lộ ra tới. Mượt mà đáng yêu ngón chân, móng tay thượng phím nhà nhạc hồng nhạc, nhìn trong gương chính mình, không biết xấu hổ nói một câu, thật là đẹp mắt. Khoe khoang sau khi, thời gian liền không sai biệt lắm, nàng ra tới thời điểm vừa lúc lý tưởng lôi kéo lớn giọng một bên gõ cửa một bên hô to. Ương tỷ, nên đi trương đội trưởng gia ăn cơm liền kém người lạp đem chuẩn bị đồ vật lấy hảo khóa lại môn liền đi theo đi rồi hạ biển ương tinh tế quan sát đến đại gia hỏa lý muốn mang hai bình trái cây đồ hộp trịnh vũ cùng cố tu sa cư nhiên sách theo một con gà rừng hoàng thần cầm một cân tả hữu thô lương đoạn mưa nhỏ cùng vương nham mang theo một tiểu túi hạt dưa trần kỳ cũng sách non nửa túi đậu phộng chỉ có từ kiều kiều cùng vương tĩnh là không tay trịnh vũ liếc mắt một cái hai vị nữ đồng chí, nhân gia đội trưởng mời khách ăn cơm. Hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ không tay đi, từ kiều kiều lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn nhìn đại gia. Phát hiện mọi người đều nhiều ít mang theo đồ vật, Hạ Uyển Ương, đem ngươi đường đỏ mượn ta một chút, chờ ta trở về trả lại ngươi, Vương Tĩnh nói. Lại không phải ta làm hắn mời khách, ta bằng gì mang đồ vật, các ngươi nguyện ý hướng lên trên dáng, nhưng đừng tính thượng ta. Ta đi vào đây là thiệt tình thực lòng muốn lao động, không cần cho ai tặng lễ, ta cũng có thể quá thực hảo. Mấy câu nói đó nói đem tất cả mọi người đắc tội, lý tưởng mắt trợn trắng, cái gì tặng lễ, cái này kêu lễ thượng vãn lai hiểu hay không? Nhà ai lương thực nhiều, chính mình gia đều không đủ ăn, nhân gia hảo ý thỉnh đoàn người ăn, ngươi liền ra há mồm. Khi mặt đều đuổi kịp kia cối say như vậy lớn, đại gia cũng rất phối hợp cười, vương tỉnh chỉ vào lý tưởng nói. Ngươi ngươi đây là bang phái chủ nghĩa, kéo bè kéo cánh tưởng cô lập ta có phải hay không? Ngươi tin hay không ta đi cử báo ngươi? Lý Hiểu sai miệng cười, cử báo ta, ngươi đi a, à, ai không đi ai là tôn tử. Vương Tĩnh hoa một chút liền khóc, sau đó nhanh như chớp trở về chạy. Hạ Uyển Ương, ngươi mượn không mượn ta a, à, không mượn. Từ Kiều Kiều lại nhìn nhìn Lý Tưởng, ngươi đem trái cây đồ hộp mượn ta một cái, trở về ta trả lại cho ngươi hai bình. Lý muốn cười hì hì mọi người đều nghe thấy được a, à, cho ta làm chứng kiến. Nói xong đưa cho từ kiều kiều một lọ, đi vào đại đội trưởng gia, đại đội trưởng cùng đội trưởng tức phụ còn có mấy cái nhi tử đều đứng ở cửa chờ. Hạ Uyển ương thân cổ nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy được trương thời giả, đội trưởng tức phụ nhìn đại gia cầm đồ vật tới, có điểm ngượng ngùng. Kêu các ngươi tới ăn cơm là ta trong đội từ bắt đầu tiếp thu thanh niên trí thức liền có tập tục, các ngươi này đó hài tử đều khách khí gì a? À? đại đội trưởng cũng nói một hồi ăn xong đem đồ vật đều lấy về đi thúc gia tuy rằng không giàu có nhưng cũng không thể cùng các ngươi này đó hài tử đoạt ăn a à. trịnh vũ cười ha hả nói tiếp đội trưởng thúc nhà ai đều thiếu lương ngươi làm chúng ta ăn không trả tiền chúng ta đây nhưng đi trở về nhìn mọi người đều là thiệt tình thực lòng đại đội trưởng cùng đội trưởng tức phụ vẫn là nhận lấy đại đội trưởng nhìn về phía phía sau mấy cái nghi tử đây là nhà ta lão bà tử các ngươi kêu kiều thẩm là được đây là ta đại nhi tử trương khi phong con thứ hai trương khi vũ ở bộ đội đâu đây là con thứ ba trương khi kinh ta còn có cái tiểu nhi tử kêu trương thời giả là ta trong đội kế toán này sẽ còn không có trở về đại gia nhất nhất vấn an hạ uyển ương không thấy được trương thời giả có điểm không cao hứng này đại viện tử thu thập cũng thật sạch sẽ a à. phòng ở cái cũng khí phái đúng vậy chính là ở trong thành cũng rất ít thấy tốt như vậy phòng ở a đại gia vừa nói vừa nối đuôi nhau mà nhập. Tiếng phòng tất cả mọi người bị trên bàn kia đại bạch màn thầu hấp dẫn. Thời buổi này gì điều kiện một bữa cơm bỏ được soàn soạt nhiều như vậy bạch diện A, tới tới tới, đều ngồi xuống đi, đương chính mình gia giống nhau. Trương Hòa Bình đã đương non nửa đời đại đội trưởng, hắn kia bảo kinh phong sương khuôn mặt luôn là tràn đầy một loại ấm áp tươi cười. Làm người cảm thấy vô cùng ấm áp cùng thoải mái, hắn trong ánh mắt để lộ ra một loại thân thiết cảm nhìn đến hắn kia trương tràn ngập ý cười khuôn mặt khi, nội tâm khẩn trương cùng bất an đều sẽ dần dần tiêu tán. Thay thế chính là một loại nhẹ nhàng tự tại cảm giác, hắn lý giải đại gia rời đi ra xuống nông thôn đến nông thôn không dễ. Đối đãi này đó thanh niên trí thức nhóm cũng vẫn luôn vẻ mặt ôn hòa, mặc kệ tính cách như thế nào. Vừa tới ngày đầu tiên dù sao cũng phải làm đại gia ăn một đống cơm no, cảm thụ một chút da ấm áp không phải. Đội trưởng tức phụ Kiều Thẩm là cái sang sản nông thôn phụ nữ, lãnh mấy cái con dâu một mâm một mâm thượng đồ ăn, mấy mâm sáng bóng xào rau xanh. Tản ra mỡ heo hương khí, còn có một đại bàn hành tây xào trứng gà, cuối cùng thượng bàn chính là một chậu cá hầm đậu hũ. Này đậu hũ là cùng nhà người khác đổi, các ngươi muốn thích ăn cũng có thể chính mình đi đổi, chính là thôn Tây lão đầu viên gia. Cá là ta tiểu nhi tử ở trong sông trảo, mới mẻ đâu, mau động chiếc đũa đi, Kiều Thẩm ngươi không vội chăng ngồi xuống cùng nhau ăn đi trên bàn trừ bỏ trương đội trưởng cùng hắn đại nhi tử còn có con thứ ba cũng không thấy nữ nhân thượng bàn các ngươi ăn của các ngươi chúng ta ở trong phòng đều lưu ra tới kiều thẩm lại khách khí một phen quay người lại vừa lúc gặp phải từ bên ngoài trở về trương thời giả đã trở lại chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi trương thời giả không nói chuyện cũng không thấy trên bàn liếc mắt một cái đi bên ngoài bên cạnh giếng rửa tay từ hắn vừa tiến đến, Hạ Uyển Ương ánh mắt liền không từ trên người hắn rời đi quá, hắn cảm giác đến. Nhưng là chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, hắn cha nói vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai, nàng là những đám mây trên trời, hắn là trên mặt đất nước bùn. Với không tới, với không tới, cố tu sa lực chú ý cũng vẫn luôn ở Hạ Uyển Ương trên người, đương nhiên cũng thấy được nàng thần sắc. Từ lúc bắt đầu vui sướng đến sau lại nghi hoặc, hiện tại lại biến thành cô đơn, chỉ là cố tu sa thực nghi hoặc bọn họ vừa tới ngày đầu tiên. Này hai người là khi nào nhận thức đâu, nhất kiến trung tình, liền vừa mới kia liếc mắt một cái, hắn nhưng không tin. Trịnh Vũ cùng Lý muốn ăn thơm nước, một bên ăn còn một bên khen, kiều thẩm này tay nghề cũng thật hảo a, à, so với ta mẹ làm ăn ngon nhiều. Hạ Uyển ương nuốt không trôi, Lý tưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ương tỷ, ngươi sao không ăn đâu, ta buổi chiều ăn điểm đồ ăn vặt, không quá đói. Hạ Uyển Ương bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới, trương thời giả tẩy xong tay ngồi bên cạnh, ly Hạ Uyển Ương cách xa vạn dặm. Hai người liền như vậy các hoài tâm sự đang ăn cơm, kiều thẩm đi buồn trong, người còn không có đi vào. Liền nghe thấy con dâu cả cùng tam nhi tức ở nói thầm, người nói cha chồng thật đúng là phùng má giả làm người mập. Như vậy ăn ngon trứng gà cùng cá liền như vậy cấp người ngoài ăn, chúng ta phải ăn thô lương xứng chấm rau ngâm, tam nhi tức hừ một tiếng, ăn chính là nhà mình lương đội thượng thắng được hảo thanh danh vị trí này mới có thể ngồi ổn bái này không cho hắn tiểu nhi tử đều lộng tới đội mắt mưu kế toán đều là thân nhi tử cũng không biết này bất công sao thiên như vậy trọng nhà ta khi kinh không muốn đi cũng không nói hỏi một chút ta liền tính ta không niệm quá thư nhưng là con số ta cũng nhận thức a nhị con dâu viên hồng gõ gõ chén biên chạy nhanh ăn các ngươi được ăn đều đổ không thượng các ngươi miệng cha mẹ như thế nào làm nào có chúng ta làm con dâu nghi ngờ đạo lý, kiều thẩm mở cửa đi vào, ngay sau đó khóa cửa lại, lão đại gia, lão tam gia. Hai người đều không vui ăn có thể không ăn, hai người một cái thân thể không tốt, một cái mới ra ở cử, một phân công điểm tránh không tới. Ăn cơm trắng còn ăn như vậy đúng lý hợp tình, con dâu cả lưu phương trộn biểu môi không dám nói thêm nữa, tam nhi tức lý linh ngạnh của tranh luận. Nương, kia trong nhà không công bằng còn không cho nói lạp, ta mới vừa sinh hài tử nãy còn thiếu, kia cá cho ta hầm điểm canh uống thật tốt. Làm gì đều tiện nghi người ngoài, kiều thẩm bóp eo mắng, ta phi, cho ngươi hầm canh, ngươi xứng sao. Lão Tam không trường tay vẫn là không trương chân, tưởng uống làm hắn cho ngươi chọc tới a, à, kia cá là ta lão nhi tử hiếu kính ta cùng hắn cha. Chúng ta nguyện ý cho ai ăn liền cho ai ăn, ngươi ở ngươi nhà mẹ để sống 20 năm, còn canh cá đâu, xương cá nhi ngươi đều sách la không đến chúng ta lão Trương gia còn bắt đầu kén ăn, ta nói cho ngươi, nguyện ý ngốc liền ngốc, không muốn liền cút cho ta con bê. Ngươi chân trước đi ta sau lưng liền cho ta nhi tử lại cưới một phòng, ta lại nghe thấy ngươi sau lưng tất tất, ta làm lão tam hưu ngươi. Mắng xong về sau, Lý Linh hoàn toàn thành thật, chương 15 ta không đói bụng, buổi chiều ăn cái gì, thành thật về thành thật. Nhưng là khí đều rơi tại một bên nữ hài trên người, liền ngươi sẽ ăn đúng không, ai không biết cải ngồng nhi ăn ngon không có giáo dưỡng đồ vật. Nói xong một chiếc đũa đánh vào nữ hài tay nhỏ thường, năm tuổi hoa hoa dọa muốn khóc không dám khóc. Lý Linh nhìn nàng bộ dáng này giống như nhớ tới cái gì tới dường như càng tới khí, lại chiếu hoa hoa bả vai dùng sức chụp hai hạ. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, miệng như thế nào như vậy thèm đâu, ta mới vừa sinh ngươi đệ đệ. Có ăn ngon như thế nào không nghĩ cho ngươi ta ăn đâu, kiều thẩm tiến lên đem hoa hoa ôm đến trong lòng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, đủ rồi đi bên ngoài như vậy nhiều người đâu, vì điểm ăn đến mức này sao, để cho người khác nghe được vứt là lão tam người. Con dâu cả Lưu Phương ở bên cạnh áp xuống khóe miệng ý cười mồm to mà ăn xong rồi cơm, cái này da vẫn là bà bà đương gia. Nàng cũng liền dám sau lưng nhắc mãi một chút, giáp mặt ngạnh cương là không dám, nàng nhưng không giống Lý Linh kia ngu xuẩn giống nhau. Nhị con dâu viên hồng đem hoa hoa kéo qua tới, hoa hoa không khóc a à, nhị nương cho ngươi ăn ngon được không? Nói xong từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa, trấn an hài tử, kiều thẩm xẻo liếc mắt một cái lý linh, cầm lấy bắp bánh bột ngô ăn lên. Cơm nước xong, đại gia tam tam nhị nhị cùng nhau hướng bên ngoài đi đến, hạ uyển ương bên người đi theo lý tưởng. Trương Hòa Bình lãnh ba cái nhi tử đứng ở cổng lớn tiễn khách, chỉ thấy hạ uyển ương không nhanh không chậm mà đi theo đám người mặt sau. Nàng cúi đầu, tự hồ đối chung quanh hết thảy đều thờ ơ, trương thời giả ánh mắt nhìn chầm chầm vào nơi xa nhưng hắn dư quan lại trước sau dừng ở hạ uyển ương trên người đương hạ uyển ương đi ngang qua trương thời giả khi nàng thậm chí không có ngẩng đầu xem một cái chỉ là dùng khóe mắt dư quan nhẹ nhàng đảo qua hắn thân ảnh mà trương thời giả tắc như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế phản phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau trên đường trở về trịnh vũ cùng đại gia còn ở nhắc mãi đồ ăn ăn ngon cố tu sa ở trong đầu vẫn luôn tự hỏi hạ uyển ương kỳ quái hành động Hạ Uyển Ương còn lại là thất thần, nàng biết, cùng đời trước giống nhau, trương thời giả hẳn là đã biết thân phận của nàng, đời trước. Ngay từ đầu hai người ở vào ngươi có tình ta cố ý trạng thái, sau lại đã xảy ra kia sự kiện thời điểm, trương thời giả vừa lúc đi nơi khác. Chờ hắn trở về thời điểm đồn đại vớ vẫn đã bay đầy trời, không biết trương thời giả là nghĩ như thế nào. Sau lại hắn cũng vẫn luôn không có tới đi tìm chính mình, Hạ Uyển Ương vẫn luôn cho rằng trương thời giả hẳn là cũng là ghét bỏ chính mình. Thẳng đến chết phía trước nàng mới biết được nguyên lai trương thời giả tìm nàng như vậy nhiều năm, chờ khách nhân đi quan. Kiều Thục Vân đem tất cả mọi người gọi vào trước bàn cơm, thật dài thở ra một ngụm trường khí. Ta cùng cha ngươi mời khách ăn cơm không phải vì làm người tốt, cũng không phải vì làm cha ngươi đem đại đội trưởng vị trí ngồi ổn. Là thiệt tình đáng thương này đó còn tuổi nhỏ liền rời nhà bọn nhỏ, lão nhị 15 tuổi liền đi tham gia quân ngũ ta và các ngươi cha nghĩ có phải hay không chúng ta đối người khác hảo một chút bên ngoài sẽ có người đối lão nhị hảo một chút lưu phương cùng lý linh đầu đều phải nhét vào bàn phía dưới biết đây là tìm các nàng không thoải mái đâu lão đại lão tam hai người các ngươi cho rằng ta và ngươi cha làm đúng hay không lão đại trương khi phong chạy nhanh gật đầu đương nhiên nương cùng cha tâm địa hảo ta cũng là thập phần tán đồng cái này cách làm lão tam trương khi kinh cũng vội vàng phụ họa hành nếu các ngươi cho rằng không có gì liền hảo, lão đại tức phụ lão tam tức phụ, trong nhà công trướng đại bộ phận đều là lão nhị tiền trợ cấp kiếm tới. Lão nhị tức phụ cũng chưa nói cái gì, về sau lại làm ta nghe thấy hai ngươi sau lưng nhai ngươi cha chồng lưỡi căng, liền đều cút cho ta về nhà mẹ đẻ. Ta nói được thì làm được, kiều thẩm nói xong liền về phòng, chính mình hai cái nhi tử thành thật lại cần mẫn, cũng không biết phạm vào cái gì ta. Cưới tức phụ là một cái sau một cái lười, về sau lão nhi tự cưới vợ nhất định đến hảo hảo quan sát quan sát trương khi phong cùng trương khi kinh một người túng một cái cũng trở về phòng trương thời giả vừa định đứng dậy rời đi trương hòa bình gọi lại hắn đứng lại trương thời giả quay đầu lại cha ta không ý kiến trong nhà thiếu thịt nói cho ta ta đi làm ra liền hảo trương hòa bình hừ lạnh một tiếng ngươi biết ta tưởng cùng ngươi nói không phải chuyện này buổi tối không ăn mấy khẩu cơm đi ta không đói bụng a à. buổi chiều ăn cái gì trương hòa bình không nhịn cười ra tới trương thời giả giống như cũng nhớ tới cái gì dường như mua nhấp thành một đạo phùng được rồi ngươi hiểu rõ cha liền an tâm rồi từ nhỏ các ngươi huynh để mấy cái khiến cho cha mẹ bớt lo không ăn no một hồi làm ngươi nương cho ngươi hạ chén mì ăn đi nghỉ ngơi đi trương hòa bình nói xong cũng chạy nhanh trở về phòng khuyên lão bà tử đi trương thời giả lẳng lặng mà nằm ở trên giường đất hai mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu suy nghĩ lại như thủy triều mãnh liệt mà đến Hạ Uyển Ương kia sáng lạng tươi cười không tự chủ được mà hiện lên ở trước mắt. Cái kia hình ảnh như thế rõ ràng, phản phất liền ở ngày hôm qua phát sinh giống nhau, mà cùng lúc đó. Những cái đó quanh quẩn trong lòng nhiều năm cảnh trong mơ cũng bắt đầu ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên. Này đó cảnh trong mơ bắt đầu từ hắn 18 tuổi thời điểm, khi đó hắn còn trẻ ngây thơ, nhưng mà, ở trong mộng. Hắn lại thấy tới rồi một cái khuôn mặt tiều tụy, chịu đủ ốm đau tra tấn hạ uyển ương, cứ việc nàng thân thể suy yếu trên mặt lại trước sau tràn đầy ôn nhu mỉm cười khi ánh mắt thâm tình mà nhìn chăm chú vào hắn cùng ba ngày ánh mắt giống nhau như đúc bên kia hạ uyển ương cũng không hảo quá nhớ tới đời trước đủ loại nhìn không được thở dài lấy ra giấy bút bắt đầu cấp trong nhà viết thư lại đơn độc cấp hạ mẫu viết một phong đem nhìn thấy trương thời giả quá trình toàn bộ viết đi vào ngày hôm sau sáu giờ làm công linh liền vang lên hạ uyển ương cũng bị bách tỉnh nàng chạy nhanh rửa mặt hôm nay muốn đi đặt mua đồ vật cùng gửi thư, lại mua điểm đồ vật quá minh lộ. Ngày mai liền phải làm công, rất dài một đoạn thời gian đều không thể lại đi ra ngoài. Buổi sáng ăn hai cái trứng luộc uống lên ly sữa đậu nành liền no rồi, lại thay sợi tổng hợp màu trắng áo sơ mi cùng hồng nhạt nửa người váy. Xứng xong tiểu bạch dày, lại ở trong không gian tìm được đỉnh đầu che nắng mũ, mặt trên còn có một đóa tiểu phấn hoa, cùng nàng váy thực đáp Này sẽ đại bộ phận thôn dân đều đi làm công, không làm công cũng đều ở ăn cơm, hôm nay đặt phê bọn họ này mới tới ngồi máy kéo đi đặt mua đồ vật. Mỗi người đến công xã muốn giao hai mao tiền, đến trong thành muốn giao 5 mao tiền tiền xe, mỗi người 5 mao, một xe có thể kéo 10 đến 15 người. Chính là 5 đồng tiền trở lên, cảm giác giống như rất nhiều, nhưng là du cũng thực quý, máy kéo là đại đội, là dùng để trồng trọt thu mà. Đưa bọn họ đi công xã hoặc là trong thành, tính tư dùng, cho nên cho dù rất quý, đại gia cũng không có gì câu oán hận trước cuộc ngươi không nghĩ ngồi có thể đi tới đi sao hạ uyển ương đến thời điểm tân thanh niên trí thức đã không sai biệt lắm đều tới rồi từ kiều kiều vừa thấy đến hạ uyển ương tựa như chỉ chọi gà giống nhau nha hạ đại tiểu thư đây là trang điểm xong rồi biết đến ngươi đi mua đồ vật không biết còn tưởng rằng ngươi đi tương xem đâu a à, đây là ta bình thường nhất quần áo không có biện pháp a à, trong nhà ca ca tẩu tẩu quá sủng ta ta không nghĩ mua quần áo đều không được không giống nhà ngươi đều là đệ đệ muội muội ngươi lại không được sủng ái mua kiện quần áo đều đến xem sắc mặt ta loại này buồn rầu ngươi không hiểu hạ uyển ương ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái nói xong liền dựa gần đoạn mưa nhỏ cùng vương nham ngồi xuống từ kiều kiều sắc mặt xanh mét ngươi có cái gì hảo khoe khoang ngươi được sủng ái không cũng xuống nông thôn hạ uyển ương đe mũ bắt lấy tới một bên quạt gió một bên nói ta xuống nông thôn làm sao vậy ta là tới tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, như vậy quan vinh sự tình như thế nào có thể rơi xuống ta đâu, không giống ngươi. Không nghĩ tới đều không được đi, ai không nghĩ tới, từ kiều kiều vội vàng phản bác, này nếu là cho nàng khấu trước không muốn xuống nông thôn mũ. Chính là ăn không hết gói đem đi, chỉ chốc lát liền chuyến xuất phát, hôm nay lái xe không phải chu túc, là chu túc đệ đệ chu diên. Đời trước cái này nam hài ở nàng bị trong thôn đồn đại vớ vẫn bôi nhọ thời điểm hắn là số lượng không nhiều lắm đứng ra vì chính mình nói chuyện qua người. Chương 16 thành phố hành trình, máy kéo khai 40 phút. Trực tiếp chạy đến thẩm thị, Hạ Uyển Ương may mắn buổi sáng không ăn quá nhiều đồ vật, bằng không phi nhổ ra không thể, điên đã chết. Cố tu sa tưởng ước Hạ Uyển Ương đồng hành, nhưng là nghĩ ngày hôm qua liền lãnh lương thực đều không muốn cùng bọn họ cùng đi. Này sẽ ước nàng phỏng chừng cũng sẽ cự tuyệt đi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có mở miệng, từ kiều kiều cùng vương tỉnh đều đơn độc rời đi. Vương Nham cùng đoạn mưa nhỏ hỏi Hạ Uyển Ương muốn hay không cùng đi mua đồ vật, cũng bị cự tuyệt, đại gia ước hảo buổi chiều 3 giờ trở về. Liền từng người tách ra, Hạ Uyển Ương đi trước tranh bưu cục, bưu cục người đến người đi, nàng thật vất vả mới chen vào đi. Bắt được Hạ Mẫu phía trước cửa lại đây bao vây, bên trong đệm giường cùng một ít so trọng vật phẩm, theo sau. Nàng đem chính mình viết tốt thư tính giao cho nhân viên công tác, nhìn chúng nó bị đầu nhập hòm thư, tiếp theo. Nàng đi tới gọi điện thoại địa phương, Nơi này đã bài nổi lên hàng dài, thời gian một phút một giây mà qua đi, rốt cuộc đến phiên Hạ Uyển Ương. Nàng thật cẩn thận mà đem Hạ Phụ Văn phòng số điện thoại đưa cho nhân viên công tác, chỉ nghe đô 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 vài tiếng. Điện thoại kia đầu truyền đến quen thuộc thanh âm, quy, vị nào, gần hai tiếng, điện thoại liền chuyển được, ba ba, ta là ương ương. Ta đến địa phương đã dàn xếp hảo, ngươi nói cho mẹ yên tâm đi, ta cho nàng cùng trong nhà viết tin, ngươi giúp ta nói cho nàng viết cho nàng tin muốn chính mình trộm xem, nói xong vành mắt trước đỏ, tính lên trọng sinh trở về còn không đến nửa tháng, lại đã rời đi ra. Hạ Thanh Sơn nghe thấy nữ nhi thanh âm rất khó chịu, nghĩ đến nàng kiếp trước chịu khổ liền đau lòng khó có thể phục thêm, ương ương. Chuyện của ngươi mẹ ngươi đã cùng ba nói, ngươi muốn làm cái gì ba cùng mẹ ngươi giống nhau duy trì ngươi, đồ vật mẹ ngươi cũng đã cấp ba ba. Ba ba cảm ơn ngươi, Hạ Uyển Ương ngơ ngác, không có việc gì ba, cha con hai lại nói vài câu, mới lưu luyến treo điện thoại. Ông Đại Đại bao vây đi rồi mấy cái phố, mới tìm được cổng người địa phương thu lên, lại lấy ra hai bình rượu Mao Đài đặt ở ba lô. Kế tiếp Hạ Uyển Ương cầm lúc gần đi ba ba cho nàng tờ giấy đi vào cục công an, "Đồng chí ngươi hảo, ta tìm một chút phàn cục trưởng." Tiếp đại nhân viên nhìn Hạ Uyển Ương, sững sốt một chút, ngay sau đó nói, "Ngươi là, ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức." chịu trưởng bối gửi gắm tới bái phỏng một chút phàn thúc thúc. Chỉ chốc lát tiểu cảnh sát liền mang theo Hạ Uyển Ương đi tới phàn cục trưởng văn phòng, thuyết minh tình huống sau tiểu cảnh sát liền đỏ mặt đi rồi. Phàn thúc thúc, ta là Hạ Thanh Sơn nữ nhi Hạ Uyển Ương, ta ba ba làm ta tới rồi lại đây bái phỏng ngài một chút. Nói xong từ trong bao đem hai bình mao đài đem ra, phàn Quảng Vinh năm nay hơn 50 tuổi, 20 năm tiền căn thương xuất ngủ. Lúc này mới trở về quê quán xoay văn chức, Năm đó nếu không phải Hạ Thanh Sơn thế hắn chắn một chút, hắn liền không phải bị thương nhẹ nhàng như vậy. Khuê nữ, người ba cho ta đánh quá điện thoại, người hôm nay không tới, ta mấy ngày nay cũng tính toán đi xem ngươi đâu, ngươi đem đồ vật mang về. Người ba hài tử liền cùng ta chính mình hài tử giống nhau, ngươi cấp thúc thúc đưa cái gì rượu, Hạ Uyển Ương ngăn trở phàn thúc thúc tay. Này rượu cũng không phải là ta mua, là ta ba mẹ làm ta mang cho ngài, ngài không thu hạ ta chỉ có thể cho bọn hắn bưu đi trở về ta lại không uống rượu nha hạ uyển ương cố ý mang rượu liền sợ ba ba bằng hữu không thu hạ quả nhiên phàn quảng vinh nghe xong những lời này liền cười ngươi ba còn nhớ rõ ta yêu thích đâu ta cũng đã rất nhiều năm không gặp hắn giữa trưa phàn quảng vinh mang hạ uyển ương đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm khuê nữ ngươi hiện tại tại đây cắm đội có chuyện gì ngươi liền tìm phàn thúc là được thúc văn phòng điện thoại ngươi nhớ hảo vô luận việc lớn việc nhỏ đều phải tìm ta. Tới thành phố nhất định phải tới ăn cơm, là mươi thẩm cho ngươi làm ăn ngon, ngươi ba cùng ta là quá mệnh giao tình. Ngươi muốn bắt ta đương thân thúc xem, cơm nước xong hạ uyển ương cáo biệt phàn thúc thúc. Nàng đi vào trạm phế phẩm chuẩn bị tìm xem cao trung sách giáo khoa, hiện tại là 74 năm, còn có 3 năm khôi phục thi đại học. Nàng muốn mang theo trương thời giả cùng nhau khảo thí, đi vào trạm phế phẩm, không nghĩ tới đụng tới hai cái quen thuộc người, tiểu hạ đồng chí chúng ta thật đúng là có duyên phận a mới tách ra hai ngày chúng ta lại gặp mặt lạp hạ uyển ương ngước mắt vừa thấy là xe lửa thượng kia đối cùng nàng cùng nhau ăn sủi cảo lão phu thê đại gia đại nương các ngươi như thế nào tại đây nha ha hạ a ta tôn tử ở thượng hải thành gia chúng ta hai cái lão đông tây ở trong nhà cũng ngốc không được nghĩ ra được công tác lại tuổi một đống trạm thu hồi phế phẩm nhất thích hợp chúng ta đại nương lôi kéo hạ uyển ương tay nói đại gia cũng cười tủm tỉm tiểu hạ tới tìm cái gì nha? Đại gia đại nương, ta này không phải xuống nông thôn, ngày thường cũng không gì sự, muốn tìm điểm thư xem sao. Đại gia xoay người hướng bên trong đi đến, ngươi tới sớm không bằng tới xảo, vừa mới thu đi lên một đám thư, ta đều lấy tới cấp ngươi chọn lựa. Hạ Uyển Ương cũng cột 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 theo sau, không cần, quái trọng, ta chính mình đi xem là được, đi vào bên trong. Một tòa tiểu sơn dường như thư đôi ánh vào mi mắt, hảo gia hỏa, này thật là hoa hòe lòe loẹt cái gì đều có a à, hạ uyển ương cũng không chê dơ đông phiên phiên tây nhìn xem cuối cùng tìm ra tam trọn bộ toán lý hóa bộ sách còn có hai bổn notebook chữ viết quyên tú vừa thấy nhớ rõ liền thập phần nghiêm túc hạ uyển ương cùng hộ bảo dường như đem thư sửa sang lại hảo đại nương cho nàng lại tìm ra mấy cây dây thừng cùng giấy dai tiểu hạ chạy nhanh bao lên làm người có tâm nhìn đến sẽ phiền toái đại nương về sau liền kêu ta ương ương là được ta ba mẹ đều như vậy kêu ta, ai, về sau tới thành phố liền tới tìm đại nương, đại nương cho ngươi làm ăn. Hai vợ chồng già là thiệt tình thích nàng, hoặc nhìn mềm mềm mại mại, nhưng là tính cách lại cay, người còn thiện lương. Như vậy thẳng thắng quê nữ thật là khó được, từ trạm phế phẩm đi rồi lúc sau, liền mau đến ước hảo thời gian. Hạ Uyển Ương tìm được cổng người địa phương đem thư thu vào không gian, lại đem bao lớn đem ra, nàng cái gì đều có, không cần thiết lại đi tiêu tiền lại nói lớn như vậy cái bao vây, đến lúc đó nàng tưởng lấy ra cái gì liền lấy ra cái gì, cũng không cần sợ hãi người khác hỏi. Liền nói từ trong nhà gửi lại đây liền hảo, còn thừa 20 phút thời điểm Hạ Uyển Ương đi vào máy kéo bên, cố tu xa cùng trịnh vũ. Đoạn mưa nhỏ cùng Vương Nham, Hoàng thần Trần Kỳ cùng Lý Tưởng đã đều đã trở lại, Lý muốn nhìn thấy nàng từ máy kéo ngao một chút nhảy xuống tới. Ương tỷ cố gì đây là cho ngươi bưu nhiều ít đồ vật a à? cố tu xa thu hồi chính mình tưởng nhảy xuống đi chân trịnh vũ nhìn hắn cô đơn ánh mắt có điểm muốn cười tiểu tử này từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử chỉ là hắn ông ngoại là nông dân xuất thân mẹ nó vì ở hắn ông ngoại trước mặt tranh sủng lúc này mới cho hắn lén báo danh còn đừng nói từ hắn hạ hương hắn ông ngoại thật đúng là đối mẹ nó nhìn với con mắt khác vừa mới trong điện thoại hắn ông ngoại còn đem hắn một đốn khích lệ nói hắn là này đó tiểu bối nhất giống chính mình hài tử Hạ Uyển Ương từ trong bao lấy ra ba cái bánh bao thịt đưa cho Chu Diên. Chu Diên có điểm không dám tiếp, cầm A, vất vả ngươi đưa chúng ta tới thành phố, chậm trễ ngươi một ngày thời gian, cầm ăn đi. Chu Diên nghe qua hắn ca về nhà nhắc mãi quá cái này xinh đẹp thanh niên trí thức, không nghĩ tới nàng không chỉ có xinh đẹp, còn như vậy nhiệt tâm. Tạ tạ, Vương Tĩnh cùng Từ Kiều Kiều là kém 2 phút đến tam điểm thời điểm trở về, Từ Kiều Kiều lên xe liền hung tận trừng mắt Hạ Uyển Ương. Từ Kiều Kiều, Người đôi mắt có phải hay không thật không nghĩ muốn, Hạ Uyển Ương cũng trừng mắt nàng, chút nào không rơi Hạ Phong. Từ Kiều Kiều thu hồi ánh mắt, cúi đầu tự hỏi, phía trước nàng có thể không lựa lời, là bởi vì nàng có nàng ba lật tẩy. Tuy rằng nàng ở trong nhà không được sủng ái, nhưng là nàng ba vì chính mình tiền đồ là tuyệt đối sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện tới cấp hắn bôi đen. Nhưng là vừa mới nàng gọi điện thoại về nhà, nàng tiểu muội nói cho nàng, ba ba đã ba ngày không về nhà, mụ mụ cũng tìm không thấy người đệ đệ muội muội mấy ngày nay đều dựa vào hàng xóm tiếp tế mới miễn cưỡng ăn cơm no, trong nhà khẳng định là ra chuyện gì. Nàng xuống nông thôn trước một tuần, còn nghe thấy hắn ba cùng mẹ nói lặng lẽ nói muốn đem Hạ Thanh Sơn hung hăng dẫm đi xuống. Nàng mới rời đi ra ba ngày, trong nhà liền biến thành cái dạng này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chương 17 ngày đầu tiên làm công. Máy kéo trở lại trong thôn thời điểm, đã có lục tục thượng hoàng công người chạy về gia nấu cơm, thấy máy kéo lôi kéo một xe tuổi trẻ nam nữ đều dừng lại chân thân cổ hướng trên xe xem trương thời giả ăn mặc màu xanh lục quần sọc xanh sọc trắng nửa tay áo hướng trong đất đi chu diên lớn tiếng kêu hắn giả ca giả ca ngươi xuống ruộng ghi việc đã làm phân a trương thời giả là kế toán có chuyên môn ghi điểm viên nhưng là hắn cũng được đếm tràn ở bên cạnh giám sát trương thời giả dư quan thoáng nhìn trên xe hạ uyển ương lòng có quản không được kinh hoàng lên cắm ở trong túi tay đều không khỏi niết cắt cao ân hạ uyển ương nhìn trương thời giả rời đi bóng dáng trong lòng tràn ngập mất mát cùng bất đắc dĩ nàng không cấm nhớ tới đời trước chính mình lúc ấy nàng là một cái kiêu ngạo mà tự tin nữ nhân tuyệt đối sẽ không chủ động đi tự tiến chẩm tịch nhưng là chính mình trọng sinh nàng mới sẽ không lại vì những cái đó có không lại đi đời trước đường xưa trở lại phòng sau hạ uyển ương nằm ở trên giường đất suy nghĩ muôn vàng nàng bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể càng tốt mà tiếp cận trương thời giả làm hắn chú ý tới chính mình nàng ý thức được gần dựa mỹ mạo cùng tài nghệ khả năng còn chưa đủ, nàng yêu cầu càng nhiều trí tuệ cùng sách lược, nghĩ nghĩ liền đã ngủ, sáng sớm hôm sau. Hạ Uyển Ương lên thu thập hảo chính mình, ăn hai cái bánh bao thịt, lại uống lên một bát lớn sữa bột. Liền đi theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài làm công, hiện tại 5 giờ rưỡi, bọn họ đến đi làm hai cái giờ sống lại trở về ăn cơm sáng. Hạ Uyển Ương xuyên áo dài quần dài, tuy rằng buổi sáng Thái Dương không như vậy độc, nhưng là nàng cũng sợ phơi phơi xong trên người đều sẽ hồng hồng còn sẽ nóng rát đau, đời trước chính mình làn da liền cởi một tầng lại một tầng da, vì bảo hộ khuôn mặt nhỏ. Ngày hôm qua che nắng mũ cũng mang lên, cuối cùng còn lấy ra khăn đem nửa khuôn mặt đều bao lên, đến trong đất thời điểm. Từng tiếng khen truyền ra tới, nhìn một cái này vừa tới thanh niên trí thức chính là Tuấn A. Nhìn một cái kia làn da nộn đều có thể véo ra thủy nhi tới, xuyên cũng hảo A, nhìn xem kia quần áo một cái muộn vá đều không có. Từ Kiều Kiều cùng Vương tỉnh nghe thấy lời này nghe được lời này, lập tức đem vai lưng đỉnh thẳng tắp. Thản nhiên tử sinh ra một cổ cảm giác về sự ưu việt, Trương Hòa Bình nhìn Hạ Uyển Ương trang điểm khóe miệng trừ trừ. Này đại buổi sáng liền như vậy sợ phơi, chờ đến trưa đầu lĩnh nhưng làm sao bây giờ? Lại nghĩ tới chính mình lão nhi tử tối hôm qua ngượng ngùng xoắn xít cái kia chết bộ dáng. Trong tối ngoài sáng làm chính mình chiếu cố một chút nàng, không đáp ứng liền ngồi kia nhìn chầm chầm ngươi cuối cùng thật sự không có biện pháp mới miễn cưỡng đáp ứng rồi hắn, này Hạ Uyển Ương là trong thành tới, luôn chiều từ bé lớn lên. Cùng bọn họ này đó dân quê khẳng định không giống nhau, cho nên Trương Hòa Bình trong lòng cũng có chút phạm nói thầm. Không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung, bất quá nếu đáp ứng rồi nhi tử, vậy tận lực đối nhân gia hảo điểm đi, hạ thanh niên trí thức A. Trương Hòa Bình cười mở miệng nói, ta xem ngươi hôm nay ăn mặc rất kín mít, đợi chút làm việc thời điểm có thể hay không nhiệt a à. muốn hay không đổi thân mỏng một chút quần áo hạ uyển ương lắc lắc đầu nói thúc ta không sợ nhiệt kỳ thật nàng trong lòng cũng thực bất đắc dĩ nàng cũng không nghĩ xuyên thành như vậy a à, nhưng là nàng thật sự rất sợ phơi nắng một phơi nắng làn da liền sẽ biến hắc biến thô ráp nàng như thế nào có thể chịu đựng chính mình biến thành một cái thang đen đâu cho nên liền tính lại nhiệt lại khó chịu nàng cũng muốn đem chính mình bọc đến kín mít Trương Hòa Bình thanh thanh giọng nói, hảo, phía dưới bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Đại gia vừa nghe lập tức đều ngoan ngoãn trạm hảo, lão thanh niên trí thức nên làm gì còn làm gì, tân thanh niên trí thức lý tưởng, trần kỳ. Hoàng thần xuống ruộng tùng thổ, trịnh vũ, cố tu sa, từ kiều kiều, vương tỉnh xuống ruộng rút cỏ dại. Vương Nham cùng đoạn mưa nhỏ đi nhanh nhanh đậu phộng thúc mầm, hạ uyển ương đi tuyển bắp loại, vừa mới nói xong hạ, từ kiều kiều không làm, dựa vào cái gì hạ uyển ương có thể đi chọn giống vương nham cùng đoạn mưa nhỏ đi thúc mầm ta cùng vương tĩnh phải cùng nam đồng chí giống nhau đi trừ cỏ dại vương tĩnh về phía trước một bước biểu quyết tâm chủ tịch nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời làm việc chẳng phân biệt nam nữ đại đội trưởng ta vui đi làm cỏ trương hòa bình cười tủm tỉm gật gật đầu nói rất đúng đây mới là một người xuống nông thôn thanh niên trí thức nên có giác ngộ từ kiều kiều nếu không ta đem đại đội trưởng chức vị nhường cho ngươi làm ngươi tới phân phối được chưa a à, từ kiều kiều tức chết đi được cái này chết nữ nhân này sẽ lộ rõ nàng không cần đại đội trưởng ta cũng nguyện ý làm cỏ từ kiều kiều chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này trong nhà nàng còn không biết ra chuyện gì hiện tại cũng không thể quá mức phát hỏa hạ uyển ương nhướng mày đi vào kho hàng vị trí nơi này đã có vài cái đại nương đại thẩm đại tẩu ở làm việc Kiều Thẩm vui tươi hớn hở tiếp đón nàng, đây là cái nào tân thanh niên trí thức A. Sao đem chính mình bao vây như vậy kín mít, kho hàng vị trí có thể chắn ánh mặt trời, Hạ Uyển Ương đem sa khăn cầm xuống dưới. Không đợi trả lời Kiều Thẩm, tiền quế la ngao một chút đứng lên, nguyên lai like là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói. Ở xe lửa thượng ta dày có phải hay không ngươi trộm, Hạ Uyển Ương muốn cười, nhưng là nghẹn lại, đại thẩm, ngươi ở cùng ta nói dẫn đâu. Ta trộm ngươi giày làm gì, Tiền Quế Lan hùng hổ mà vài bước chạy đến Hạ Uyển Ương trước mặt, xoa eo chửi ầm lên, ngươi cái nha đầu thúi. Ai biết ngươi trộn tới làm gì, ta trần trụi chân đi rồi năm cái giờ mới trở lại trong đội A, nếu không phải tìm giày. Ta như thế nào có thể bỏ lỡ trở về máy kéo, Hạ Uyển Ương thật sự không nín được, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Một bên cười một bên xua tay giải thích nói, ta thật không phải cười ngươi A, ta là nhớ tới buồn cười sự tình, ha ha ha. Tiền Quế Lan nhìn đến nàng như vậy, càng là tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng giơ tay liền đẩy một phen hạ uyển ương phẫn nộ mà chỉ trích nói người cái tiện nhân hồ ly tinh nếu không phải ngươi cùng kia một nhà ba người lừa ta năm đồng tiền ta đến nỗi đi lâu như vậy sao ta đã sớm tiêu tiền ngồi xe đã trở lại này một phen đẩy thực dùng sức hạ uyển ương lùi về sau vài bước vừa định phát hỏa liền nghe thấy trương thời giả thanh âm vang lên tiền đại thẩm ngươi đang làm gì hạ uyển ương trộm khác một phen chính mình đùi tức khắc sinh lý tính nước mắt liền chảy ra cả người có vẻ nhu nhược đáng thương hồng đôi mắt giống như một con bị khi dễ tà nhẫn thỏ con trương thời giả liếc mắt một cái hạ uyển ương ngươi không sao chứ hạ uyển ương lắc đầu liền như vậy nhìn chằm chằm hắn xem kiều thẩm xem lão nhi tự tới cũng đứng lên lão tứ sao ngươi lại tới đây trương thời giả đưa qua đi một cái giấy dầu bao khụ một tiếng nói nương ta sợ ngươi dậy sớm đói tới cấp ngươi đưa điểm ăn kiều thẩm vừa muốn nói gì Trương thời giả chạy nhanh đánh gãy mẹ hắn, rốt cuộc sao lại thế này. Tiền đại nương ngươi không hảo hảo làm việc, như thế nào có thể khi dễ mới tới thanh niên trí thức. Ngươi như vậy thực ảnh hưởng chúng ta trong đội đoàn kết, tiền Quế Lan vừa nói cái này liền một bụng khí, chính là cái này nha đầu chết tiệt kia. Ở xe lửa thượng sen vào việc người khác, cùng một nhà ba người, hại ta lấy ra 5 đồng tiền bồi cho nhân gia, còn tại hạ xe thời điểm trộn ta dày. Trương kế toán, ngươi mau đi báo công an, bắt lấy cái này ăn trộn. Kiều Thẩm xem tiền Quế Lan như vậy phá mã Trương Phi khi dễ nhân gia một cái tiểu cô nương lập tức cũng hăng hái, tiền Quế Lan, ngươi bị mù sao. Ngươi nhìn xem nhân gia hạ thanh niên trí thức xuyên mang chính là cái gì, ngươi biết nhân gia cái gì thân phận sao, trộn ngươi dày. Ngươi là não quan tử bị lừa đá sao, ngươi tận mắt nhìn thấy nàng trộn, bên cạnh mấy cái đại nương đại tẩu của một bên làm việc một bên nói. Chính là A, Quế Lan A, ngươi có phải hay không có gì hiểu lầm A, nhìn cô nương xuyên y phục liền biết nhân gia trong nhà điều kiện có thể trộn ngươi kia xú dày. Tiền đại nương, ngươi nói chuyện nhưng đến chú trọng chứng cứ, ngươi như vậy bôi nhọ nhân gia. Tiểu tâm nhân gia phản cáo ngươi, cho ngươi nắm chặt đi ảnh hưởng ngươi nhi tự a. À. Tiền Quế Lan tức khách giống bị người bóp chặt cổ giống nhau không lên tiếng, Hạ Uyển Ương xem tất cả mọi người đang xem tiền Quế Lan. Lại trộm khách chính mình một phen, tức khách đau nhe răng trợn mắt, thu hảo biểu tình, vành mắt rưng rưng tiểu toái bộ dịch lại đây, trương kế toán. Kiều thẩm là việc này, Ta tới xuống nông thôn trên đường vừa lúc cùng vị này đại thẩm dựa gần, còn có một nhà ba người. Cái này đại thẩm đem nàng dày đặt ở lối đi nhỏ thượng, khi gia tiểu cô nương không cẩn thận dẫm tới rồi. Cái này đại thẩm liền không chịu bỏ qua mà hướng về phía nhân gia phát hỏa, nhưng hung nhưng hung, ta chỉ là xem cái kia tiểu nữ hài đáng thương. Liền giúp đỡ kia người một nhà nói nói mấy câu, không ngừng ta một người Nga, còn có vây xem quần chúng cũng hỗ trợ. Cuối cùng cái này thím bồi cái kia tiểu cô nương năm đồng tiền làm xem bệnh tiền, lúc ấy cái kia tiểu nữ hài dọa đều sẽ không nói đâu. Hạ Uyển Ương nhu kỹ kỹ một bên khoa tay múa chân một bên nói, trương thời giả nhìn một khắc mặt nàng vài lần đều thiếu chút nữa cười ra tới. Chương 18 thu thập tiền Quế Lan, Kiều Thẩm đem Hạ Uyển Ương che ở phía sau, hướng về phía tiền Quế Lan liền một đống phát ra, tiền Quế Lan. Ngươi này mặt đều ném đến nơi khác đi, một cái tiểu cô nương ngươi đều tìm cơ hội ngoa một ngoa. Nhân gia hạ thanh niên trí thức giúp đỡ nói nói mấy câu ngươi liền đẩy nhân gia, Ngươi ỉ vào ngươi nhi tử đương hai năm binh, nhìn cho ngươi lợi hại. Nhà ta lão nhị đi bộ đội bảy năm, ta nói cái gì? Hạ Uyển Ương từ phía sau Vương Long xù xù đầu tiếp tục cáo trạng, kiều thẩm. Cái này đại thẩm ở xe lửa thượng liền vẫn luôn nói nhau nhau con của hắn là quân nhân, nàng là gia đình quân nhân, nói thanh âm nhưng lớn. Khi giọng đại đừng nói cái kia tiểu nữ hài, ngay cả ta đều làm nàng dọa tâm phốc phốc nhảy, trương thời giả thật sự nhịn không được. Phục một tiếng bật cười, kiều thẩm dùng ánh mắt dò hỏi hắn, Ngươi đang cười cái gì? Trương Thời Giả nắm quyền khụ hai tiếng, không gì. Ta chính là nhớ tới hảo ngoạn sự tình mới cười. Tiền Quế Lan, Hạ Uyển Ương, những người khác, Kiều Thẩm, tất cả mọi người nhìn hắn. Trương Thời Giả có điểm xấu hổ, khi gì, nương A, ngươi ăn nhiều một chút, ta đi trước, ta đi đem tình huống cùng đại đội trưởng nói nói. Tiền Quế Lan vừa mới cũng là nhất thời xúc động, mấy ngày nay nàng bởi vì chân bị thương mới bị phân đến bên này chọn giống nhẹ nhàng như vậy sống nàng mới không nghĩ mất đi thục vân ta sai rồi không nên khi dễ tân thanh niên trí thức ngươi cùng nhà ngươi hòa bình nói nói bái kiều thẩm hừ lạnh một tiếng trong đội sự tình có đại đội trưởng làm chủ ta nhưng quản không được ngươi phá hư trong thôn đoàn kết khi dễ nhân gia xuống nông thôn chi viện xây dựng thanh niên trí thức chờ bị phạt đi nói xong hừ một tiếng hạ uyển ương chó cậy thế chủ cũng đi theo hừ một tiếng hai người trở lại làm việc địa phương kiều thẩm càng xem hạ uyển ương càng thích chính mình sinh bốn cái tiểu viên nàng liền tưởng có cái hạ uyển ương như vậy kiều kiều mềm mại tiểu khuê nữ kiều thẩm tay cầm tay giáo hạ uyển ương hạ thanh niên trí thức muốn tuyển như vậy thoạt nhìn vẻ ngoài khỏe mạnh loại hạt lớn nhỏ đều đều như vậy năm nay mới có thể sản lượng cao ngươi ngày đầu tiên tới sẽ không tuyển không có việc gì ngươi tuyển xong cấp thím nhìn xem hạ uyển ương một bộ chân chó dạng ta biết thím liền tuyển thoạt nhìn lớn lên đẹp liền đối mọi người đều bị nàng chọc cười trừ bỏ tiền quế lang Tiền Quế Lan Tam giác mắt xoay chuyển, Thục Vân A, nhà ngươi lão nhi tử hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên tới cấp ngươi đưa ăn A. Ngày thường nhưng không thấy hắn tới một lần, này mới tới nữ thanh niên trí thức tới, hắn liền tới rồi, các ngươi nói này xảo bất xảo. Kiều ân tử lập tức đem bắp loại ném xuống đất, tiền quế la ngươi cái không biết xấu hổ lão đông tây, ngươi đây là chửi bới ta nhi tử sao. Ta hôm nay thân thể không thoải mái, ta nhi tử hiếu thuận ta cho ta đưa điểm ăn làm sao vậy như thế nào nói cái gì đến ngươi trong miệng đều thành tư tưởng không thuần khiết đâu. Hạ Uyển Ương lập tức nói tiếp nói, là đâu, kiều thẩm. Ngươi xem cái này tam giác đại thẩm A, không ngừng khi dễ tân thanh niên trí thức, còn nơi nơi phá hư đoàn kết trong đội người cảm tình. Hiện tại lại có ý định bại hoại thanh niên trí thức thanh danh, rất khó không cho người nghĩ nhiều đi, ngươi có ý tứ gì. Tiền Quế Lan dọa chân đều mềm, cái này nha đầu chết tiệt kia là tự cấp chính mình chục mũ A, những người khác vừa nghe liên tưởng khởi ngày thường tiền quế lan liền thích đông đầu thoáng tây đầu nơi nơi giảng nhân gia thị phi cũng cảm thấy có cổ quái sôi nổi hiếp ngược một hơi khí lạnh ngươi nói vậy ta nhi tử chính là quân nhân ta nếu là giống như ngươi nói vậy ta nhi tử là như thế nào quá thẩm tra chính trị đại gia lại đem ánh mắt dời về phía hạ uyển ương chỉ thấy nàng không chút hoang mang nói ngươi nhi tử tham gia quân ngũ là hai năm trước khi đó không có việc gì không đại biểu hiện tại không có việc gì ta phải đi cử báo một chút đến làm mặt trên người xuống dưới tái thẩm một lần mới hảo này vạn nhất có cái gì cá lọc lưới hướng lớn nói đây là quốc gia sâu mọt hướng nhỏ nói đây là trong đội cất chuột a tiền quế lan sợ tới mức môi đều rung rung này nếu là tái thẩm một lần nhi tử này binh coi như không được a lão nhân không được đem nàng gia lột a nhìn hạ uyển ương còn muốn nói cái gì đi lên liền phải che nàng miệng hạ uyển ương nhất thời không phản ứng lại đây kinh một mông ngồi ở trên mặt đất Kiều Thẩm đem Hạ Uyển Ương nâng dậy tới, tiền Quế Lan. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này Trương Hòa Bình đã đi tới, nhìn mắt Hạ Uyển Ương lại nhìn nhìn tiền Quế Lan, tiền Quế Lan. Này Hạ Thanh Niên trí thức hôm nay ngày đầu tiên làm công, cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận ngươi muốn như vậy khi dễ nhân gia. Được rồi ngươi cũng đừng chọn loại, đi đào phân người đi, lập tức liền phải bắt đầu bón phân, năm nay liền ngươi phụ trách bón phân này một bãi. Trương Hòa Bình cho rằng tiền Quế Lan đến nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn đâu, không nghĩ tới trạm lưu thẳng, lập tức một mụn đáp ứng rồi. Trương Hòa Bình nghi hoặc đi rồi, Kiều Thẩm tưởng kéo Hạ Uyển Ương trở về ngồi, Hạ Uyển Ương lại vỗ vỗ Kiều Thẩm tay, còn chớp chớp mắt. Sau đó đi đến tiền Quế Lan bên người, ghé vào nàng bên tai nói, tiền thím, ta ba chính là võ cảnh bộ đội sư trưởng Nga. Ngươi nhi tử chỉ là cái đại đầu binh, ngươi nói ta cho ta ba gọi điện thoại cáo cái trạng, nói ngươi khi dễ ta, ngươi đoán ta ba sẽ như thế nào làm. Nga đúng rồi đã quên nói cho ngươi, ta là trong nhà nữ nhi duy nhất, ta ba mẹ đau ta đau giống trong mắt dường như. Tiền Quế Lan lúc này không ngừng miệng rung lên, giữa hai chân còn chảy ra một bãi màu vàng chất lỏng, Hạ Uyển Ương cao mày lập tức rời khỏi hảo xa. Di, sở hữu đại nương đại thẩm đại tẩu đều phát ra ghét bỏ thanh âm, kiều thẩm nhìn Hạ Uyển Ương, nha đầu, ngươi cùng nàng nói gì đó. Cho nàng dọa thành như vậy, nàng sẽ không thật sự thân phận khả nghi đi. Hạ Uyển Ương xua xua tay, ta chính là dọa dọa nàng, yên tâm đi. Thượng xong sớm công, trở lại thanh niên trí thức điểm, Hạ Uyển Ương chạy nhanh hướng về phòng trốn vào không gian tắm rửa một cái. Nhưng là không dám gội đầu, sợ người khác nhìn ra tới, này sáng sớm thượng lại làm việc lại cãi nhau, nhưng mệt chết nàng. Biết chính mình làm gì công tác, còn có trốn thái dương địa phương, một hồi đi ra ngoài liền không cần xuyên trường tụ, Suy nửa thanh tay áo sau đó khoác kiện qua lại trên đường khoác kiện áo khoác, làm việc thời điểm cởi ra, có thể mát mẻ rất nhiều. Tìm kiện tám phần tân màu trắng ngắn tay cùng màu đen 9 phần quần mặt ở trên người, lại hướng trên mặt đồ thật dày một tầng bảo ước đồ trang điểm. Này vẫn là ở biệt thự lấy, là trương thời giả đời trước cố ý cho nàng chuẩn bị, thu thập hảo đi ra ngoài thời điểm cơm tập thể vừa mới làm tốt. Ta ăn hai khối điểm tâm, ta kia phân cấp lý muốn ăn đi, lý muốn cười cùng cái nhị ngốc tử giống nhau, cảm ơn ương tỷ vẫn là ngươi rất tốt với ta. Biết ta muốn tùng thổ thể lực tiêu hao đại, đem lương thực đều làm ta ăn. Lý Văn Trác cúi đầu nhìn chính mình trong chén kia canh xung quả thủy cháo, trong lòng tưởng, nếu Hạ Uyển Ương là chính mình. Chính mình có phải hay không là có thể cùng hắn cùng nhau ăn điểm tâm không cần lại ăn này cơm heo giống nhau nước cơm. Vẫn là đến ngẫm lại biện pháp, đến hảo hảo kế hoạch một chút làm điểm cái gì mới có thể được đến Hạ Uyển Ương nếu ngay từ đầu Lý Văn Trác là thật sự bị Hạ Uyển Ương bề ngoài hấp dẫn. Nhưng là nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần làm trò đại gia mặt chiếc chính mình mặt mũi. Như vậy ngay từ đầu kinh diễm cũng đã không còn sót lại chút gì, hiện tại hắn chỉ nghĩ đem nàng chọc vào chính mình trong tay. Hưởng thụ nàng hết thảy, ngày hôm qua hắn chính là thấy, như vậy đại một cái bao vây, bên trong đồ vật cũng không biết đều là cái gì. Phương Chiêu để xem Lý Văn Chương cúi đầu đang ăn cơm, cũng không cùng nàng nói chuyện, tưởng cơm không hợp hắn ăn uống. Lập tức âm dương quái khí nói, cơm làm như vậy hi, là tham chúng ta lương thực sao, ăn như vậy điểm đồ vật, như thế nào xuống đất làm việc. Người này tâm A, à, cũng thật hư, lao động nhân dân miếng ăn này đều phải tham, hạ uyển ương ha hả cười, tiểu vũ vương nham. Ta liền xem các ngươi này cơm làm đặc biệt hảo, người chính là không thể ăn quá no, ăn quá no liền nhàng không có việc gì tìm việc. Này ăn không đủ no còn âm dương quái khí nhi đâu, phương chiêu đệ vừa nói lời nói, Hạ Uyển Ương liền tưởng đổ nàng. Tạm thời không tìm được ra chỉnh bất tử nàng không quan trọng, nhưng là khí khí nàng chính mình cũng thống khoái a. Xét thấy Hạ Uyển Ương thân phận, Phương Chiêu đệ thật đúng là không dám cùng nàng cãi nhau. Chỉ có thể oán hận đem bánh bột ngô cắn loãng xoảng loãng xoảng rung động, Hạ Uyển Ương tâm hảo mệt, ở bên ngoài cùng Tiền Quế Lan cãi nhau. Hồi thanh niên trí thức điểm còn có như vậy hai cái vương bác con bê ở chính mình trước mắt lắc lư, này gì thời điểm là đầu xem ra đến ngẫm lại biện pháp thu thập này hai người một đốn, làm cho bọn họ cùng tiền Quế Lan giống nhau thành thật hơn nữa đi chọn phân mới hảo. Bất quá nàng cũng là vui vẻ, đời trước chính mình cái gì đều không tranh không đoạt, cuối cùng rơi xuống cái kia kết cục. Đời này chính mình muốn nói cái gì liền nói cái gì, thật đúng là rất sản, chương 19 trương kế toán, bọn họ tưởng đùa dẫn ta, chỉ chốc lát. Buổi sáng làm công linh lại vang lên, Hạ Uyển Ương cùng đoạn mưa nhỏ còn có vương nham cùng nhau đi ra ngoài. Vương Nham là một cái thể trọng đều không có 80 cân cô nương, gầy giống như một trận gió là có thể thổi đi, làn da hoàng tóc cũng hoàng. Thoạt nhìn giống như thiếu rất nhiều dinh dưỡng giống nhau, đoạn mưa nhỏ lại rất béo, lùng lùng thân cao. Thể trọng thoạt nhìn như là có thể có 150 cân bộ dáng, mặt còn đỏ bừng, không phải nhiệt phơi cái loại này hồng. Mà là hình như là làn da bên trong đỏ lên cái loại cảm giác này, Hạ Uyển Ương đối với các nàng không có gì quá lớn ấn tượng đời trước hai người kia cũng là vẫn luôn là trong suốt, cùng Hạ Uyển Ương không có gì giao thoa. Nàng chỉ nhớ rõ giống như đoạn mưa nhỏ nói qua khi còn nhỏ sinh bệnh trong nhà nghèo đánh không dậy nổi châm. Nàng ba mẹ liền cho nàng mua cấp heo chích dược cho nàng đánh, chậm rãi nàng liền biến thành cái dạng này. Đời trước này hai cái cô nương đều gả cho trong đội người, vương nham gả cho một cái cưới không nổi tức phụ độc thân. Đoạn mưa nhỏ gả cho một cái cấp các đội thượng dết heo dết heo hán, tuy rằng điều kiện đều không thế nào hảo, nhưng là quá cũng coi như nói quá khứ tới rồi làm công địa phương quả nhiên không nhìn thấy tiền quế lan hạ uyển ương một thân thoải mái thanh tân đi qua cười cùng đại gia chào hỏi một cái số tuổi không lớn đại tẩu thấu lại đây ai tiểu hạ thanh niên trí thức năm nay bao lớn rồi a à, gia là nào hạ uyển ương cười cười nàng là chu túc cùng chu duyên đại tẩu giống như keo lưu cái gì nàng không nhớ rõ tỷ người hỏi cái này có điểm đề cập đến riêng tư lạp hạ uyển ương đánh ha ha nói người này không xấu tuy rằng không giúp quá chính mình nhưng là đời trước cũng chưa nói quá chính mình cho nên nàng cũng không biết như thế nào đến trả lời nàng lưu thúy cười hì hì nói hải này có gì riêng tư tỷ cùng ngươi nói a tỷ có cái chú em sẽ khai máy kéo nga năm nay hai mươi lạp lớn lên nhưng đoan chính hạ uyển ư ngẩng đầu nhìn nhìn nàng sau đó cười này cười đừng nói nàng chú em chu túc nàng tâm ca nhi đều đi theo run rẩy đại tỷ ta còn nhỏ không nghĩ quá sớm suy xét này đó. Lại nói ta xuống nông thôn tới là chi viện trong thôn xây dựng, không phải tới giải quyết cá nhân vấn đề, Hạ Uyển Ương phía chính phủ trả lời nói. Kiều Thẩm ở một bên chọn loại hạt, lỗ tai lại duỗi lão trường, nghe thấy Hạ Uyển Ương nói, thật mạnh thở dài, ngày này. Nhọc lòng sự cũng thật nhiều a. À, buổi sáng trở về Kiều Thẩm liền cùng Trương Hòa Bình đem lão tứ cho nàng đưa cơm sự tình nói. Trương Hòa Bình một lời khó nói hết, cuối cùng vẫn là đem tiểu nhi tử tâm tư cùng nàng nói, lại nói nha đầu này thân phận đương nương đương nhiên hy vọng nhi tử có thể tâm tưởng sự thành nhưng là đứa nhỏ này gia đình quá cao hắn cha nói rất đúng chính mình gia là thật sự không đủ trình độ và nhất phóng túng nhi tử phát triển đi xuống có thiên cô nương này phải có cơ hội trở về thành khi chính mình nhi tử kết cục có thể nghĩ a à. kiều thẩm về nhà cơm nước xong lại trở về đối chính mình thái độ hiển nhiên không sáng sớm như vậy nhiệt tình hạ uyển ương cũng cảm giác được một bên chọn hạt giống vừa nghĩ đối sách phiền đã chết, muốn đuổi theo trương thời giả như thế nào liền như vậy khó đâu. Nên thế nào nói với hắn thượng lời nói đâu, liền lời nói đều không thể nói, sao phát triển cảm tình, một buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua. Việc nhưng thật ra không mệt, nhưng Hạ Uyển ương tâm mệt, rầu rĩ không vui hướng thanh niên trí thức điểm đi tới. Này sẽ đúng là đại gia tan tầm thời điểm, cước trình mau thím sớm đã chạy về gia làm cơm trưa. Hiện tại tốt năm tốt ba thừa đều là đại gia đại thúc còn có các đại ca. Trương thời giả rất xa liền thấy cái kia cúi đầu nhìn trên mặt đất tiểu thanh niên trí thức, nha. Buổi sáng sau không nhìn thấy tân thanh niên trí thức trong đội ngũ có như vậy xinh đẹp nữ đồng chí đâu, một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm vang lên. Hai cái tuổi trẻ thấy Hạ Uyển Ương lúc ấy liền đi không nổi, buổi sáng Hạ Uyển Ương đem chính mình bao vây kín mít. Căn bản thấy không rõ lớn lên gì dạng, này sẽ lộ ra tới, đại gia mới thấy rõ nàng bộ dáng, đồng chí nha, đi đâu nha, tìm đến lộ sao muốn hay không ca ca đưa ngươi trở về, nói xong dùng dâm tà ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hạ Uyển Ương. Còn tiến lên một bước duỗi tay tưởng sờ Hạ Uyển Ương mặt, Hạ Uyển Ương chán ghét lui về phía sau một bước, vừa lúc tâm tình không tốt. Có thể phát tiết một chút, cút cho ta con B2 chữ còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy Trương Thời Giả hướng bên này chạy tới. Hạ Uyển Ương phản xạ có điều kiện khác chính mình đùi một phen, đau mồ hôi lạnh đều ra tới, sinh lý tính nước mắt chảy vẻ mặt chờ lại ngẩng đầu thời điểm lập tức trở nên giống như tẩm thủy nho đen giống nhau các ngươi là ai nha ta không quen biết các ngươi không cần khi dễ ta vừa dứt lời trương thời giả một quyền hung hăng nện ở cái kia nói năng lỗ mãn nam nhân trên mặt thao ai a à. dám đánh lão tử nam nhân bị đánh lui về phía sau vài bước cảm thấy chính mình hàm răng đều bị này một quyền tạp lỏng ở hạ uyển ương nghẹn họng nhìn trân trối thời điểm trương thời giả cao lớn thân ảnh liền chắn nàng trước mặt đem nàng trắng nguy hiểm ở ngoài. Trương thời giả lạnh như băng sương, ánh mắt lãnh lệ nhìn muốn đùa dẫn hạ uyển ương hai cái nam nhân. Cái kia không bị đánh đối thượng trương thời giả đôi mắt, lập tức không có vừa mới bừa bãi bộ dáng, rủ đầu hô thanh giả ca, tống sông dài. Ngươi là chán sống rồi, những lời này là hướng về phía bị đánh nam nhân kia nói, tống sông dài là tiền quế lan tiểu nhi tử. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, cùng một ít cưới không nổi tức phụ độc thân quậy với nhau trương thời giả. Ngươi đừng ý vào cha ngươi là đại đội trưởng, ngươi muốn đánh ai liền đánh ai, ta cùng mới tới đồng chí giao cái bằng hữu mà thôi. Hai ngươi cái gì quan hệ ngươi đánh ta, tống sông dài nhìn chung quanh nhiều thế này đàn ông xem náo nhiệt cảm giác chính mình thật mất mặt. Tuy rằng hắn cũng thực sợ trương thời giả, nhưng là mặt ngoài vẫn là làm bộ trấn định, hạ uyển ương nhìn trương thời giả không nói lời nào. Cho rằng hắn là không biết nên như thế nào biểu đạt bọn họ chi gian quan hệ vì thế nàng từ phía sau vương đầu nhỏ, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu A. À? Ngươi thật không biết xấu hổ, cả người đều là xú hãng vị, huân đến ta đều mau phun ra, tránh ra, nói xong. Nàng còn cố ý làm ra một bộ ghét bỏ biểu tình, tự hồ thật sự bị kia cổ hương vị huân tới rồi giống nhau, sau đó lại cùng trương thời giả cáo trạng. Trương kế toán, bọn họ đùa dẫn ta, vừa mới còn tưởng sờ mặt của ta, trương thời giả xem nàng này một bộ cáo trạng bộ dáng liền muốn cười nhưng cái này tình cảnh cười ra tới thật sự là có điểm xấu hổ chỉ có thể thâm thở ra một hơi bọn họ nào chỉ tay sờ hạ uyển ương lắc đầu còn không có sờ đến ngươi liền tới rồi tống sông dài nhìn trương thời giả thần sắc lại thay đổi vội vàng bỏ xuống một câu chờ xem buổi chiều ta liền đi tìm đại đội trưởng hai người chạy đi rồi hạ uyển ương lập tức hoa lê dính hạt mưa nói trương thời giả ta có điểm sợ hãi ngươi có thể hay không đưa ta trở về a à? trương thời giả nhìn nhìn chung quanh gật gật đầu, đi thôi. Hai người một trước một sau hướng thanh niên trí thức điểm đi đến, Hạ Uyển Ương đi ở phía trước, chỉ chốc lát liền biến thành đảo đi. Nàng liền như vậy gắt cao nhìn chầm chầm trương thời giả, trương thời giả, hôm nay cảm ơn ngươi Nga. Nếu không phải người ta cũng không biết làm sao bây giờ, trương thời giả không dám nhìn nàng, chỉ có thể nhìn chầm chầm mặt đất, không gì. Ngươi một cái tiểu cô nương đến chúng ta đại đội, ta là đại đội trưởng nhi tử, có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi an toàn. Hảo Quang Phương trả lời. Hạ Uyển Ương lặng lẽ biểu môi, là sao, nhưng là cũng cảm ơn ngươi, cái kia bị đánh keo tống sông dài. Là buổi sáng cùng ngươi cãi nhau tiền Quế Lan tiểu nhi tử, trương thời giả giải thích nói, Hạ Uyển Ương Nga một tiếng. Trở lại thanh niên trí thức điểm, cố tu xa chính hướng cửa nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái liền thấy Hạ Uyển Ương chính ý cười doanh doanh cùng trương thời giả nói cái gì, sau đó cúi đầu cười, cáo biệt trương thời giả. Hạ Uyển Ương tâm tình tốt trở lại thanh niên trí thức điểm, Cố tu sa gọi lại nàng, hạ thanh niên trí thức, có chút việc cùng ngươi nói. Hạ Uyển Ương cùng hắn đi vào trong viện, vì sự, cố tu sa song quyền nắm chặt, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cùng trương đội trưởng tiểu nhi tử. Hạ Uyển Ương mặt đẹp hàm sương, cố thanh niên trí thức, ta cùng hắn thế nào là ta việc tư đi. Ngươi này đây cái gì thân phận tới hỏi thăm ta việc tư đâu, cố tu sa không lên tiếng, hạ Uyển Ương lại cười cười nói. Nói cho ngươi cũng không có gì quan hệ, ta coi trọng hắn bái, như vậy rõ ràng nhìn không ra tới nha. Cố tu sa lại cười, cảm ơn ngươi nói cho ta. Ta nhất định sẽ vì ngươi bảo mật, chương 20 lại lần nữa thu thập tiền Quế Lan, Hạ Uyển Ương không nói chuyện. Kỳ thật nàng còn rất hy vọng truyền khai, như vậy trương thời giả liền hoàn toàn cùng nàng buộc ở bên nhau, nhưng là nàng lại không nghĩ làm như vậy. Như vậy hình như là bức bách trương thời giả giống nhau. Hiện tại kỳ thật nàng còn không phải thực xác định trương thời giả hiện tại thích không thích nàng nói xong Hạ Uyển Ương liền về phòng. Nàng đến chuẩn bị điểm đồ vật đi, trương thời giả giúp nàng, nàng còn điểm lễ hẳn là hẳn là đi, chính là đưa cái gì đâu. Đưa quá quý hắn khẳng định không thể muốn, đưa quá tiện nghi lại biểu đạt không ra tâm ý, nếu không đưa ăn, có phải hay không có điểm bình thường. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đưa miếng vải đi, còn không thể trực tiếp đưa cho trương thời giả, nàng chuẩn bị đưa cho kiều thẩm. Nàng nhớ rõ đời trước kiều thẩm là sẽ làm quần áo, trực tiếp làm kiều thẩm cho hắn làm thân quần áo đi, vào không gian. Tuyển một khối màu lam vải dệt, thuần vải bông sờ lên thực thoải mái, là kho hàng thứ tốt, như là thập niên 90 đồ vật. Lại tuyển một khối mềm mại màu xám vải dệt, có thể làm cái quần, tuyển hảo vải dệt liền đi ra ngoài ăn cơm. Cơm sáng không cùng đại gia cùng nhau ăn, nếu giữa trưa lại không cùng nhau ăn nói, nàng sợ đại gia sẽ hoài nghi nàng, hôm nay cơm là tan thanh. Lý Hoa Quang cùng Mao Tiểu Quân làm, Tăng Thanh cùng Lý Hoa Quang cùng nhau xuống nông thôn 5 năm. Hai người là thanh niên trí thức điểm già nhất thanh niên trí thức. Cùng phê thanh niên trí thức không phải trong nhà có biện pháp cấp lộng trở về thành, chính là ở trong đội gã chồng. Chỉ còn này hai cái lão thanh niên trí thức, mấy ngày nay Hạ Uyển Ương thấy hai người ánh mắt luôn là đối ở bên nhau, tuy rằng lập tức rời đi. Nhưng là Hạ Uyển Ương cũng minh bạch, này hai người hẳn là một đôi, chỉ là không công khai mà thôi, cơm trưa ăn chính là nhị hợp màng thầu. Cộng hoa tỏi non xào thịt khô, thịt khô là cố tu sa lấy ra tới, còn có khoai tây ti cùng cà chua canh, mỗi trồng rau đều là làm tam phân. 20 người ăn cơm, lượng vẫn là đủ, Hạ Uyển Ương ăn một lát, hương vị còn hành, nhưng là nàng ngày thường ăn cơm thiên đạm khẩu. Mà liêu tránh khỏi thiên hàm, đồ ăn không ăn mấy khẩu, một cái màn thầu nàng nhưng thật ra đều ăn. Lý Văn Trắc một bên ăn cơm một bên trộm quan sát đến Hạ Uyển Ương, xem nàng không ăn mấy khẩu đồ ăn lập tức ân cần nói, hạ thanh niên trí thức. Là đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị sao, nếu không ta đi cho ngươi lại xào cái trứng gà ăn. Hạ uyển ương ghê tởm một ngụm màng thầu thượng không tới không thể đi xuống, nghẹn đến nàng khó chịu, đứng dậy uống lên mấy ngụm nước mới áp xuống đi. Đem ly nước thật mạnh ném tới trên bàn, xinh đẹp hồ ly trong mắt tất cả đều là kinh miệt, lý văn trác. Ngươi mẹ nó đầu có phải hay không làm môn gấp, ngươi tính cái gì a à cho ta xào trứng gà, Ngươi điểm này tiểu tâm tư có thể hay không thu một chút a. À. Đừng đem người khác trở thành ngốc tử, ngươi cho rằng nơi này liền ngươi một cái người thông minh, ngươi cho rằng ngươi nói vài câu ái muội nói. Đại gia là có thể đem ngươi cùng ta liền ở bên nhau, ngươi thật đúng là cóc ghẻ bò chân trên mặt, không cắn người ngươi cách ứng người a. À. Sau đó đảo qua toàn bàn người, ta Hạ Uyển Ương hôm nay đem lời nói phóng này. Ta muốn ở bên ngoài nghe thấy ai đem ta cùng Lý Văn trắc đặt ở cùng nhau nói đừng nói ta không lưu tình miệng rộng tử ta hô chết nàng nói xong xoay người ra thanh niên trí thức điểm lưu lại một phòng người hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng đều biết lý văn trác thích hạ uyển ương nhưng vẫn luôn nói ra mà lý văn trác tắt tao đến sắc mặt đỏ bừng tức giận đến song quyền nắm chặt hung tợn mà nói câu nhìn cái gì mà nhìn ta quan tâm đồng bào còn có sai rồi nàng thật đúng là cái đại tiểu thư muốn mắng ai một đốn liền mắng ai một đốn a à, này nhà tư bản diễn xuất cũng không biết nàng cha là như thế nào lên làm sư trưởng, mặt khác thanh niên trí thức nhóm sôi nổi cúi đầu, không biết nên nói cái gì đó. Bọn họ trong lòng minh bạch, Lý Văn Trắc lời này tuy rằng nói được khó nghe, nhưng lại có vài phần đạo lý. Hạ Uyển Ương xác thật một chút mặt mũi đều không cho lưu, bọn họ trước kia cũng gặp được quá trong tối ngoài sáng thổ lộ. Nhưng là ai cũng không nháo đến nước này, Hạ Uyển Ương tính tình cũng thật là rất là cổ quái, làm người nắm lấy không ra, bất quá bọn họ cũng rõ ràng, Lý Văn Trác sở dĩ như vậy sinh khí, càng nhiều vẫn là bởi vì bị trước mặt mọi người bị mắng, ném mặt mũi, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thanh niên trí thức điểm lâm vào trầm mặt bên trong, không khí trở nên phá lệ xấu hổ cùng áp lực, nhưng là nghe thấy lời này. Lý tưởng liền không vui, ta nói Lý Văn Trác, ngươi về điểm này bàn tính nhỏ đánh đương ai đôi mắt đều bị mù sao. Chỉ bà ngươi cũng dám tiêu tưởng ta ương tỷ, ta từ sinh ra liền nhận thức nàng, muốn nói chúng ta trong đại viện, chưa từng thấy quá có so nàng còn tốt nữ hài tử người cả ngày nói chút không minh không bạch nói để cho người khác hiểu lầm nghĩ như thế nào lợi dụng tin đồn nhảm nhí bức ta ương tỷ thỏa hiệp nói xong cũng mặc kệ lý văn trác trả lời cùng không lại ngồi xuống lo chính mình ăn xong rồi cơm hạ uyển ương trong lòng nín thở nàng hận không thể lập tức chỉnh chết lý văn trác cùng phương chiêu đệ hai người nhưng là hiện tại người nhiều mắc tạp khi hai người lại không có làm cái gì thực chất tính động tác chỉ có thể nói chút khó nghe nói chọc giận lý văn trác. Chờ hắn có bước tiếp theo động tác lại thuận nước để thuyền. Đi tới đi tới, nhớ tới tống sông dài, cái này tiểu bụi đời. Ngăn đón nàng chơi lưu manh không nói, còn dám y hiếp trương thời giả, muốn đi cáo đại đội trưởng, khi một quyền đánh thật đúng là rất tàn nhẫn. Nói cho trương đội trưởng, trương đội trưởng liền tính vì chính mình ra khí, cũng khó tránh khỏi đến trừng phạt một chút chính mình nhi tử. Bằng không khó có thể phục chúng A. À, giữa trưa này đốn khí liền trước lấy hắn thuận thuận hảo chỉ chốc lát liền tới tới rồi tiền quế lan gia sân đại môn không quan bên trong thu thập đảo sạch sẽ đi đến trung gian thời điểm liền nghe thấy tiền quế lan ở bên trong thét chói tai trương thời giả cái này tiểu vương bác con b dám đối với ta nhi tử hạ như vậy trọng tay xem ta buổi chiều không tìm đại đội trưởng phân xử đi hạ uyển ương cười lạnh một tiếng lập tức đi vào phòng tiền thím ngươi muốn tìm ai phân xử a Tiền Quế Lan hiện tại là một chút đều nghe không được Hạ Uyển Ương động tĩnh. Vừa nhớ tới chính mình đắc tội quá nàng như vậy nhiều lần, liền chột dạ không được, vội vàng đi ra gương mặt tươi cười đón chào, ai gia, Hạ thanh niên trí thức A, cái gì phong đêm ngài thổi tới lạp, tống lão hán cùng tống sông dài cũng đi ra. Tống sông dài vừa thấy Hạ Uyển Ương đôi mắt đều thẳng, liền kém chảy nước giải đi xuống chảy, tiểu thanh niên trí thức, ngươi là tới tìm ca ca sao. Không đợi Hạ Uyển Ương nói chuyện, Tiền Quế Lan một cái tác hô tới rồi tống sông dài cái ót. Ngươi cái nhảy ranh như thế nào cùng hạ thanh niên trí thức nói chuyện đâu, tống sông dài vẻ mặt khiếp sợ, hắn nương khi nào nói như vậy nói chuyện. Như vậy cái xinh đẹp tiểu nương môn tới trong nhà, không đánh vựng đưa đến chính mình phòng gạo nấu thành cơm lại nói. Hạ Uyển ương nhà nhạc mở miệng, tiền thím, biết ngươi nhi tử vì sao bị đánh sao, đó là bởi vì hắn đùa dẫn ta Nga, vừa lúc bị trương kế toán thấy. Ngươi nói nhà ngươi tống trường hải đệ đệ lá gan lớn như vậy, này nếu là bẩm báo cục công an hắn chơi lưu manh, sau đó ta lại đi gọi điện thoại nói. Này Tống Trường Hải không biết có thể hay không lại tham gia quân ngũ nha, tiền Quế Lan thiếu chút nữa lại bị dọa nước tiểu. Túng lên bệ bếp biên lò móc liền bắt đầu hướng tống sông dài trên người trừ, người cái to gan lớn mật nhảy ranh, ai ngươi đều dám cản a. À. Ngươi là muốn hại chết ngươi ca sao, ta đánh chết ngươi cái vương bác đảng, Hạ Uyển Ương đi đến trong viện. Cầm lấy một cái tiểu băng ghế liền ngồi xuống dưới cắn nổi lên hạt dưa, toàn bộ nhà ở đều là tống sông dài quỷ tiếng kêu. Tống lão nhân ngăn đón thanh âm, Hạ Uyển Ương cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng, đánh mười mấy phút. Tống sông dài quần áo bối thượng đều xuất hiện vết máu tử, mới dừng tay, sau đó dùng đôi mắt dò hỏi Hạ Uyển Ương vừa lòng không hài lòng. Hạ Uyển Ương khí ra, ném xuống mau cắn da, vỗ vỗ tay, trương kế toán chính là ở làm tốt sự, ta không muốn nghe thấy ai đi cáo trạng sự. Lúc ấy rất nhiều người đều thấy, tiền Quế Lan ném xuống lò móc, cuối đầu không lưng nói, hạ thanh niên trí thức ngài yên tâm. Trương kế toán đánh hắn là hắn nên đánh, chúng ta tuyệt không sẽ không có việc gì tìm việc đi cáo trạng. Hôm nay sự còn hy vọng ngài đừng cùng hắn so đo, không so đo có thể a. À. Đó có phải hay không hẳn là đi cảm tạ một chút nhân gia Trương kế toán làm hắn dừng cương trước bờ vực đâu. Này nếu là Trương kế toán đến chậm một bước, hắn muốn thật đụng tới ta, ngươi nói ngươi cả nhà nên là cái gì kết cục đâu. Hạ Uyển Ương được một tất lại muốn tiếng một thước nói, tiền quế lan răng hàm sau đều mau cắn, hảo. Ta lập tức liền dẫn theo lễ vật đi cảm tạ trương kế toán, ngài yên tâm, Hạ Uyển Ương vừa lòng, sau đó cổng tay nhỏ hừ ca đi rồi. Chương 21 trò chuyện riêng, Hạ Uyển Ương đi vào làm công địa phương, này sẽ mới vừa đánh xong làm công linh, đại bộ phận người đều còn không có tới. Nàng lấy ra chính mình tiểu băng ghế ngồi xuống, đừng nói nàng thật đúng là thích cái này công tác thanh nhàn không nói còn phơi không. Nửa giờ sau, Kiều Thẩm vẽ mặt không thể tưởng tượng biểu tình tới, ngồi xuống cũng không nói lời nào, cùng nhau làm việc Vương Thẩm hỏi, Thục Vân. Ngươi đây là sao, sao không cao hứng đâu, Kiều Thẩm nói, này tiền Quế Lan giống như có bệnh, giữa trưa nhà ta khi giả cho nàng tiểu nhi tử đánh. Nàng chẳng những không tìm sự, vừa mới còn cầm 20 cái trứng gà tới nhà của ta nói lời cảm tạ, nói cái gì cảm ơn ta nhi tử cứu nàng nhi tử. Vương thẩm miệng vẽ mặt bác quái thò qua tới, ta thiên A, à, này tiền quế lan nhiều bảo bối cái kia lão nhi tử A. À. Trước hai năm hướng dương đại đội có cái tiểu cô nương bị hắn lấp kín đùa giỡn vài câu, nhân gia cha mẹ ca ca đều tìm tới nhà nàng môn. Nàng một người lăng là đem nhân gia toàn gia đều mắng đi rồi, nói cái gì nguyện ý đi cục công an liền đi, không ai thấy không nói. Nhà hắn cô nương còn hỏng rồi thanh danh, không mấy ngày liền đem kia cô nương gã đến ngoại thôn đi, đinh thiếm cũng thò qua tới, đúng vậy. Này liền không nói, kia tiền Quế Lan là người nào, trụ một cái thôn cả đời a vì thời điểm có thể làm nàng từ trong tay đưa ra quá đồ vật. Nhà ngươi khi giả đánh hắn, không qua ngươi 20 cái trứng gà đều không tồi, còn cho ngươi đưa trứng gà, hay là hạ độc đi. Hạ Uyển Ương chọn hạt giống cũng không nói lời nào, nàng không nghĩ làm kiều thẩm cùng trương thời giả biết nàng lấy thân phận áp người. Tuy rằng nàng là làm như vậy, nhưng là hiện tại trương thời giả rõ ràng giống đời trước như vậy trốn tránh nàng, nàng lại nói việc này. Khi không phải tự tìm tử lộ, muốn nói cùng trong thông thím nhóm đãi ở bên nhau chỗ tốt, đó chính là có thể tùy thời tùy chỗ nghe tin tức. Nhà ai con dâu cùng người khác mắt đi mày lại lạp, nhà ai lão bà bà tra tấn con dâu lạp, nhà ai cô em chồng ở nhà là cái giảo gia tinh lạp. Nhà ai cẩu lợi hại nhất nàng một buổi trưa đều đã biết, gia nhập các nàng hàng ngũ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng ít nhất chính mình ở thời điểm sẽ không bị nói a à. nói xong tiền quế lan sự hạ uyển ương cũng đem tiểu băng ghế dọn gần điểm nho nhỏ một cái cùng một đám thím đại nương dựa vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói trương thời giả tới thời điểm liếc mắt một cái liền thấy hạ uyển ương bị vây quanh ở trung gian nàng ăn mặc màu trắng nửa thanh tay áo lộ ra hai điều trắng nõn mảnh khảnh cánh tay hai điều bánh qua chèo biện lại thô lại lượng đặt ở bối thượng vẻ mặt khoa trương che miệng cười hướng kia ngồi xuống nho nhỏ một đoàn cùng cái cái nấm nhỏ dường như, Trương Thời Giả nghẹn cười đi qua đi. Ho nhẹ hai tiếng, đại gia cùng nhau nhìn về phía hắn, Đinh thím nhìn từ trên xuống dưới Trương Thời Giả, Thục Vân. Nhà ngươi lão tứ lại tới tìm ngươi Lạp, Kiều Thẩm xẻo Trương Thời Giả liếc mắt một cái, không mau nói, vì sự. Trương Thời Giả nhìn về phía Hạ Uyển Ương, ta tìm Hạ thanh niên trí thức có chút việc, Kiều Thục Vân mặt lập tức đen xuống dưới, vì sự liền nói đi. Đơn độc tìm nhân gia Hạ thanh niên trí thức, cũng không sợ bị nói xấu. Hạ Uyển Ương vỗ vỗ ngồi ma chân, kiều thẩm. Trương kế toán phỏng chừng tìm ta là thanh niên trí thức điểm phòng ở chuyện này, ta không phải đơn độc trụ sao. Giao đại đội phòng phí còn không có khai bằng chứng đâu, vương thẩm nhìn về phía kiều thục vân, thục vân, nhân gia người trẻ tuổi có công sự. Người sau này nghiêm túc đâu, Hạ Uyển Ương hướng bên ngoài nhìn nhìn, ý bảo trương thời giả đi ra ngoài nói. Hai người một trước một sau đi hướng đại đội bộ, trước sau kém hai bước xa, trương thời giả mở miệng nói tống sông dài cùng tiền quế lan sự là ngươi đi tìm hạ uyển ương chớp chớp mắt không có a à. phỏng chừng là ý thức được chính mình sai rồi đi trương thời giả khẽ cười nói hành vậy tính bọn họ ý thức được chính mình sai rồi đi cảm ơn ngươi hai người cùng nói nói xong lại không hẹn mà cùng cười cười xong lại có chút xấu hổ không biết lại nói chút cái gì hạ uyển ương ở trong lòng phỉ nhổ chính mình vài biến như thế nào đến thật trương thời điểm miệng này bổn đâu cái kia ngươi tới mấy ngày nay còn thói quen sao trương thời giả đánh vỡ này xấu hổ không khí hạ uyển ương mím môi còn hành đi ngươi cũng biết ta chính mình trụ một phòng hoàn cảnh gì ta chính mình thu thập một chút còn hành chỉ là thanh niên trí thức điểm những người đó có điểm phiền trương thời giả nhăn nhăn mày có người khi dễ ngươi hạ uyển ương lại chớp chớp mắt cũng không tính đi chính là có ruồi bọ lão hướng trước mắt phi không cắn người cách ứng người bái trương thời giả tức khắc liền minh bạch tiểu nha đầu lớn lên đẹp gia thế lại hảo, mấy năm nay có thể trở về thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thậm chí đem chính mình làm tàn cũng tưởng trở về, đây là có người muốn lợi dụng tiểu nha đầu trở về thành. Nhưng là hắn hiện tại lấy cái gì thân phận đi quản chuyện của nàng đâu, chính ngươi phải cẩn thận điểm, đừng làm cho người chui chỗ trống. Cô nương thanh danh rất quan trọng, nếu là làm người có tâm lợi dụng, đồn đại vớ vẫn là có thể trí một người vào chỗ chết. Thanh niên trí thức điểm người muốn nghe thấy lời này, chỉ định đến nói, ngài suy nghĩ nhiều, này đại tỷ bắt được ai mắng ai. Ai dám cục lấy nàng nói sự, miệng rộng tử hô chết ngươi, hạ uyển ương thở dài, ai, ta một cái cô nương gia ngàn dặm xa xôi đi vào này. Mỗi ngày muốn làm công không nói, còn muốn đề phòng người, thanh niên trí thức điểm 20 cá nhân nộp. Trừ bỏ nhà ta hàng xóm cái kia keo lý tưởng từ nhỏ liền nhận thức, dư lại người đều 800 cái tâm nhãn tử, ta tại đây lại không nơi nương tựa. Thật sự rất mệt, trương thời giả cúi đầu nhìn trên mặt đất, ngươi có gì sự có thể tới tìm ta cha tìm ngươi không được sao hạ uyển ương truy vấn nói trương thời giả ngẩng đầu thực mau lại dời đi tầm mắt hành là hành liền sợ người có tâm hủy ngươi thanh danh vậy ngươi sợ bị hủy thanh danh sao trương thời giả cười ta một cái đại lão gia sợ hủy cái gì thanh danh hạ uyển ương cũng đi theo cười đại lão gia cũng có thanh danh nga này về sau ngươi nương phải cho ngươi làm mai nói nhân gia muốn nghe đến ngươi cùng thanh niên trí thức điểm cô nương đi gần khi việc hôn nhân không phải thổi lạp, Hạ Uyển Ương là cố ý nói như vậy. Nàng tưởng thăm thăm trương thời giả lúc này tâm ý, ta sẽ không nói thân, nếu muốn nói sớm nói, ta đại ca 20 thời điểm. Ta cháu trai đều 2 tuổi, trương thời giả giải thích nói, ngay sau đó lại nói, cái kia lý tưởng là ngươi thanh mai trúc mã, nghe thấy lời này. Hạ Uyển Ương cười lộ ra tám cái răng, bạch bạch tiểu nha liền như vậy mắng, trong lòng hoạt động là, hắn trong lòng có ta. Hắn ở thử ta, Trưng thời giả trong lòng lột bột một chút, nhắc tới kia tiểu tử liền cười như vậy vui vẻ, mới vừa nổi lên toan. Liền nghe thấy Hạ Uyển Ương nhu kỹ kỹ thanh âm, cái gì thanh mai trúc mã nha, đó chính là cái tiểu thí hài. Khi còn nhỏ đi theo chúng ta mặt sau chạy, một bên chạy một bên lưu nước mũi, chúng ta mấy cái nữ hài đều nhưng ghét bỏ hắn. Nhưng hắn chính là không thích cùng nam hài chơi, thích cùng chúng ta nữ hài chơi, chúng ta quá mọi nhà hắn coi như nhi tử. Mấy năm nay ta đều đem hắn đương nhi tử xem, nói xong còn vẻ mặt ghét bỏ lý tưởng liền ngài thanh cao biểu quyết tâm như vậy chửi bới ta trương thời giả khóe miệng trừ trừ hắn khi còn nhỏ mùa đông cũng đi theo mấy cái ca ca mặt sau chạy cũng lưu nước mũi tới tiểu nha đầu sẽ không cũng ghét bỏ chính mình đi nhưng là nghe thấy không phải thanh mai trúc mã trương thời giả trong lòng lại thật cao hứng trở về đi ra tới thời gian lâu lắm không tốt thím nhóm nên hoài nghi tuy rằng thực không tha cảm giác này nhưng là vẫn là đến vì nàng suy xét. Hạ Uyển Ương trở về thời điểm là nhảy trở về, trương thời giả nhìn nàng bóng dáng sủng địch cười cười, giống như một con thỏ con. Đi tới cửa thời điểm cố ý đem kia trương bằng chứng cầm ở trong tay, ta đã về rồi, xem, bằng chứng khai được rồi, đinh thím cười nhìn nàng, nha. Này khai cái bằng chứng như vậy cao hứng nha, không có A, à, này không phải nghe thấy tiền thím cấp kiều thẩm đưa trứng gà sự vui vẻ sao. Nàng ở xe lửa thượng khi dễ ta, nàng nhi tử hôm nay lại bị đánh, có thể không vui sao, chương 22 ghen, buổi tối tan tầm linh vang lên. Hạ Uyển ương một phen giữ chặt muốn trở về chạy kiều thẩm, thím, trương kế toán giúp ta điểm vội, ta cũng không biết sao cảm tạ hắn. Điểm này bố ngươi nhận lấy, cho hắn làm thân quần áo bái, kiều thẩm kinh ngạc một đám, này sao có thể hành, hắn cha là đội trưởng, hắn là kế toán. Trợ giúp các ngươi này đó thanh niên trí thức là hẳn là, ta sao có thể liếm mặt thế hắn thu lễ. Hạ Uyển Ương đem bố nhét vào Kiều Thục Vân trong tay, thím, ngươi sẽ không đối ta có gì ý kiến đi, buổi sáng ngươi còn giúp ta nói chuyện đâu. Các ngươi cả nhà như vậy chiếu cố ta, ta đưa điểm bố ngươi còn cùng ta khách khí như vậy làm gì, tới mấy ngày. Hạ Uyển Ương đại tra tử mùi vị ra tới, đời trước nàng ở cái này thôn ngây người rất lâu, không tới một tháng đã bị đồng hóa. Kiều Thẩm nhìn trong tay bố, lại nhìn nhìn Hạ Uyển Ương, hài tử, hiện tại bố phiếu thiếu, thím cho ngươi làm thân quần áo, ai nha thím. Ngươi liền nhận lấy đi, ta trong tay bố phiếu đủ dùng, ta chính là tưởng cảm tạ một chút trương kế toán, lại không hảo trực tiếp đưa cho hắn. Hai ta đừng xé đi biết không, cuối cùng Kiều Thục Vân vẫn là đem bố nhận lấy, bởi vì lại không thu. Nàng đều hoài nghi này tiểu hạ thanh niên trí thức dây tiếp theo đều có thể khóc ra tới, hai người đi vào tỷ số chỗ. Trương thời giả đứng ở một bên tay cắm túi quần nhìn nơi xa trong đất, phía trước đứng ba cái cô nương, trong đó một cái đang nói cái gì. Nhưng là hiển nhiên trương thời giả không có đáp lại, khi giả ca, ngươi liền nhận lấy đi, đây là ta thân thủ làm, ăn mặc nhưng thoải mái. Hạ Uyển Ương đến gần liền nghe thấy được những lời này, không giấu vết liếc mắt một cái trương thời giả, nhớ mày. Này nữ chính là hắn tam tẩu muội tử Lý Ngọc, đời trước liền thích hắn, thích đến trước công chúng hạ tự tiếng chẩm tịch. Chút nào không suy xét chính mình thanh danh, thấy trương thời giả ánh mắt hướng nàng phía sau nhìn lại, Lý Ngọc cũng theo tầm mắt nhìn qua đi. Ngọc nị cái kẹp âm vang lên, kiều thẩm, ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem tỷ của ta sao, ta đều đã lâu không nhìn thấy nàng. Này Lý Ngọc lớn lên hắt gầy hắt gầy, to rộng quần áo hoàn toàn đằng không đứng dậy bộ dáng. Hình như là đại nhân trộn tiểu hài tử quần áo xuyên giống nhau, một đầu du du tóc sơ bóng loáng bóng lưỡng. dáng da đầu có vẻ hắn phát lượng đặc biệt thiếu, còn xuyên một đôi hạ uyển ương ghét nhất hồng vớ, ngũ quan không thể nói đẹp. Thậm chí liền thanh tú đều không tính là, cùng Lý Linh có năm phần tương tự, đều dài quá một đôi khôn khéo mắt nhỏ, hạ uyển ương trà sát cánh tay. Thanh âm này nị nàng cơm chiều đều không muốn ăn, kiều thẩm cũng không lý lý ngọc, đối với ghi điểm viên nói, hạ thanh niên trí thức, mãn CM 8 phân. Dư lại trừ bỏ lưu thúy là 6 phân, cũng đều là mãn công điểm, hôm nay tổng cộng chọn 50 cân loại. Kiều Thục Vân bằng vào tuổi trẻ khi một đống sức lực, tranh thủ tới rồi tiểu đội trưởng chức vị, nàng phụ trách một quán. Công điểm đều từ nàng nói tính, Hạ Uyển Ương nhớ xong phân liền đi rồi, đi ngang qua trương thời giả thời điểm còn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái cấp trương thời giả dọa cơm chiều cũng chưa ăn mấy khẩu. Thẳng đến chính mình lão nương nói ra kia hai khối bố là hạ thanh niên trí thức cấp, sắc mặt mới hảo điểm. Hạ Uyển Ương trở lại thanh niên trí thức điểm, rất xa liền nghe thấy từ kiều kiều nói ai ngày đó ăn cơm thời điểm không quá chú ý trương kế toán hôm nay gần gũi nhìn xem lớn lên thật đúng là không kém chính là ở chúng ta đại viện cũng là số một số hai vóc dáng còn cao thân thể nhìn cũng tráng trên mặt thật đúng là làm người chọn không ra một chút tật xấu ai còn lại người căn bản không ai đáp lời một cái nữ đồng chí rõ như ban ngày đánh giá một người nam nhân cũng không chê tao hoảng Hạ Uyển Ương cấp lý tưởng một lọ cá đồ hộp, ta hôm nay có điểm mệt, cơm chiều không ăn, ta kia phân làm theo cho ngươi, ương tỷ uy vũ. Không để ý tới lý tưởng khoa trương tiếng la, trở lại trong phòng Hạ Uyển Ương kéo hảo bức màn liền biến mất ở phòng, một hơi chạy đến trên núi. Đi lên liền ôm lấy đại tráng, đại tráng bị nàng ôm lần này, thiếu chút nữa thấy quá nải, lại không dám trốn lại không dám gọi. Chỉ có thể đem đầu to dùng sức trục về phía sau, ngươi lại dãy dụa ta liền đi ôm Thúy Hoa, ngươi tức phụ nhưng mang thai, ngươi tưởng hảo lại trốn. Hạ Uyển Ương dùng rầu rĩ thanh âm uy hiếp đại tráng, đại tráng quả nhiên không dám lại xúc. Dương bồn máu mồm to duỗi mang thứ đầu lưỡi cố sức hô hấp, ôm trong chốc lát, Hạ Uyển Ương buông ra nó. Đại tráng cùng Thúy Hoa ngoan ngoãn ngồi ở nàng bên người, Hạ Uyển Ương nhìn dưới chân núi cảnh sắc, một bàn tay nắm đại lớn mạnh trên đùi mau, ai? Thật hâm mộ hai ngươi, mỗi ngày nùng tình mật ý, liền tiểu tể tử đều phải sinh, nhưng ngươi nhìn xem ta, thích cái nam nhân hai đời. Đều chờ không tới hắn thổ lộ, ta nhưng thật ra tưởng nói, chính là hắn nếu là e ngại nhà ta cự tuyệt ta, ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại ít nhất còn có thể bảo trì như vậy, vạn nhất thật nói, về sau hắn xem ta xấu hổ không để ý tới ta làm sao đâu. Đại tráng đau đến nước mắt lưng tròng, chỉ có thể dùng lạnh lẽo mũi đỉnh tay nàng, sau đó ý bảo nàng xem chính mình chân sau. Hạ Uyển Ương quay đầu vừa thấy, thực hảo, trọc một khối, bên cạnh đôi một tiểu đôi màu vàng lông tóc. Hạ Uyển Ương lộ ra một cái so với khóc đều khó coi cười, ha hả, thực xin lỗi a, à, ta chính là tâm tình không tốt. Tuy rằng ta cũng biết hắn không thích người khác, nhưng tâm lý khó chịu. Đều không thể lấy nàng đối tượng thân phận đi làm những người đó cách hắn xa một chút, đại tráng, ngươi tâm tình không hảo kéo ta mau làm gì? Thúy Hoa chạy đến mặt sau cấp đại tráng liếm trọc kia một khối hạ uyển ương càng khó chịu hảo 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 hai người các ngươi tiếp tục nị oai đi ta đi rồi quấy rầy hạ uyển ương kéo một thân mệt mỏi thân thể hướng dưới chân núi đi đến đi chưa được mấy bước liền thấy mấy cái xà bàn ở trên cây tuy rằng biết chính mình là chủ nhân nhưng là thấy loại này mềm mại loài bò sát hạ uyển ương vẫn là dọa khuôn mặt nhỏ tái nhật a à, bảy thanh âm vang lên không cần sợ hãi trong không gian sở hữu sinh vật đều là sợ ngươi này đó là rắn độc ngươi có yêu cầu thời điểm ngươi làm chúng nó làm gì chúng nó liền làm gì hạ uyển ương đáng khinh cười nàng vẫn luôn không thể tưởng được thu thập lý văn trác cùng phương chiêu đệ biện pháp trừ bỏ quá quá miệng nghiện cũng không gì thực chất tính tiến triển mỗi ngày còn phải làm cho bọn họ ở chính mình mí mắt phía dưới nhảy đác này còn không phải là buồn ngủ đưa tới gối đầu sao, bị rắn cắn nói cùng nàng nhưng không quan hệ đi này sẽ thấy này đó xà cũng không sợ còn đột nhiên cảm giác chúng nó quái đáng yêu đâu, tâm tình hảo, muốn ăn cũng tới, đi vào biệt thự nhà ăn, lấy ra mụ mụ cho nàng làm đồ ăn. Một mâm tạc tiểu ngư, một mâm tạc thịt viên, một mâm cộng hoa tỏi non xào trứng gà, còn có một chén lớn xương sườn bắp canh. Lại xứng với một chén tinh mễ cơm, ăn chính là tương đương thỏa mãn, đáng tiếc sở hữu đồ ăn chỉ ăn một phần ba, tính, ăn no không nghĩ động. Dù sao cũng không lạnh, hạ đống tiếp theo ăn xong rồi, ăn cơm no cởi quần áo đi vào bên dòng suối nhỏ. Nhìn chính mình trên đùi kia ba đạo tím dấu vết, Hạ Uyển Ương khóc không ra nước mắt, vì Trang nhu nhược, cũng là uống đi ra ngoài. Hạ Uyển Ương nhảy đến dòng suối nhỏ dựa vào bên bờ trên tảng đá, hưởng thụ này tốt đẹp cảm giác. Nhìn nơi xa phì nhiêu thổ địa tràn đầy hạnh phúc cảm, tuy rằng không hỏi mụ mụ loại chính là gì, nhưng là loại cảm giác này còn quái tốt. To xong tắm nàng trên đùi ấn ký liền nhẹ rất nhiều, lau khô tóc sau liền trở lại phòng ngủ, buổi sáng khởi quá sớm thật sự là vây muốn mệnh cùng hạ uyển ương bất đồng chính là trương thời giả mất ngủ trong chốc lát nhớ tới nàng niêu ở sau người cáo trạng thời điểm trong chốc lát ngẫm lại hạ uyển ương hướng về phía hắn nghe răng nhạc bộ dáng một hồi ngẫm lại nàng giống một cái cái nấm nhỏ giống nhau cùng một đám lão nương nhóm bát quái cảnh tượng một hồi lại là một bộ xem phụ lòng hắn xem chính mình ánh mắt mặc kệ cái nào trạng thái hạ nàng trương thời giả đều cảm giác hảo đáng yêu cũng làm hắn điên cuồng tim đập Chương 23 làm xú phương chiêu đệ, một giấc ngủ đến làm công linh vang lên. Hạ Uyển Ương giật mình một chút từ trên giường đất ngồi dậy, rửa mặt đánh răng tổng cộng 5 phút. Thay một kiện toái hoa áo sơ mi cùng một cái và nhạc quần, tóc cũng là tùy tay ở sau đầu trói lại một chút. Ra cửa thời điểm tân lão thanh niên trí thức nhóm đều đi rồi, Hạ Uyển Ương chỉ có thể dơ chân hướng lên trên công địa phương chạy. Nhìn Trương Hòa Bình đứng ở chỗ cao nói chuyện, Hạ Uyển Ương không lưng đứng ở trong đám người, còn một bộ dính dính tự đắc, làm chuyện xấu không ai thấy khoe khoang biểu tình, trương thời giả từ nàng xuất hiện thời điểm liền thấy nàng, tiểu nha đầu khởi chậm. Phỏng chừng là chính mình trụ không ai kêu nàng, trên mặt vệt nước cũng chưa tới kịp lau khô. Khóe miệng còn có kem đánh răng lưu lại màu trắng ấn ký, phản phất một con tiểu hoa miêu nghịch ngợm đáng yêu. Tóc hoặc nhìn cũng chỉ là vội vàng gian tùy ý trác khởi, não đỉnh mấy cây toái trả về cuộc cường mà lập. Như là ở kể ra chủ nhân vừa mới trải qua quá bận rộn cùng hấp tấp, nhưng mà, này hết thảy lại một chút không có ảnh hưởng đến nàng mỹ lệ. Một thân tươi đẹp áo sơ mi bông mặt ở trên người nàng, gãi đúng chỗ ngứa mà phụ trợ ra nàng kiều diễm ướt ác, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Khi linh động đôi mắt, hơi hơi dơ lên khóe miệng cùng với trong lúc lơ đảng toát ra tươi cười, không một không cho hắn tâm động, sách. Sao liền như vậy đáng yêu đâu, ngày hôm qua tân thanh niên trí thức công tác hoàn thành đều không tồi. Ta tại đây muốn đặc thù khen ngợi một chút vương tỉnh đồng chí, làm một người nữ thanh niên trí thức, không sợ khổ không sợ mệt Cùng nam thanh niên trí thức cùng nhau tiến hành làm cỏ công tác Một chút đều không rơi hạ phong, là sở hữu nữ thanh niên trí thức cương tốt Trương Hòa Bình đứng ở trên tảng đá lớn tiếng kêu Vương tỉnh cao cao dơ lên cổ, khoa trương hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay Nói cho đại gia chính mình là Vương tỉnh